ta có thể xem khuôn mặt nàng bây giờ sao? Không cho, chưa hoàn toàn phục hồi, ta có thể càng đẹp, càng trẻ tuổi hơn. Hai tay Nạp Lan Tuyết Tiên ấn mũ sợ bị Phong Phi Vân xốc lên. Phong Phi Vân cười nói. Được rồi, không nhìn thì không nhìn. Nàng đẹp nhất thiên hạ, không ai đẹp hơn nàng. Đẹp hơn cả Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân im lặng, hắn nhớ đến thần hồn Thái Vi nữ thần bị nữ đế Long Khương Linh mang đi. Phong Phi Vân ở trong thiên quốc hơn 40 ngày, chắc thần đô sớm bị đại quân bao vây, không biết đã bị công phá chưa. Có Thái Thượng Tấn Đế như Đại Tự Tại Chân Nhân tọa chấn, chắc thần đô không dễ bị công phá. Dù gì thần Tấn Vương Triều kinh doanh mấy ngàn năm trong thần đô. Nhưng lỡ thần đô bị phá thành thì sao? Cũng sắp đến thời hạn 3 tháng Tiêu Nặc Lan đưa ra. Trong vòng 3 tháng không giao 500 vạn linh thạch cho Tiêu Nặc Lan thì trời biết nữ ma đầu này sẽ làm chuyện điên cuồng gì. Nạp Lan Tuyết Tiên cảm nhận được tâm tình của Phong Phi Vân. Ngươi muốn ra ngoài. Phong Phi Vân gật đầu, khô khốc nói. Không thể không đi. Nạp Lan Tuyết Tiên ôm chặt Phong Phi Vân, hơn một tháng qua là ngày tháng nàng vui nhất trong mấy năm nay. Nạp Lan Tuyết Tiên thật sự không muốn Phong Phi Vân đi chút nào, nhưng nàng biết không giữ hắn được. Ta có thể giúp ngươi. Phong Phi Vân chậm rãi cởi dây lưng, cởi Nạp Lan Phật Y đưa cho Phong Phi Vân. Ta biết ngươi rất sĩ diện, không chịu mở miệng, bây giờ ta chủ động cởi cho ngươi. Phong Phi Vân mặc áo lót trắng tinh, cổ trắng ngần, tóc dài đen nhánh, đường cong mỹ miều, đặc biệt thánh khiết, có Phật quang vòng quanh thân nàng tựa tiên nữ trong truyền thuyết. Phong Phi Vân nhìn Nạp Lan Tuyết Tiên chằm chằm, hắn biết kết hợp lực lượng năm thần y có thể ngăn cản vị tồn tại trong quan tài hoàng thạch, nhưng hắn không mở miệng được. Phong Phi Vân cảm thấy thua thiệt Nạp Lan Tuyết Tiên rất nhiều, hắn rất áy náy, dù đến thiên quốc cũng chưa từng đòi thần y. Giống như Phong Phi Vân cảm thấy Hồng Loan Hỏa thường thuộc về Nam Cung Hồng Nhan, Nạp Lan Phật Y là của một mình Nạp Lan Tuyết Tiên, những người khác không có tư cách mặc. Cuối cùng Phong Phi Vân nhận Nạp Lan Phật Y, áo còn giữ hơi ấm và mùi hương thoang thoảng. Phong Phi Vân cười nói. Ai bảo ta sĩ diện, chẳng qua ta không thích mặc y phục của nữ nhân. Nạp Lan Tuyết Tiên hỏi lại. Vậy tại sao ngươi mặc đồ của Nam Cung Hồng Nhan? Mặc năm thần y có thể bộc phát lực lượng không thể dự đoán, nghĩa là giữa năm thần y có mối liên kết. Nạp Lan Tuyết Tiên cảm ứng được Phong Phi Vân mặc Hồng Loan Hỏa thường cũng rất bình thường. Phong Phi Vân hỏi, nữ nhân luôn mẫn cảm như vậy sao? Nạp Lan Tuyết Tiên mỉm cười nói, chỉ cần ngươi không giao y phục của ta cho nữ nhân khác mặc thì ta sẽ không mẫn cảm. Mau đi đi, ta biết ngươi rất muốn đi ra ngoài. Nhớ nói cho Đại Hòa Thượng là ta đã đến Thiên Mệnh Đệ Tứ Trọng. Tránh cho hòa thượng mỗi ngày lải nhải bên tai ta như lão bà. Chắc chắn ta sẽ truyền lời. Phong Phi Vân mặc năm thần y vào, mở đường thiên quốc, biến thành luồng sáng bay ra ngoài. Năm thần y hợp nhất như năm phần khác nhau tụ lại thành một thể, chậm rãi hòa tan, dính vào nhau thành một khối, đan sen hoa văn như vảy toát ra long khí hùng hồn. Grao! Bên tai vang tiếng thần long gầm giống, Phong Phi Vân như ở trong cơ thể con rồng. Gri! Tiếp theo là tiếng Phượng Hoàng kêu to, sắc nhọn khiếp hồn người. Đây là thần y làm từ da Phượng Hoàng, vảy thần long. Thần y bị người tách ra 5 phần, hoặc nên nói bị người đánh vỡ 5 phần biến thành 5 hình dạng, Hồng Loan Hỏa Thường, Cư Cửu Quái Bào, Cửu Ngũ Long Bào, Ẩn Tàm Sa La, Nạp Lan Phật Y. Trên da Phượng khảm vảy rồng, dùng tơ ẩn tàm bệnh, dùng hai cách Phật đạo đỉnh cao nhất tế luyện ra, bên trên có quái tượng, Phật văn. Mặt chính là chiến bào da phượng vảy rồng, mặc ngược thành áo tàng hình. Đây là thủ đoạn đỉnh cao nhất, mỗi loại cực kỳ ghê gớm, tài liệu vô cùng khó tìm, cao thủ Phật đạo tế luyện ra loại thần y này cũng khó kiếm. Tim Phong Phi Vân co giật. Đây là, da của ta. Hơi thở trên da phượng rất quen thuộc, vì nó là da của Phượng Phi Vân, tức da kiếp trước của hắn. Sao có thể như vậy? Thần y này là Thủy Nguyệt Đình tìm người tế luyện thành. Không, không đúng, năm thần y có lịch sử mấy ngàn năm trong thần Tấn Vương Triều, sao da của ta xuất hiện từ mấy ngàn năm trước? Dù thần y là Thủy Nguyệt Đình tế luyện, với tu vi của nàng sẽ không để thần y rơi vào thần Tấn Vương Triều, trừ phi nàng cố ý làm như vậy. Nhưng vẫn không hợp lý, Thủy Nguyệt Đình không cần làm như vậy. Phong Phi Vân phát hiện lần này hắn chết rồi trọng sinh sự việc càng mông lung mờ mịt. Muốn tìm hiểu rõ ràng chỉ có một cách. Đó là tìm được Thủy Nguyệt Đình hỏi rõ ràng.
Tiếng cười nhạt của Diêm Vương vọng đến. Ta biết ngay ngươi sẽ ra, chết đi. Một móng vuốt đậm đặc tà khí ấn vào đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đánh trả, bàn tay bốc cháy ngọn lửa như vuốt rồng vỗ bay Diêm Vương. Diêm Vương hét thảm đập vào vách Thiên Nhất Thánh Bình. Hừ, không có thời gian lãng phí với ngươi. Phong Phi Vân nhanh chóng thu về kim Phật khổng lồ cao 99 thước, bay ra Thiên Nhất Thánh Bình. Giọng Diêm Vương phát ra từ Thiên Nhất Thánh Bình. Không thể nào, không thể nào, sao ngươi biến mạnh như vậy? Phong Phi Vân đã bay ra Thiên Nhất Thánh Bình. Trong hỗn độn mông lung có dấu tay đẫm máu khổng lồ ấn xuống Phong Phi Vân, là lực lượng của tồn tại trong quan tài hoàng thạch, mạnh hơn Diêm Vương rất nhiều. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh lẽo, cơ thể nứt ra, trướng to, biến thành phượng hoàng khổng lồ. Nhưng phượng hoàng không mọc lông chim mà là vảy rồng. Phượng hoàng dương cánh, cơ thể to lớn không gì sánh bằng. Đây là kích cỡ bản thể kiếp trước của Phong Phi Vân, cánh dài 9.000 dặm. Đương nhiên bây giờ chỉ còn tấm da, kém xa lực lượng kiếp trước của Phong Phi Vân, không bằng 1/10 vạn, nhưng vẫn rất khủng bố, khí thế kinh khủng. Đây là khí thế của Phượng Hoàng Vũ Hóa Đệ Cửu Trọng. Giọng Phong Phi Vân làm người dùng mình. Để ta nhìn xem ngươi là cái gì. Phượng Hoàng mở mắt ra, con mắt to như hồ nước, chân nhân thấy đôi mắt này cũng sẽ sợ hãi. Vuốt đẫm máu trong quan tài hoàng thạch bị khí thế Phượng Hoàng hù sợ, rụt về. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, mọi thứ trong quan tài hoàng thạch rõ rành rành. Thì ra là một ao máu loãng sinh ra linh trí. Phong Phi Vân lấy Thiên Nhất Thánh Bình ra, nói với Diêm Vương ở bên trong. Quan tài hoàng thạch này là dụng cụ Niết Bàn ngươi luyện ra vào lần cuối Niết Bàn đúng không? Linh giác Diêm Vương nhạy bén phát hiện Phong Phi Vân bất phàm, lúc trước nó đã quá xem thường hắn. Hừ, rốt cuộc ngươi là ai? Phong Phi Vân nói. Lợi hại, Niết Bàn 7 lần mới đột phá vũ hóa cảnh, ao máu trong quan tài hoàng thạch là máu của ngươi để lại sau lần Niết Bàn thứ 7. Tiếc rằng 5 tháng dài dặc trôi, ao máu tự sinh ra linh trí biến quan tài này thành tà quan. Diêm Vương nghiến răng. Năng lực nhìn thấu của ngươi quá mạnh. Phong Phi Vân tiếp tục bảo. Nhắc đến thì binh tiễn thi động đào được thạch quan này trong vũ hóa mộ nguyên, có lẽ quan tài là chiến binh của ngươi. Để ta giám định linh khí này thuộc mấy phẩm. Có ra Phượng Hoàng gia cố, các mặt năng lực của Phong Phi Vân tăng vọt. Rất nhanh Phong Phi Vân giám định ra uy lực quan tài hoàng thạch có thể phát huy. Qua, sức chiến đấu sánh bằng linh khí thập phẩm, không đơn giản. Ai, tiếc rằng phẩm cấp quá cao, hiện tại không sử dụng được. Tu vi của Phong Phi Vân chỉ có hậu kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng, có thể thoải mái sử dụng linh khí tam phẩm, miễn cưỡng dùng linh khí tứ phẩm, còn linh khí ngũ phẩm có lẽ cũng dùng được nhưng tiêu hao linh khí rất lớn. Mất nhiều hơn được. Phong Phi Vân có thể dùng thanh đồng cổ thuyền nhưng chỉ dẫn động một canh giờ ngắn ngủi, chỉ dùng năng lực bay của nó, không cách nào vận dụng năng lực khác. Giống như đứa con nít, một khẩu súng ngắn đã là thần khí giết người mạnh nhất, có thể giết con nít cầm đao. Nhưng nếu đưa đạn hạt nhân cho đứa trẻ, đừng nói là bắn, kêu nó ôm đạn hạt nhân đập người cũng khó. Có lúc vũ khí chỉ là thứ yếu, không phải uy lực lớn thì thực dụng nhất. Đối với Phong Phi Vân bây giờ linh khí tứ phẩm là thực dụng nhất, không phải linh khí phẩm cấp cao vô dụng. Ví dụ thanh đồng cổ thuyền, ít ra Phong Phi Vân có thể sử dụng nó chạy trốn, trên mảnh đất thần tấn vương triều này không ai đuổi kịp nó. Ví dụ quan tài hoàng thạch sánh bằng linh khí thập phẩm, sử dụng tốt có thể giết cỡ đệ nhất tôn giả dương giới, thậm chí nhốt nhân vật càng cường đại hơn. Đây là một nhà tù khổng lồ, nhốt tà hoàng vào chắc chắn lão không trốn thoát được. Hiện giờ Phong Phi Vân muốn ra ngoài thì phải thu phục khí linh của quan tài hoàng thạch. Khí linh của quan tài hoàng thạch tất nhiên là tà linh ao máu kia. Con tà linh này rất ghê gớm, dù Phong Phi Vân mặc ra phượng vảy rồng chưa chắc thắng được nó. Chẳng qua tà linh bị khí thế rồng, phượng chấn áp, không dám ra tay. Muốn thu phục khí linh là việc rất đơn giản với Phong Phi Vân, hắn trực tiếp triệu hoán thanh đồng cổ thuyền, khí linh cường đại mấy đều phải khuất phục. Thanh đồng cổ thuyền là dụng cụ thánh linh, vương giả linh khí. Linh khí khác thấy dụng cụ thánh linh sẽ thần phục, như thần tử quỳ lạy trước đế vương. Phong Phi Vân hỏi tà linh. Ngươi sinh ra bao lâu? 3.000 năm trước sinh ra linh trí. Ao tà huyết ngưng tụ thành đoàn máu lơ lửng trong lòng bàn tay Phong Phi Vân. Máu cũ Diêm Vương để lại sau lần thứ 7 Niết Bàn vốn cực kỳ cường đại,
hiện tại máu tự mình sinh ra linh trí tế luyện quan tài hoàng thạch thành thân thể của mình, biến thành khí linh. Trác Diêm Vương cũng không ngờ đến điều này. Phong Phi Vân đã khống chế linh khí quan tài hoàng thạch thì đương nhiên có thể tùy ý mở quan tài ra, nắm giữ một số lực lượng đơn giản. Phong Phi Vân bay ra quan tài hoàng thạch, hắn không xem hoàn cảnh xung quanh, vội cởi áo ra phượng vảy rồng xuống. Phong Phi Vân lấy một khối linh thạch ra phục hồi nguyên khí. Mặc áo vàng oai vũ bá khí, cởi áo ra liền gục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Áo ra phượng vảy rồng mạnh thật nhưng tiêu hao linh khí rất lớn. Mới rồi trấn áp tà linh quan tài hoàng thạch có một lúc ngắn ngủi đã suýt hao hết linh khí của Phong Phi Vân. Xem ra tu luyện phải đi từng bước một, muốn đầu cơ trục lợi, đột nhiên sở hữu lực lượng siêu phàm thì không thể lâu dài. Phong Phi Vân tính sơ hắn mặc áo phượng ra rồng khoảng 10 phút, nếu thi triển bản thể phượng hoàng thì tối đa kiên trì 3 phút đồng hồ. Thế này đã rất tốt, trong tình huống nguy hiểm dù chỉ 1 phút cũng thay đổi chiến cuộc. Không đến lúc bất đắc dĩ tốt nhất đừng mặc thần y. Hiện giờ tu vi của Phong Phi Vân đã rất mạnh, hậu kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng, tuyệt đối vô địch dưới chân nhân. Gặp một số chân nhân yếu, dù không đánh lại nhưng Phong Phi Vân chạy trốn dễ như chơi. Ủa, ta đang ở đâu? Phong Phi Vân thấy bốn phía tối đen, hắn ở trong phòng ngầm dưới đất. Phong Phi Vân đi ra phòng kín, nhận ra nơi này là phủ công chúa từng xảy ra đại chiến cường giả hai giới âm dương, cũng là phủ đệ cũ của Long Thương Nguyệt. Mao Ô Quy, Tất Ninh Soái, Long Thương Nguyệt, Tiểu Tà Ma, Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô không biết đã đi đâu. Bên tai Phong Phi Vân nghe tiếng chiến xe lăn, có quân đội chạy nhanh giáp sắt va chạm leng keng. Trận pháp trong thần đô sớm mở ra hết, mỗi tòa kiến trúc là một trận pháp nhỏ, mỗi con đường cổ có một tòa trận pháp trung đẳng, mỗi thành vực có vô số trận pháp bảo vệ. Đây là hoàng tộc bài bố mấy ngàn năm, thần đô như thành lũy không thể công phá. Tu vi Phong Phi Vân bây giờ không thể đưa thần thức xuyên thấu các tầng trận pháp, thần thức bị tiêu trừ. Thần thức khuếch tán đến trăm dặm là cùng. Phong Phi Vân vậy là mạnh, thần thức của nhiều tu sĩ không thể xuyên thấu một tòa trận pháp. Phong Phi Vân không biết tình hình chiến đấu bây giờ ra sao, nhưng trận pháp chưa bị phá chứng minh thần đô không bị đánh chiếm. Sắp xếp mấy ngàn năm không dễ bị công phá. Phong Phi Vân ngửa đầu thở dài. Đám người này thật là, nâng quan tài hoàng thạch vào thần đô. Ai, đồng đội ngu như heo. Phong Phi Vân cảm thấy bị đám người Mao Ô Quy, Tất Ninh Soái hố, nâng quan tài hoàng thạch đến Thập Vạn Sơn Hà còn tốt hơn là trong thần đô. Giống như Phong Phi Vân đang ngủ gà gật trong kiệu, tỉnh dậy, vén rèm lên thấy mình bị kiệu phu nâng vào giữa chiến trường, xung quanh là chém giết nhau, không thấy kiệu phu đâu, không hố cha thì là gì. Phong Phi Vân quay đầu nhìn mặt đất dựng một khối bia, bên trên viết, mộ của Phong Phi Vân. Chết tiệt, thì ra không phải phòng kín hầm ngầm gì mà là mộ của hắn. Mấy tên này chôn Phong Phi Vân trong sân phủ công chúa, quá tùy tiện, tấm bia này hình như là hàng xài rồi. Tầng bi văn bên dưới chưa xóa hết. Không biết là chôn mộ của ai rồi xóa qua loa, khắc lại tên Phong Phi Vân. Mộ bia mà cũng dùng hàng xài rồi. Mao Ô Quy, Tất Ninh Soái, Tiểu Tà Ma, Long Thương Nguyệt, tỷ muội quý gia không có trong phủ công chúa, nhưng dấu vết của bọn họ để lại đây. Phong Phi Vân suy tính chắc trong thời gian này bọn họ núp trong phủ công chúa. Cường giả hai giới âm dương, vô cực chủ thượng chắc chắn đang truy sát cả đám. Dù gì Linh Bảo Thiên, Dương Thần Thái Cực Quái, song sinh dị Dương Thần Thánh Đài đều ở trong nhóm, trốn vào thần đô là an âu tàn nhất. Phong Phi Vân suy nghĩ ra lý do đám người trốn về thần đô. Phong Phi Vân ra khỏi phủ công chúa, định đi xem cuộc chiến thần đô bây giờ thế nào, thuận tiện thám thính tin tức của Thái Vi Nữ Thần. Thế cục thần đô rất căng thẳng, toàn bộ trận pháp mở ra, mỗi con đường cổ có thần võ quân canh gác, tu sĩ hoàng tộc tọa trấn trong trận pháp. Đây là đẹp hòng ngừa trong thần đô có gian tế của thế lực khác nội ứng ngoại hợp với quân đội bên ngoài. Nếu trong thần đô có gian tế thì trong tầng tầng phòng ngự thế này khó làm được gì. Rầm rập. Một đội xe vận chuyển đan dược lăn qua, mấy trăm tướng sĩ thần võ quân áp giải. Tướng lĩnh thần võ quân dẫn đầu lấy lệnh bài ra, nói. Phụng mệnh Dực Thiên Hầu vận chuyển đan dược trị tương đi Thiên Phu Quan. Tu sĩ trận pháp trông chừng đường cổ này nhìn lệnh bài, mở trận pháp ra. Cho đi. Thiên Phu Quan là một trong 9 cửa ải lớn bên ngoài thần đô. Thần Tấn Vương triều kinh doanh thần đô 6.000 năm,
bên ngoài thần đô xây dựng 6 cửa ải, 72 trọng trấn, bài bố nhiều thủ đoạn đỉnh cao. Hiện giờ đại quân tu sĩ các thế lực chặn bên ngoài 72 trọng trấn, đã công phạt hơn một tháng mà không công phá được tầng phòng ngự này. 9 cửa ải thì mỗi cửa có một vị thiên hầu trấn thủ, có tiền bối lão tổ thiên hầu phủ hỗ trợ, phòng thủ vững chắc. Hoàng tộc có chút bản lĩnh. Phong Phi Vân biến thành cơn gió, ngay khi trận pháp mở ra là hắn bay đi ngay. Tu vi Phong Phi Vân bây giờ khóa bị mấy tu sĩ trông chừng trận pháp thấy bóng dáng. Phong Phi Vân theo sau lưng đội quân áo giải đan dược liên tục đi qua 7 con đường cổ. Phong Phi Vân không đi theo đội xe ra khỏi thành, vì hắn thấy bên một con đường cổ có phủ đệ to như thành bảo. Cổ điện đầy rẫy trong phủ đệ, nhiều thủ vệ, các tòa tiên cung lơ lửng trên cao. Thái Tể Phủ. Có rất nhiều quân sĩ ra vào tòa phủ đệ này, các chiến báo được đưa vào, các mệnh lệnh đưa ra. Phong Phi Vân nhìn Thái Tể Phủ, sờ cằm. Có lẽ có cách càng tốt hơn. Phong Phi Vân bay vào Thái Tể Phủ, không kinh động thủ vệ canh trước cửa. Trong Thái Tể Phủ, Diêu Cát mặc quan bào ngồi trong thư phòng, nàng đang đọc quân hàm. Tu sĩ Xâm La Điện thật lợi hại, chia binh 10 đường cùng tấn công 10 trọng trần, mấy lần suýt đánh chiếm thành công. Chắc Tấn Đế đã phái cường giả đi trấn thủ, không cần quá lo. Diêu Cát đặt quân hàm xuống, cầm phong quân hàm khác lên. Thái Thượng Tấn Đế và Nữ Đế xuất thế, Nữ Thái Tể Diêu Cát không điều khiển quân đội nữa. Diêu Cát phụ trách vận chuyển, điều độ nội bộ Tà Hồng Liên, nàng đọc mấy quân hàm này chỉ để hiểu biết tình hình thời sự trước người ta. Khi Diêu Cát cầm phong quân hàm thứ hai lên đột nhiên nhướng mày, mắt lóe tia sáng. Diêu Cát nói. Mọi người lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Nha hoàn, hộ vệ trong và ngoài thư phòng đều đi ra, không còn một ai. Từ khi nào Phong Phi Vân ngồi ai trên chiếc ghế hồng ngọc trong thư phòng, bắt chéo chân, cười tủm tỉm nhìn mỹ nhân tuyệt sắc đối diện. Phong Phi Vân nói, Diêu đại nhân mặc quan bào thật là khí thế khiếp người, suýt khiến bình dân như ta sợ hãi quỷ dưới a đất. Ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối sao dám để nhi tử của yêu ma đại nhân nổi tiếng như cồn quỳ xuống. Nên là nô già quỳ trước đại nhân. Diêu Cát cười rất hấp dẫn, răng trắng sáng như lê hoa, thanh âm nũng nịu tựa dê con yếu đuối. Phong Phi Vân nghiêm mặt lấy thiên nhất thánh bình ra, hỏi. Sốt cuộc nàng có phải là mẫu của âm giới không? Mẫu của âm giới, cái gì mà mẫu của âm giới? Đáng ghét, nô gia là thiếu nữ trẻ trung yểu điệu. Người ta giả vậy sao? Mày Diêu Cát cong cong, môi hồng răng trắng, chậm rãi ngồi vào ngực Phong Phi Vân, hai tay ngọc ôm cổ hắn. Diêu Cát dịu dàng nói. Nhà ngươi đấy, thật đáng ghét, người ta tặng báu vật quý gái nhất cho ngươi rồi mà còn nghi ngờ sao? Ta là mẫu của âm giới, là quỷ bà, có tin ta ăn ngươi không? Chẳng phải nàng sớm ăn ta sao? Ha 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 ha. Phong Phi Vân cất thiên nhất thánh bình. Nàng không thừa nhận cũng chẳng sao, ta đến đây không phải vì chuyện gì. Ta muốn biết tử vong hành giả Thạch Thác La đưa Thái Vi nữ thần đến đâu. Diêu Cát nghiêm túc nói. Nửa tháng trước nữ đế dẫn Thái Vi nữ thần rời khỏi thần đô, ước chiến với ba cường giả cái thế là Tà Hoàng, La Sát Lão Tổ, phụ của Man Vương, đến nay chưa về. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Cái gì, hai nhân vật khủng bố La Sát Lão Tổ, phụ của Man Vương cũng đến vây công thần đô. Chí Tàng Đại Sư từng nói La Sát Lão Tổ của La Sát Vương Triều, phụ của Man Vương của Ngọc Càn Vương Triều cùng đẳng cấp với nữ đế. Đó là đệ nhất cường giả trong La Sát Vương Triều, Ngọc Càn Vương Triều, tồn tại hành động khủng bố. Đại Tự Tại Chân Nhân đúng là người quyết đoán dứt khoát, khiêu chiến ba người cùng lúc. Đại Phạm Thiên của Đại Long Tự cũng không dám làm như vậy. Phong Phi Vân khó tin hỏi. Nữ đế lấy gì chắc chắn một chọi ba? Ánh mắt Diêu Cát sâu thẳm gật gù. Nếu không có một mình nữ đế bám giữ ba người thì chín ải 72 trọng trấn sớm đã bị công phá. Phong Phi Vân nói. Không đúng, nữ đế mang Thái Vi nữ thần đi. Diêu Cát nói. Đây là điều ta khó hiểu. Tuy Thái Vi nữ thần ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng, sinh ra thần hồn nhưng dù sao rất nhỏ yếu, đẳng cấp chiến đấu như bọn họ thì Thái Vi nữ thần khó mà phát huy ra tác dụng gì. Lòng Phong Phi Vân rất lo âu. Nếu thần hồn Thái Vi nữ thần bị diệt, vậy dù Phong Phi Vân có góp nhặt máu Nam Cung Hồng Nhan cũng không thể hồi sinh cho nàng. Bọn họ chiến đấu ở đâu? Khi Phong Phi Vân hỏi câu này chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân vội vã. Có người bẩm báo.
bẩm báo thái tể, nữ đế về thần đô. Phong Phi Vân và Diêu Cát nhìn nhau, biểu tình giật mình. Diêu Cát hỏi ngay, bao lâu rồi? Ngay vừa rồi, còn có chiến báo khác, Thiên Môn Quan, Thiên Xu Quan, Thiên Nhạc Quan bị công phá, ba thiên hầu chết. Tấn đế ra lệnh bỏ 9 ải, 72 trọng trấn, thần võ quân rút về thần đô, chuẩn bị cuộc chiến thủ thành cuối cùng. Diêu Cát nói, biết rồi, lui ra đi. Tiếng bước chân bên ngoài dần mất. Diêu Cát hít sâu, đôi mắt trầm trọng. Ngươi thấy chuyện này như thế nào? Chắc nữ đế chiếm ưu thế. Ánh mắt Phong Phi Vân âm trầm. Nữ đế dụ ba chí cường đi là để hoàng tộc có đủ thời gian bố cục. Đám đại nhân vật hoàng tộc cũng biết không giữ được 9 ải, 72 trọng trấn. Bọn họ phòng thủ một tháng là vì có mục đích khác. Diêu Cát gật đầu, nói. Lực lượng thần tấn vương triều chặn đại quân của các thế lực bên ngoài 9 ải, 72 trọng trấn là chuyện không thể nào. Mọi người đều biết sự thật này. Phong Phi Vân cười cười. Nữ đế đúng là người thú vị. Diêu Cát mỉm cười nói. Ha ha ha, chắc không phải ngươi vừa mắt nữ đế đi. Nhi tử của yêu ma đại nhân, hãy cẩn thận, nữ nhân của ngươi đang nằm trong tay nữ đế. Ai, ngươi nói xem nữ đế mang thái vi nữ thần đi có phải vì dụ ngươi mắc câu không? Phong Phi Vân ngồi nghiêm chỉnh, nói. Ta không hứng thú với nữ đế, cho ta một khối lệnh bài có thể tùy ý đi qua các cửa trận pháp trong thần đô, ta có chút chuyện cần làm. Cái này dễ, sự vụ trong thần đô vốn do ta phụ trách. Miễn ngươi không bị nữ đế bắt thì tuyệt đối an toàn. Diêu Cát nhanh chóng lấy khối thiết lệnh ra, bên trên có ấn ký đặc biệt của nàng, không ai mô phỏng được. Diêu Cát nói, nữ đế đã quay về thần đô, ta phải vào cung ngay, thuận tiện thăm dò tin tức liên quan Thái Vi muội muội giúp ngươi. Phong Phi Vân hỏi lại, Thái Vi muội muội. Diêu Cát nháy mắt với Phong Phi Vân. Ha 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 ha, ta lớn tuổi hơn nàng ấy nên là tỷ tỷ. Diêu Cát sửa sang lại y phục, xóa hơi thở Phong Phi Vân dính trên người mình, chuẩn bị vào cung. Vậy được rồi, ban đêm ta đến chỗ nàng, hy vọng nàng sẽ cho ta tin tốt. Trước khi ra khỏi thư phòng, Diêu Cát nói thêm một câu. Lão thần vương đã xuất quan. Phong Phi Vân ngồi trên ghế đăm chiêu, lẩm bẩm. Sư phụ. Một người dù cường đại cách mây luôn có sư phụ. Một người mạnh cỡ nào chỉ có một cái mạng. Lão thần vương không chỉ là sư phụ của Phong Phi Vân, cũng cứu mạng hắn. Cho dù nữ đế trục xuất Phong Phi Vân ra hoàng tộc, bãi miễn chức thần vương thì hắn vẫn rất có tình cảm với lão thần vương. Có lẽ trong hoàng tộc Phong Phi Vân chỉ có hảo cảm với một vị thần vương này. Đi Long Hồ trước. Phong Phi Vân cầm lệnh bài Diêu Cát cho thoải mái vượt ải, rất nhanh đến thành vực Ngân Câu Phiệt, đứng bên Long Hồ 3.000 dặm. Đến Long Hồ là để gom góp linh thạch, sau khi gom được nhiều linh thạch hắn sẽ đi cứu Thái Vi nữ thần rồi rời khỏi thần đô. Trước khi đi có lẽ Phong Phi Vân sẽ đến thăm lão thần vương một lần, từ biệt ân sư. Thần tấn vương triều sống hay chết thì Phong Phi Vân không quan tâm. Bên bờ Long Hồ canh gác nghiêm ngặt, Ngân Câu Phiệt mở ra tất cả trận pháp bảo vệ. Cường giả giải rác trong ngũ đại vương triều đều rút về. Phong Phi Vân đứng bên bờ Long Hồ, cảm nhận khí thế khổng lồ, nếu hắn cứng rắn xông vào có lẽ sẽ chết. Hoàng tộc phát triển trên mảnh đất thần tấn vương triều đã mấy ngàn năm, trừ gây ra nhiều kẻ thù thì cũng có khá đông minh hữu, ví dụ Tấn Hà Long Cung, Vạn Vật Tháp, Âm Hư Thi Động vân vân. Và Ngân Câu Phiệt. Ngân Câu Phiệt có nguồn gốc sâu xa với hoàng tộc. Các đời Ngân Câu Phiệt chủ hầu như cưới một công chúa hoàng tộc làm thê tử. Mỗi đời đế sư đa số ra từ Ngân Câu Phiệt, ba môn phiệt khác sẽ liên nhân với hoàng tộc nhưng không chặt chẽ như Ngân Câu Phiệt. Nên ba môn phiệt khác phản chiến chĩa mũi dùi vào hoàng tộc, chỉ có Ngân Câu Phiệt là vẫn ủng hộ hoàng tộc. Một lão bộc cung kính đứng bên ngoài đại điện. Phiệt chủ, bên ngoài có người cầm lệnh bài thái tể đến xin gặp. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, ca múa linh đình. Dường như đang mở tiệc chào đón khách quý. Tiếng ca trong đại điện rất hay, vũ công cũng xinh đẹp. Hôm nay Ngân Câu Phiệt mời khách quý, đặc biệt mời Phong Diệu Diệu của Lâm Lang Hoa Cung đến múa. Từ sau khi Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Tuyệt Sắc Lâu bị hủy diệt thì Lâm Lang Hoa Cung trở thành chốn trăng hoa số một thần đô. Nghe bên ngoài báo cáo, Phong Diệu Diệu đang đàn cầm cổ ngừng ngón tay. Phong Diệu Diệu là một nữ nhân xinh đẹp, được tài tuấn trẻ tuổi trong thần đô theo đuổi. Nhưng nàng không cho rằng mình nặng hơn thái tể. Ngân Câu Phiệt chủ Đông Phương Hàn Lâm,
thiên kiêu xuất sắc nhất Ngân Câu Phiệt Đông Phương Kính Thủy, mấy lão nhân nổi tiếng đều có mặt trong đại điện. Đông Phương Hàn Lâm nhíu chân mày hoa dâm. Người của Thái Tể. Đông Phương Hàn Lâm trầm ngâm, suy tư mục đích Thái Tể phái người đến vào lúc này. Dù sao một đại nhân vật hoàng tộc còn ngồi trong bàn tiệc, bây giờ sứ giả Thái Tể đến, rất đáng suy tư. Long Xuyên Phượng vuốt râu, cười nói. Nghe nói Tấn Đế để bạt nha đầu này làm Thái Tể có thủ đoạn rất ghê gớm. Ta sớm muốn gặp nàng, tiếc rằng mãi không có cơ hội, Phiệt chủ đại nhân, có cần bản vương tránh mặt không? Đông Phương Hàn Lâm dặn dò. Không cần, thần vương gai không phải người ngoài. Đông Phương Toàn, hãy mời sứ giả Thái Tể đến đây. Đông Phương Hàn Lâm lại cùng lão thần vương bàn về tình hình chiến sự gần đây. Khi Phong Phi Vân đến bên ngoài đại điện liền cảm nhận hơi thở của thần vương Long Xuyên Phượng, lão thần vương cũng phát hiện hắn. Đây là linh giác của cường giả tuyệt đỉnh, dù không thể đối phương nhưng cảm nhận được. Phong Phi Vân không ngờ lão thần vương sẽ xuất hiện trong Ngân Câu Phiệt, nhưng hắn không trốn tránh, không thay đổi khuôn mặt. Phong Phi Vân đi thẳng vào đại điện. Phong Phi Vân đến vượt ngoài dự đoán của mọi người, trừ Long Xuyên Phượng sớm cảm ứng được hắn. Các lão nhân Ngân Câu Phiệt sửng sốt. Các thanh quan Lâm Lang Hoa Cung không hiểu ra sao, bọn họ không hiểu vì sao Cấp Tất Ninh Soái trông thấy thiếu niên này đến thì lộ ra biểu tình như thế. Các nàng thấy rất nhiều người trẻ tuổi giống như vậy, chỉ hơi đẹp trai một chút, sao có thể khiến nhân vật như Ngân Câu Phiệt chủ trợn mắt há hốc mồm. Mắt Phong Diệu Diệu đưa Làn Thu Ba, tò mò nhìn nam nhân trẻ tuổi đi vào. Phong Phi Vân đến trước mặt Long Xuyên Phượng, khom người, cúi đầu. Đồ Nhi kính chào sư tôn. Đệ tử của thần vương. Nếu là đệ tử của thần vương tại sao trở thành sứ giả của Thái Tể? Phong Diệu Diệu càng tò mò hơn, cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật quái dị. Ánh mắt Long Xuyên Phượng phức tạp nhìn Phong Phi Vân nửa ngày, có khen ngợi, có tiếc thương, một chút bất đắc dĩ. Long Xuyên Phượng nuốt nước miếng, nói. Ngươi giỏi, rất giỏi, tìm chỗ ngồi đi. Phong Phi Vân làm nhiều chuyện cho hoàng tộc nhưng cuối cùng bị nữ đế trục xuất, tước vị thần vương. Nếu cường giả khác gặp đối xử như thế sớm xích mích với hoàng tộc, nhưng Phong Phi Vân không làm vậy. Long Xuyên Phượng biết không phải hắn sợ hoàng tộc mà vì tôn kính lão sư. Trong bữa tiệc này hiếm ai biết ý nghĩa Long Xuyên Phượng nói hai chữ, giỏi. Phong Phi Vân ngồi thấp hơn Long Xuyên Phượng, đối diện là nữ nhân xinh đẹp ôm cầm cổ. Nữ nhân mặt như hoa, bạch hà vòng quanh người, mỉm cười nhìn hắn. Phong Phi Vân cười với Phong Diệu Diệu, tự giới thiệu. Vãn sinh tên Phong Phi Vân, xin chào Phiệt chủ. Phong Phi Vân tự báo tên, các phú cơ, Phong Diệu Diệu hoảng sợ. Hiện giờ Phong Phi Vân rất nổi tiếng, đủ ngồi ngang hàng với Phiệt chủ Ngân Câu Phiệt. Ở trong mắt nữ nhân như Phong Diệu Diệu thì Phong Phi Vân giống ma đầu cái thế. Không khí trong đại điện lạ lùng, Đông Phương Kính Thủy ngồi gần đại điện đứng dậy, bỏ đi thẳng. Ngân Câu Phiệt chủ không nói tiếng nào. Một danh túc trưởng lão mở miệng nói. Phong Phi Vân, ngươi dám một mình đến Ngân Câu Phiệt, chẳng lẽ không sợ chúng ta cướp kim tàm kinh của ngươi? Phong Phi Vân phát ra uy nhiếp cường đại, Phật khí hùng hồn lao ra ngưng tụ thành vòng Phật trên đầu. Danh túc trưởng lão Ngân Câu Phiệt bị đè ngộp thở, thơ phơn Phong Phi Vân một cái đầu. Mọi người kinh hoàng, biết Phong Phi Vân đã lĩnh ngộ kim tàm kinh, tu vi càng khủng bố hơn. Phong Phi Vân chẳng hề hùng hổ lấn lướt, hắn thể hiện thực lực xong rút khí thế về. Phong Phi Vân nói, ta đã dám đến thì không ai ngăn ta được. Ngân Câu Phiệt chủ cười xòa giảm căng thẳng. Phong Hiền Chất, vừa rồi lão tứ dưỡng với ngươi một chút. Kim tàm kinh là họa không phải phúc, Ngân Câu Phiệt chúng ta không muốn khoai lang phỏng tay này. Phong Phi Vân nói, vãn bối đến Ngân Câu Phiệt là có chuyện muốn nhờ Phiệt chủ. Ngân Câu Phiệt chủ ngạc nhiên, nhìn Long Xuyên Phượng, cười nói. Trùng hợp thật, hay sư đồ đã bàn trước? Đều đến cướp sạch Ngân Câu Phiệt chúng ta. Long Xuyên Phượng là người rất tùy tính. Ai kêu Ngân Câu Phiệt các người là địa chủ làm chi? Ha 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 ha. Sau đó bàn bạc thảo luận, Phong Phi Vân mới biết mục đích Long Xuyên Phượng đến Ngân Câu Phiệt. Chín ải 72 trọng trấn đã hoàn toàn sụp đổ, thần võ quân lục tục rút về thần đô. Tiếp theo là trận chiến tiêu hao, vậy sẽ cần tài nguyên khổng lồ bổ sung. Lão thần vương đến Ngân Câu Phiệt bàn về bổ sung lương thực chiến tranh. Như Long Xuyên Phượng nói, Ngân Câu Phiệt là địa chủ. Long Xuyên Phượng liệt kê danh sách,
Phong Phi Vân không biết nội dung nhưng đoán đại khái là linh thạch, đan dược, linh thảo, chiến binh, chiến thú vân vân. Ngân Câu Phiệt là môn phiệt cổ xưa, mấy ngàn năm kiếm tiền là món tài sản cách xù không ai tưởng tượng nổi, chữ tồn tài nguyên phong phú khó thể ngờ. Long Xuyên Phượng Liệt kê danh sách con số khổng lồ, thế nên lúc Ngân Câu Phiệt chủ cầm danh sách không chịu nổi mí mắt co giật. Phong Phi Vân nhíu mày, ngón tay gõ mặt bàn, thầm nghĩ. Ngân Câu Phiệt và hoàng tộc có quan hệ rất khăng khít, sẽ ưu tiên thỏa mãn hoàng tộc trước. Dù sao giữ được thần đô dính líu đến ích lợi của Ngân Câu Phiệt. Phong Phi Vân cần gom ít nhất là 150 vạn khối linh thạch, hắn không biết tài sản Ngân Câu Phiệt lớn đến đâu, sau khi cho hoàng tộc thì có thể lấy bao nhiêu ra để giao dịch. Phong Phi Vân cảm thấy phải nhanh chóng bàn chuyện trước, nếu để Ngân Câu Phiệt và Long Xuyên Phượng quyết định xong thì không còn đường cứu vãn. May mắn triều đình phái Long Xuyên Phượng lo chuyện này, nếu đổi lại người khác thì hết đường binh. Nghe Phong Phi Vân truyền âm, lão thần vương, Ngân Câu Phiệt chủ cùng nhìn hướng hắn. Ngân Câu Phiệt chủ xua mọi người ra chí tàng đại sư, chỉ còn lại ba người. Ngân Câu Phiệt chủ rào rạt hứng thú nhìn Phong Phi Vân. Phong Hiền Chất muốn làm ăn với Ngân Câu Phiệt. Ngân Câu Phiệt chủ là người làm ăn, rất có hứng thú với mối làm ăn đưa tới cửa. Phong Phi Vân nói thẳng. Ta muốn dùng tài nguyên khác đổi linh thạch với Ngân Câu Phiệt. Nghe câu này Long Xuyên Phượng và Ngân Câu Phiệt chủ cùng nổi hứng. Ngân Câu Phiệt chủ nói. Bây giờ thần đô thiếu thốn tài nguyên nhất, linh thạch không mấy cần thiết. Không biết Phong Hiền Chất cần bao nhiêu khối linh thạch. Chiến tranh tiêu hao nhiều nhất là tài nguyên, tác dụng lớn nhất của linh thạch là để bày trận pháp. Tuy cũng là vật phẩm tiêu hao nhưng gia tộc như Ngân Câu Phiệt một hội đấu giá kiếm cả ngàn khối linh thạch thì số linh thạch nhiều đến chất thành núi. Phong Phi Vân báo ra con số bảo thủ nhất. 150 vạn khối linh thạch. Phong Phi Vân sợ nói 200 vạn khối linh thạch sẽ hù sợ hai vị tiền bối. Lão thần vương, Ngân Câu Phiệt chủ đã hết hồn. Quốc khố thần tấn vương triều không có 100 vạn khối linh thạch, dù là Long Xuyên Phượng đưa danh sách yêu cầu số lượng linh thạch chỉ cỡ 200 vạn khối linh thạch. Nhưng đây là tổng số trận chiến tranh. Một mình Phong Phi Vân đòi 150 vạn khối linh thạch, miệng rộng quá đi. Phong Phi Vân nói. Ta biết trận pháp trong thần đô đa số năng lượng do Long Linh Thạch Trấn Quốc cung cấp, nhu cầu linh thạch không lớn. Ta không cần linh thạch phẩm cấp cao, chỉ cần ba loại linh thạch phẩm cấp thấp nhất là chân diệu linh thạch, ngũ cốc linh thạch, đan linh thạch. Nếu phiệt chủ có thể cung cấp 150 vạn khối linh thạch thì ta sẽ dùng linh thảo, đan dược ngang giá để đổi lại. Long Linh Thạch Trấn Quốc thần tấn vương triều là linh thạch xếp hạng 10, bên trong chứa số lượng linh khí tương đương ức khối chân diệu linh thạch. Mấy vạn trận pháp trong thần đô toàn do Long Linh Thạch cung cấp năng lượng. Nên thần tấn vương triều không cần thiết linh thạch, chỉ có một phần trận pháp mới tạo ra ra là cần linh thạch khác bài bố. Ngân Câu Phiệt chủ, Long Xuyên Phượng hiểu đạo đó, bọn họ thấy khó hiểu Phong Phi Vân cần gom nhiều linh thạch như thế làm gì. Cũng thắc mắc là hắn có thể lấy ra linh dược, đan dược giá trị ngang 150 vạn khối linh thạch sao. Ngân Câu Phiệt biết Phong Phi Vân rất có bản lĩnh nhưng không cho rằng hắn có thể lấy ra 15 vạn gốc linh thảo. 150 vạn khối linh thạch có thể mua 15 vạn gốc thiên niên linh thảo, đây chính là con số thiên văn. Linh thảo hiếm hơn linh thạch nhiều, đại giáo có thể đưa ra 1.000 gốc linh thảo đếm trên đầu ngón tay. Phong Phi Vân mạnh cách mấy làm sao sánh bằng đại giáo nội tình mấy ngàn năm. Phong Phi Vân không nói nhảm, lấy ra 18 cái bao bố xếp ngay chính giữa đại điện. Ngân Câu Phiệt chủ, Long Xuyên Phượng ngạc nhiên, hay trong 18 bao bố này toàn chứa linh thảo. Phong Phi Vân mở một cái bao bố ra, bên trong bắn ra linh quang mông lung, dược khí ngút trời, lấp lánh chói mắt. Hơn 5.000 viên linh đan lăn ra, linh đan nhất phẩm và nhị phẩm xen lẫn vào nhau, có thừa thất linh đan tam phẩm. Hỗn tạp, linh đan các loại phẩm cấp trộn lẫn vào nhau. Linh đan là thứ rất thừa thớt. Dù chỉ là linh đan nhất phẩm đầu dẫn đến tu vi cảnh giới thần cơ cướp giật. Một viên linh đan tương đương có thêm một cái mạng. Linh đan nhị phẩm khiến tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cảnh nổi hứng. Linh đan tam phẩm rất hiếm hoi, cự phách cũng sẽ mua. Linh đan tứ phẩm đã xem như báu vật hiếm có, một đại giáo chưa chắc có vài viên. Bình thường giá trị linh đan nhất phẩm ngang với một khối linh thạch. Linh đan nhị phẩm bằng 10 khối linh thạch. Linh đan tam phẩm bằng 100 khối linh thạch. Dựa theo độ thuần, tác dụng của linh đan mà giá trị cao hơn giá cơ bản gấp mấy lần. Ngân Câu Phiệt chủ liếm môi.
Một túi linh đan. Ngân Câu Phiệt chủ nhìn linh đan lăn đầy đất như mấy viên linh châu đang nhảy. Đầu óc Ngân Câu Phiệt chủ tính nhanh giá trị của hơn 5.000 viên linh đan. Thật phá của, dùng bao bố đựng linh đan, còn là mấy ngàn viên linh đan, chậc chậc. Đời Long Xuyên Phượng thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng chưa từng thấy ai khiêng một túi linh đan đến nói chuyện làm ăn. Phong Phi Vân thầm toát mồ hôi hột, cái này là do Tất Ninh soái mà ra. Cái tên ba tay kia cướp sạch đan dược phủ Thái Sư luyện mấy trăm năm, vì sợ bị Thái Sư điều tra nên giao tang vật cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ít khi dùng mớ đan dược này, thế là đặt chúng nó trong giới linh thạch. Phong Phi Vân không cần dùng đan dược phẩm cấp thấp nữa. Ngân Câu Phiệt chủ rất nhanh tính ra giá trị túi linh đan. 4.600 viên linh đan nhất phẩm, 732 viên linh đan nhị phẩm, 43 viên linh đan tam phẩm. Tính sơ giá trị đại khái khoảng 1.600.000 khối linh thạch. Phong Phi Vân không vừa lòng. Mới có 1.600.000 khối linh thạch. Ngân Câu Phiệt chủ cười nói. Đây đã là số tài sản kết xù. Nhiều gia tộc lớn tích lũy ngàn năm chưa chắc được 1.000.000 khối linh thạch. Túi linh đan của ngươi rất tinh thuần, chắc ra từ tay đại sư luyện đan, có thể tăng thêm 2.000.000 khối linh thạch cho ngươi, tổng cộng 1.800.000 khối linh thạch. Phong Phi Vân chỉ vào đống bao bố trong đại điện. Tốt, vậy quyết định 1.800.000 khối linh thạch. Chỗ này có 17 bao linh đan, tính theo số này đi. Mặt Ngân Câu Phiệt chủ xanh mét, còn tận 17 bao bố linh đan. Từ khi nào linh đan có đầy đường? Long Xuyên Phượng rất vui mừng, vì bây giờ thiếu thốn nhất là linh đan. Binh sĩ thần võ quân bình thường sau khi bị thương dùng đan dược thường là được, nhưng tu sĩ có tu vi cao thì cần linh đan để chữa thương, nhanh chóng phục hồi nguyên khí. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, nếu Tấn Đế trông thấy nhiều linh đan như thế mặt rồng sẽ rất vui. Cuối cùng giao dịch 18 bao bố linh đan thành 32 vạn khối linh thạch, món giao dịch khổng lồ, chỉ có Ngân Câu Phiệt mới làm ăn được. Long Xuyên Phượng rất thoải mái, có đệ tử như Phong Phi Vân, lão làm sư phụ lòng lâng lâng. Còn thứ tốt gì hãy lây ra hết đi. Trong vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của Long Xuyên Phượng, Ngân Câu Phiệt chủ, Phong Phi Vân lấy từng bó linh dược xếp thành ngọn núi lớn trong đại điện, linh khí đậm đặc sắp thành thể lòng. Dược khí tràn ngập trong đại điện, hít một hơi tu vi đã tăng lên. Đây là linh dược Phong Phi Vân, Nạp Lan Tuyết Tiên hái trong các miếu cổ thiên quốc. Lúc rảnh không tu luyện hai người đi dạo 6 miếu cổ, hái mấy linh dược đã trưởng thành, những linh dược chưa đến tuổi thì giữ lại trong dược điền. Nếu hái hết linh dược trong 6 miếu cổ thì số lượng nhiều gấp 10 lần trong đại điện bây giờ. Trong thiên quốc Phong Phi Vân đã suy tính sâu xa. Linh dược 1.000 năm tuổi, 2.000 năm, 3.000 năm tuổi. Thậm chí có một ít linh dược 8, 9.000 năm tuổi. Linh dược bó thành các bó, dùng lá cỏ linh thảo trói lại, một bó là 100 gốc linh dược. Đây là tử sâm 5.000 năm tuổi, tổng cộng 5 bó, mỗi bó 100 gốc. Nguyệt bạch linh hoa 8.000 tuổi, chỉ có một bó, 100 gốc. Mới rồi Phong Phi Vân chỉ bán đậu, giờ thành bán rau cải. Ngân Câu Phiệt chủ Đông Phương Hàn Lâm thấy bao nhiêu sóng to gió lớn giờ há hốc mồm, cằm sắp rơi xuống đất. Từ khi nào linh dược có đầy chợ, mua bó bó. Ngân Câu Phiệt chủ không biết rằng nếu không phải Phong Phi Vân cảm thấy Nạp Lan Tuyết Tiên bó linh dược lại thú vị thì hắn đã trực tiếp chất thành đống, cầm cân bán theo ký. Phong Phi Vân đếm, tổng cộng 400 bó, 4 vạn gốc linh dược, đa sơ sô phẩm cấp cao, hàng vô giá. Ví dụ hỏa long hỏa 9.000 tuổi, nấu một gốc thành canh linh dược, một giọt canh có dược hiệu bằng một viên linh đan nhất phẩm. Giá trị mỗi gốc hỏa long hỏa 9.000 tuổi vượt qua 1.000.000 khối linh thạch. Phong Phi Vân lấy ra một bó như rau cải vứt dưới đất, tổng cộng 100 gốc, giá trị tuyệt đối vượt qua 100.000.000 khối linh thạch. Mắt Long Xuyên Phượng xanh lè, không để ý hình tượng nhào lên ôm chặt một bó hỏa long hỏa 9.000 tuổi, sợ bị người giành. Nói đùa, trong thần Tấn Vương triều hầu như không thấy linh dược 9.000 tuổi, nơi này có một bó, ai cũng phải điên cuồng. Phong Phi Vân lấy mớ linh dược này không thể dùng linh thạch tính giá trị, có thể nói là vô giá. Phong Phi Vân lấy 1/10 ra đã vượt qua cái giá 150 vạn linh thạch. Phong Phi Vân hiểu giá trị mớ linh dược này, ban đầu hắn không định lấy ra. Bây giờ Phong Phi Vân đổ ra hết lý do lớn nhất là muốn báo đáp ân tình của Long Xuyên Phượng với mình. Cái gọi là cho một giọt nước đáp lại cả thùng. Ân là ân, thù là thù. Cuối cùng Phong Phi Vân nhận 200 vạn linh thạch từ tay Ngân Câu Phiệt chủ,
điều này vượt qua phỏng đoán ban đầu của hắn. Ngân câu phiệt dầu làm người ta líu lưỡi, đây mới là phú khả địch quốc. Long Xuyên Phượng kích động mắt đỏ hồng, lão biết lý do Phong Phi Vân làm thế này. Có số linh dược khổng lồ như vậy đủ để thực lực thần tấn vương triều tăng lên một bậc thang. Long Xuyên Phượng nói, vi sư không biết ngươi và nữ đế có mâu thuẫn gì không thể hòa giải, nhưng vi sư thay thế thần tấn vương triều đa tạ ngươi. Phong Phi Vân rất tiêu sái, được đến 200 vạn khối linh thạch người hắn cũng nhẹ nhàng. Rốt cuộc có thể ăn nói với nữ ma đầu. Phong Phi Vân từ biệt Long Xuyên Phượng, ngân câu phiệt chủ, đi ra đại điện. Phong Phi Vân chưa bước xuống bậc thang chợt nghe có người chửi mình. Phong Phi Vân, tên khốn kiếp, Phong Phi Vân, trứng to, Phong Phi Vân, trứng nhỏ. Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh, đầu ngón tay bùng ánh sáng vàng như thanh kiếm bén bay vào rừng cây. Trong rừng phát ra tiếng rú. Giết chim, cứu mạng, giết chim, không có vương pháp. Một con chim nhỏ người bốc lửa bay ra khỏi rừng cây, nó chỉ to bằng nắm tay, thân thể và lông chim giống phượng hoàng nhưng đầu két, miệng chim quặp xuống, mắt xoay tròn, đập cánh rất nhanh. Phong Phi Vân nhận ra con chim mắng mình là cái con trong bức tranh trên vách tường nhà tổ ngân câu phiệt. Lần đầu tiên Phong Phi Vân gặp nó là lúc nó ở trong ngọn đèn miếu Tấn Hà nữ thần, vì người nó toát ra lửa nên Phong Phi Vân cho rằng nó là tim đèn. Con chim nhỏ cùng Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân đi ra thế giới trong tranh thì luôn đi theo Đông Phương Kính Nguyệt, dường như tên của nó là Vân Cáp. Miệng Vân Cáp rất độc, vừa bay vừa la lên. Phong Phi Vân, tên khốn kiếp, Phong Phi Vân, trứng to, Phong Phi Vân, trứng nhỏ, C. Hai tay Phong Phi Vân khoanh trước ngực đứng trên bậc thang, rào rạt hứng thú hỏi. Vân Cáp, ai dạy ngươi mấy lời này? Vân Cáp bắt chước thanh âm và giọng điệu của Phong Phi Vân. Vân Cáp. Ai dạy ngươi mấy lời này? Phong Phi Vân nheo mắt nói. Xem ra phải cho ngươi nếm mùi mới được. Vân Cáp đứng trên đầu ngón tay Phong Phi Vân, ôm đôi cánh, ngẩng đầu ưỡn ngực bắt trước hắn. Xem ra phải cho ngươi nếm mùi mới được. Xoẹt! Phong Phi Vân lắc người biến mất tại chỗ, nhưng hắn không bắt được Vân Cáp. Con chim nhỏ rất danh, tốc độ bay siêu mau. Phong Phi Vân cười gian, thi triển luân hồi tật tốc nhanh chóng dựa theo. Vân Cáp vừa bay vừa la làng, thanh âm như giết heo. A, à, giết chim, cứu mạng, giết chim sắp chết, Phong Phi Vân sắp giết chim. Phong Phi Vân đuổi theo Vân Cáp, trông thấy một người. Một nữ nhân mặc áo trắng ôm tỳ bà Hồng Ngọc, nàng yên lặng ngồi dưới gốc cây quế cổ xưa, cánh hào bay bên người. Có cánh hào rơi xuống tóc nữ nhân, có rơi dưới đất. Áo trắng, tỳ nà màu đỏ. Nữ nhân vươn cánh tay mảnh khảnh. Ngón tay như ngọc. Vân Cáp đáp xuống ngón tay nàng, thì thầm cái gì, mắt xoay tròn liếc Phong Phi Vân, chắc nó đang nói xấu hắn. Đông Phương Kính Nguyệt đeo khăn che mặt màu trắng, mắt trong như nước, đẹp tựa sao sáng. Rèm mi chớp nhẹ đã đẹp đến không sao tả xiết. Phong Phi Vân đứng phía xa nhìn nữ nhân dưới gốc cây quê, ánh mắt mông lung. Đông Phương Kính Nguyệt dịu dàng như nước, không thấy khua nặm nàng, chỉ đôi mắt dưa làn thu ba đã khiến người say mê. Phong Phi Vân hỏi, nàng, có khỏe không? Từ sau khi Nam Cung Hồng Nhan chết, Phong Phi Vân uống ma huyết hóa yêu ma, bản thân hắn mất lý trí, chỉ có Đông Phương Kính Nguyệt luôn đi theo sau lưng. Khi Phong Phi Vân ngã xuống, là Đông Phương Kính Nguyệt đưa hắn đến ngự thú trai. Phong Phi Vân mơ hồ có ấn tượng những chuyện này, hắn không bao giờ quên. Đông Phương Kính Nguyệt gật đầu, nói, ừm. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi, muốn nghe một khúc tỳ bà không? Xin được rửa tai lắng nghe. Phong Phi Vân đứng dưới gốc quế cánh hoa rơi rụng, tóc dài bay theo gió, mắt nhìn chằm chằm dai nha nha cô đơn trước mắt. Kiếp trước kiếp này hỗn loạn nhiều, tỳ bà vẫn say lòng người nhất. Tiếng tỳ bà du dương thật lâu không dứt. Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc này, Vân Cáp miệng tiện cũng yên lặng nằm trên vai Đông Phương Kính Nguyệt, dường như say mê khúc nhạc. Một khúc ngừng. Đông Phương Kính Nguyệt rụt tay về, hỏi. Bao lâu nữa người rời khỏi thần tấn vương triều? Phong Phi Vân đáp. Trong 3 tháng. Phong Phi Vân định nói là sau khi cứu Thái Vi nữ thần nhưng cuối cùng sửa miệng, không nhắc Thái Vi nữ thần trước mặt Đông Phương Kính Nguyệt. Đông Phương Kính Nguyệt hỏi. Người có cách rời khỏi thần tấn vương triều? Phong Phi Vân trả lời. Có cách riêng. Mắt Đông Phương Kính Nguyệt ướt sũng hỏi. Có thể mang ta theo không? Cái này. Môi Phong Phi Vân mấp máy.
cuối cùng không thốt thành lời. Đông Phương Kính Nguyệt chậm rãi cúi đầu. Không tiện sao? Xin lỗi. Phong Phi Vân xoay người rời khỏi Ngân Câu Phiệt, trên đường đi im lặng đến bên ngoài Thái Tể Phủ. Diêu Cát đã trở về từ Hoàng Cung, thấy Phong Phi Vân xuất hiện trong thư phòng thì cười quyến rũ. Dường như nhi tử của yêu ma đại nhân có tâm sự, chẳng lẽ là buồn rầu vị hồng nhan chi kỷ nào nữa? Phong Phi Vân gạt bỏ suy nghĩ rối rắm, cười hỏi. Hỏi thăm được tin tức gì? Một tin xấu và một tin tốt, người muốn nghe cái nào trước? Diêu Cát thay quan bào, mặc áo trắng dán sát người, bên ngoài khoác áo đỏ thẫm, rất giống tiểu thư nhà giàu. Phong Phi Vân nói. Tin tốt đi. Diêu Cát cười. Thái Vi nữ thần trở về, hiện đang ở Thái Vi thần miếu. Phong Phi Vân lộ vẻ mặt vui mừng, hỏi. Còn tin xấu là, Diêu Cát nói tiếp, nữ đế cũng ở trong Thái Vi thần miếu. Mặt Phong Phi Vân đen thui, thầm nghĩ. Long Khương Linh rất đáng ghét, chắc đặt bẫy đây, ta mà đi Thái Vi thần miếu sẽ bị nàng giết. Diêu Cát tiếp tục bảo. Còn một tin khác là không biết nữ đế lây từ đâu ra một nửa trận pháp phòng ngự do tu sĩ vũ hóa cảnh bài bố. Một tháng nay người hoàng tộc đã kết nối một nửa trận pháp phòng ngự của tu sĩ vũ hóa cảnh và Long Linh Thạch. Thần đô bây giờ phòng thủ kiên cố. Phong Phi Vân biết Long Khương Linh lấy một nửa trận pháp từ đâu ra, hắn càng xem trọng trí tuệ của nàng hơn. Long Khương Linh nghiên cứu trận pháp đã ngang ngửa với tu sĩ vũ hóa cảnh. Thật là một kẻ thù đáng sợ. Phong Phi Vân định đứng lên rời đi. Diêu Cát mềm nhũn dán thân thể mềm mại sát người Phong Phi Vân, da trắng như tuyết, mùi thơm như xử nữ. Diêu Cát thì thầm bên tai Phong Phi Vân. Đêm nay đừng đi được không? Phong Phi Vân nhẹ vỗ vai Phong Phi Vân, kéo lên một nửa áo gấm đỏ trượt xuống vai. Hôm nào đi? Phong Phi Vân rời khỏi Thái Tể Phủ, nhìn thần đô đốt đèn sáng trưng, binh đến dưới thành nhưng tòa thành cổ này vẫn chìm trong tiếng ca múa. Phong Phi Vân trở về phủ công chúa, thấy có người đang tế bái trước mộ mình. Tất Ninh Soái ngồi trước mộ Phong Phi Vân, đổ bình rượu trước tấm bia, gã uống một hớp. Nhân kiệt một thế hệ chết sớm, Phong Huynh. Chúng ta lại uống một chén. Mao Ô Quy nằm trên mộ, thở dài. Người đã chết rồi không có thể sống lại. Lão Tất, người nén bi thương đi. Tất Ninh Soái khóc ròng, lại uống hớp rượu. Mao ơi, ta và Phong Huynh có tình cảm chết sống có nhau, khi hắn sắp chết còn chấn lột luôn huyết nhân thần quán cùng chôn vùi trong quan tài. Cái này mà sống chết có nhau gì? Hố bằng hữu quá mạng. Mao Ô Quy. Phong Phi Vân đứng sau lưng Tất Ninh Soái. Vỗ vai gã. Huyết nhân thần quán làm bằng đầu Diêm Vương, người mang theo sẽ có hại. Ta cũng biết, ta tức giận không phải vì huyết nhân thần quán mà là trên người hắn có bao nhiêu thứ tốt lại không chừa cho ta mấy món. Lão Mao, sao người biết huyết nhân thần quán làm bằng đầu Diêm Vương? Tất Ninh Soái đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, men say giảm bớt, nổi hết da gà. Tất Ninh Soái chậm rãi quay đầu nhìn Phong Phi Vân cười tủm tỉm. Gã dụi mắt nhìn lại mộ bia bên cạnh mình. Tất Ninh Soái hét chói tai. Có quỷ. Tất Ninh Soái mới gào một nửa thì bị Phong Phi Vân bịt miệng, gã cảm nhận thân thể hắn là thực thể, thở phào nhẹ nhõm. Tía nó, không ngờ người bò ra khỏi tà quan. Lão Mao bảo ngươi chết chắc. Mao Ô Quy nằm trên ngôi mộ phủ nhận, nghiêm mặt nói. Nói đùa, lão phu sao có thể là con rùa ngu dốt. Ta sớm biết tai họa trời khó diệt, đất khó chôn. Tất Ninh Soái nói, tổ cha nó, con rùa biến sắc mặt mau còn hơn lật sách. Phong Phi Vân bò ra khỏi quan tài hoàng thạch vượt ngoài dự đoán của mọi người. Long Thương Nguyệt, tiểu tà ma, tỉ muội quý gia nghe tin chạy tới. Tiểu tà ma hết sức vui mừng, nàng ôm chặt tay Phong Phi Vân, khuôn mặt xinh đẹp dán vai hắn, bám dính người. Ca ca trở về rồi, chúng ta không cần sợ bị người hai giới âm dương truy sát nữa. Phong Phi Vân tò mò hỏi. Có cường giả như Mao đại gia bảo vệ thì các người sợ gì bị truy sát? Mao Ô Quy có sức chiến đấu đánh đệ nhất tôn giả dương giới rách thành mấy mảng, rất khủng. Mao Ô Quy ho khục khặc, suy yếu nói. Không dám giấu gì, tuy lão phu có sức chiến đấu vô song, vô địch thiên hạ nhưng nhiều năm trước từng bị nguyền rủa 1000 năm chỉ có thể ra tay một lần. Giờ đã ra tay, đành phải đợi sau 1000 năm nữa. 1000 năm chỉ có thể ra tay một lần. Phong Phi Vân tỏ vẻ không tin, hắn chưa từng nghe có nguyền rủa như vậy. Mao Ô Quy làm bộ dáng từng vượt qua bao sóng gió, khẽ thở dài.
Đúng vậy, ta còn nhớ ngày nào Đeto mặt trời nã về Tây, ta mất đi tuổi xuân. Phong Phi Vân xách đuôi Mao Ô Quy lên. Vậy cần ngươi làm gì nữa? Lão Tất, lấy cái nồi lại đây, đêm nay nấu canh hải sản. Canh rùa già tu luyện mấy ngàn năm rất bổ. Mao Ô Quy sốt ruột nói. Đừng dừng, hữu dụng chứ. Mai rùa của lão phu cực kỳ cứng rắn, không phải lão phu khoe, dù hai cung chủ thần linh cung đích thân đến cũng không đập nứt mai rùa của ta được. Cứng vậy sao? Tất Ninh Soái không tin, gã lấy minh băng chắc ra đập mai rùa nửa ngày à mai không nứt, ngược lại tay gã sưng. Phong Phi Vân vẫn không tin con rùa già gian xảo này 1000 năm chỉ có thể ra tay một lần. Phong Phi Vân cứ cảm thấy sau khi con rùa biến thân rất giống tồn tại cùng đẳng cấp với Huyền Vũ, Phượng Hoàng thuộc 4 yêu tộc. Mao Ô Quy không nói thật câu nào, rất khó kết luận nó nói thật hay giả. Mao Ô Quy như con rùa vỏ mềm nằm sấp dưới đất hít thở, dường như thật sự mất hết sức lực trong đợt đánh nhau. Cái gì, ngươi định đi Thái Vi Thần Miếu? Mọi người kinh kêu. Trong khoảng thời gian này cả nhóm đi ra ngoài hỏi thăm tình huống thần đô, biết Thái Vi Thần Miếu canh phòng rất nghiêm ngặt, có cường giả tuyệt đỉnh tọa chấn. Ai bụng dạ xấu xa chưa đến gần Thái Vi Thần Miếu đã bị đánh chết. Long Thương Nguyệt nói, giáo đồ Thái Vi Thần Miếu rất thành kính, có mấy nhân vật lợi hại tu vi không thua gì ngươi. Nghe nói Thái Vi Nữ Thần mặc dù bộ dạng giống Nam Cung Hồng Nhan y như đúc nhưng không có ký ức của Nam Cung Hồng Nhan. Tiểu Tà Ma nói, nàng là tà thần, đã được gọi là tà thì chắc chắn không dễ đối phó. Ca ca hãy cẩn thận đừng mắc mưu. Phong Phi Vân thu mọi người vào trong thiên quốc, chỉ để lại Mao Ô Quy. Phong Phi Vân chạy hướng Thái Vi Thần Miếu. Mao Ô Quy nhăn nhó than khóc. Tại sao là lão phu? Phong Phi Vân nói. Chẳng phải ngươi nói mai rùa của ngươi phòng ngự đệ nhất thiên hạ sao? Ai kêu nữ đế ở trong Thái Vi Thần Miếu, nếu bị nữ đế phát hiện thì ngươi có thể ngăn cản một lúc. Hố rùa, nữ đế ở trong Thái Vi Thần Miếu. Lão phu không đi, thật sự. Chết tiệt, thả đuôi của lão phu ra. Phong Phi Vân xách đuôi Mao Ô Quy rất nhanh đến bên ngoài Thái Vi Thần Miếu. Mao Ô Quy im miệng, không dám la lối nữa. Bên bờ Tấn Hà, bức tượng Thái Vi Nữ Thần to lớn do Phong Phi Vân điêu khắc đã được chuyển vào thần đô. Thái Vi Thần Miếu nằm ngay dưới tượng nữ thần, đưa mắt nhìn thần điện, miếu thờ đèn đuốc sáng rực, thần quang rực rỡ. Gió lạnh thấu xương. Bỗng một cái bóng quỷ ngưng tụ trong hư không, cơ thể như gió âm toát ra khí thế khiếp hồn người. Quỷ khí mạnh quá. Phong Phi Vân vội giấu hơi thở, thụt lùi mấy bước núp trong bóng tối. Phong Phi Vân nhìn bóng quỷ, lòng thấy rất quen. Phải rồi. Là hơi thở của vô cực chủ thượng. Nghĩ đến nhân vật này lòng Phong Phi Vân thít chặt, đây là tồn tại cực kỳ khủng bố, một phân thân vuốt quy đã nghiêng trời lệch đất. Đây là phân thân hay chân thân của vô cực chủ thượng. Nếu là chân thân giáng lâm thì rất đáng sợ. Đột nhiên một bóng người xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân, là Diêu Cát. Diêu Cát ra hiệu im lặng, giơ tay lên. Trận văn vô hình vô sắc bao bọc Diêu Cát và Phong Phi Vân, che giấu hơi thở hai người. Diêu Cát bấm theo phân thân vô cực chủ thượng đến, biểu tình nghiêm túc nói. Đây là phân thân mạnh nhất của vô cực chủ thượng. Mao Ô Quy thò đầu ra khỏi ngực áo Phong Phi Vân, trong mắt to cỡ hạt đâu nhìn Diêu Cát. Tiểu cô nương, người biết không ít. Diêu Cát lấy làm lạ nhìn Mao Ô Quy, mắt bắn ra xương đóng băng Mao Ô Quy. Diêu Cát nói, vô cực chủ thượng có tổng cộng 3 phân thân là U Minh Quỷ Trảo, U Minh Quỷ Nhãn, U Minh Quỷ Thân. U Minh Quỷ Thần mạnh nhất 1 tháng trước đến thần đô, rất có thể mục đích là nuốt thần hồn Thái Vi Nữ Thần. Lúc vây công kỳ ra xuất hiện một phân thân của vô cực chủ thượng là U Minh Quỷ Trảo, uy lực mạnh mẽ chân áp tầng trời sao động. Nhân vật cái thế như thiên thần, dị hình vương sợ hết hồn. U Minh Quỷ Trảo và Kỳ Hạo Thiên chiến đấu kinh thế, tuy cuối cùng bị gã giết nhưng cũng kích phát vết thương ngầm trong người gã. Sự sống Kỳ Hạo Thiên đứt đoạn, không còn đường cứu chữa. Chỉ một phân thân đã đáng sợ như thế, vô cực chủ thượng càng mạnh cỡ nào. Giờ phút này, phân thân mạnh nhất xuất hiện bên ngoài Thái Vi Thần Miếu, cường đại hơn cả U Minh Quỷ Trảo. Bóc! Mao Ô Quy phá băng chui ra, người cứng ngắc, run lập cập. Mao Ô Quy ngạc nhiên nhìn nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi trước mắt, không dám buông lời trêu chọc. Nữ nhân này khá dữ, không dễ chọc. U Minh Quỷ Thân không thèm che giấu gì, ngưng tụ thành hình bên ngoài Thái Vi Thần Miếu. Quỷ vụ càng lúc càng đậm đặc,
xê nhiều tinh hồn hình người xoay tròn trong quỷ khí, phát ra tiếng kêu gào, số lượng tinh hồn hơn trăm vạn. Nghĩa là u minh quỷ thân do hàng trăm vạn tinh hồn ngưng tụ ra. Bốn lão nhân tiên phong đạo cốt xuất hiện bên ngoài Thái Vi thần miếu, tinh khí mạnh mẽ, mắt như tia điện. Bọn họ là bốn cự phách siêu đẳng, kinh khí chấn động vũ trụ. Quỷ vật âm giới cũng dám xông Thái Vi thần miếu. Khục khục khục, bốn con rùa nhặng. Quỷ vụ biến thành cái miệng khổng lồ hút bốn cự phách siêu đẳng vào trong. Cơ thể cự phách vỡ thành bãi máu, chỉ còn bốn linh hồn vùng vẫy trong quỷ vụ. Một lúc sau bốn linh hồn không còn sức chống cự, bị quỷ vụ đồng hóa. U minh quỷ thân chớp mắt nuốt bốn cự phách siêu đẳng. Thủ vệ, tín đồ trong Thái Vi thần miếu sợ hết hồn, quá đáng sợ. Bọn họ chạy vào trong Thái Vi thần miếu, nhưng u minh quỷ thân không cho họ có cơ hội. Miệng quỷ há to, mấy trăm tu sĩ bị hút vào. Bùm 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 bùm. Mấy trăm người gào thét, cơ thể vỡ tung thành tinh hồn hòa vào quỷ vụ. U minh quỷ thân cười to bảo. Thái Vi nữ thần, bổn tọa đến hưởng dụng thân hồn của ngươi đây. Ầm. Trong Thái Vi thần miếu một con chim bay lên, hình dạng như khổng tước, lông chim xanh thẫm. Cơ thể khổng lồ bao phủ trong ánh sáng mờ tối, miệng nói tiếng người. To gan, nơi này là chỗ thần miếu thần thánh, quỷ vật nhà ngươi sao dám xông loạn. Là con vua linh thú tu luyện 2000 năm, một trong các linh thú hộ quốc của linh thú. Khổng tước pháp vương phun luồng khí biến thành biển mông lung, bao phủ u minh quỷ thân. Ha 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 ha, thì ra là khổng tước pháp vương linh thú hộ quốc, ở trong mắt bổn tọa chỉ là con chim chưa mở mang. U minh quỷ thân dễ dàng lao ra khỏi biển mông lung, tùy ý vung tay. Một luồng quỷ khí xuyên qua ánh sáng mông lung đánh vào người khổng tước pháp vương, khiến cơ thể nó nổ một cái lỗ máu to. Rất nhanh máu biến thành màu đen xâm nhiễm cơ thể khổng tước pháp vương. Khổng tước pháp vương gào rú, đập cánh định trốn. Growl. Quỷ vụ ngưng tụ thành một bàn tay to bóp chặt khổng tước pháp vương, ném vào miệng quỷ. Boom. Vua linh thú khổng tước pháp vương nổ thành bột máu, biến thành tinh hồn va đụng trong quỷ vụ. Cuối cùng khổng tước pháp vương bị quỷ vụ đồng hóa, dung hợp với u minh quỷ thân. Tuy chỉ là một phân thân của vô cực chủ thượng nhưng đã cường đại không gì sánh được, dễ dàng nuốt linh thú hộ quốc thần tấn vương triều. Đám tu sĩ, tín đồ Thái Vi nữ thần may mắn sống sót sợ teo tim, nằm sấp dưới đất, người run bần bật. Một giọng nữ vang lên. Vô cực chủ thượng, người không thèm để thần tấn vương triều ta vào mắt sao? Thanh âm như tiếng nhạc, như nước chảy. Vù 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 vù. Một luồng sáng thần thánh bắn ra từ Thái Vi thần miếu, thần quang vạn trượng, tường vân che trời. Nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành ẩn trong đó, xinh đẹp đến cực độ. Áo trắng bay bay, tóc dài bay rối, ngực cao vút, eo liễu nhỏ, da thịt trắng trong suốt, từng đợt tiên hà lắc lư trên người nàng. Mưa tiên rơi xuống, tiếng trời trong không khí động lòng người như thần nhạc từ thiên cung cao tít rơi xuống phàm trần. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân thần quang vờn quanh đứng trên tường mây, mắt tràn ngập vui sướng. Nàng cực kỳ thánh khiết, như thần cơ không ăn nhân gian khói lửa. Thái Vi nữ thần nương nương hiển linh. Thái Vi nữ thần nương nương hiển linh. Những tín đồ bị u minh quỷ thân hù nằm sấp dưới đất này bỏ dậy, bái lạy liên tục, vô cùng thành kính. Đây là lực lượng của tín ngưỡng. Thái Vi nữ thần nương nương hiển thần thông, tiêu diệt quỷ vật này. Thái Vi nữ thần nương nương đại từ đại bi, nhất định có thể trảm yêu trừ ma. Bất cứ tà vật nào gặp nương nương đều phải né tránh. U minh quỷ thân cười khẩy nói. Một đám phàm nhân ngu si, chỉ bằng vào nàng mà mơ tiêu diệt bổn tọa. Thật là người si nói mộng. Phương xa, Phong Phi Vân nhíu chặt mày thầm nghĩ. Long Khương Linh thật đáng ghét, khiến Thái Vi đi ra ngăn cản phân thân vô cực chủ thượng. Nàng chỉ mới ngưng tụ thần hồn, sao đánh lại phân thân vô cực chủ thượng. Một thần niệm của U Minh quỷ thân đủ làm Thái Vi nữ thần vạn kiếp bất phục. Diêu Cát cũng rất khó hiểu. Lạ lùng, tại sao nữ đế làm như vậy? Chẳng lẽ nàng đã tính ra ngươi đến Thái Vi thần miếu, cố ý phái Thái Vi ra để buộc ngươi lộ mặt? Đây là lần đầu tiên Diêu Cát thấy Thái Vi nữ thần, khâm phục sắc đẹp của đối phương. Thái Vi nữ thần là thần tà tạo ra từ bộ dạng của Nam Cung Hồng Nhan, đương nhiên giống Nam Cung Hồng Nhan y như đúc. Nam Cung Hồng Nhan không uổng từng là đệ nhất mỹ nhân thần tấn vương triều. Phong Phi Vân nói, Long Khương Linh thông minh tuyệt đỉnh, không chừng đã tính ra nàng cũng tới Thái Vi thần miếu, muốn lợi dụng luôn nàng.
cũng có thể. Diêu Cát chớp mắt, dường như không để bụng bị người tính kế. Phong Phi Vân khẽ kêu. Ủa? Phong Phi Vân thấy trăng khuyết màu trắng trên cổ Thái Vi nữ thần, ánh sáng chói mắt như vầng trăng. Đó là Thiên Tủy Binh Đàm. Trong Vũ Hóa Mộ Nguyên, Phong Phi Vân ngưng tụ Thiên Tủy Binh Đàm thành hình mặt trăng, sau đó bị nữ đế cướp mất. Phong Phi Vân đòi lại, Long Khương Linh bả nàng đã vứt. Sau này Phong Phi Vân trở về tìm kiếm nhưng không được gì, không ngờ Thiên Tủy Binh Đàm nằm trên cổ Thái Vi nữ thần, vẫn là hình dạng trăng khuyết. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Thì ra nữ đế chưa từng vứt Thiên Tủy Binh Đàm mà tặng cho Thái Vi, nữ đế cố ý nhắc nhở ta sao? Diêu Cát nhìn Thái Vi thần miếu, hỏi. Có ra tay không? Phong Phi Vân nói. Long Khương Linh dùng chiêu này là dương mưu, biết rõ nàng đào hố nhưng chúng ta phải nhảy. Mao Ô Quy nhìn Thái Vi nữ thần cao cao tại thượng trên tường vân, trong mắt xoay tròn. Theo kinh nghiệm nhiều năm của lão phu thì có chuyện lạ. Phong Phi Vân, Diêu Cát gật gù. Hai người đều là cường giả, có một số việc không nhìn thấu manh mối nhưng thông qua linh giác cảm ứng được. Phong Phi Vân, Diêu Cát trực giác rất lạ, chuyện này không bình thường. U Minh Quỷ Thân cười dài. Long Khương Linh, bổn tọa biết ngươi đánh nhau với đám người Tà Hoàng đã bị thương, không ngờ ngươi không có cả can đảm đấu một trận với Nạp Lan Tuyết Tiên, vậy mà dám xưng là nữ đế. Cười chết người, đêm nay bổn tọa nuốt Thái Vi nữ thần rồi nuốt cả hồn nữ đế, ha 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 ha. U Minh Quỷ Thân cười dài, tiếng cười chấn động thành vực, dù có tầng tầng trận pháp ngăn cách nhưng nhiều tu sĩ nghe thấy. Bọn họ đứng phía xa nhìn hướng Thái Vi thần miếu. Trước đó đã có nhiều tu sĩ bị kinh động, chính mắt thấy U Minh Quỷ Thân nuốt bốn cự phách siêu đẳng, linh thú hộ quốc, bị quỷ quái cường đại này hù sợ hết hồn. Đây là tồn tại siêu khủng bố. Giờ phút này, bên ngoài thần đô như biết Thái Vi thần miếu gặp kẻ thù lớn, đại quân tu sĩ các thế lực rầm rộ công thành. Hấp dẫn cường giả thần tấn vương triều chạy đến cửa thành, không rảnh tay bảo vệ Thái Vi thần miếu. Đây là muốn nội ứng ngoại hợp công phá thần đô. Đây là âm mưu đã định trước. Nếu nữ đế Long Khương Linh, Thái Vi nữ thần chết trong Thái Vi thần miếu, cường giả số 1, cây cột tinh thần thần tấn vương triều chết hết, thần đô sẽ nhanh chóng tan rã, thần tấn vương triều tiêu đời. Nhiều người hiểu đạo lý này nhưng bất lực, có mắt đều thấy U Minh Quỷ Thân cường đại. Linh thú hộ quốc bị nuốt trọn, tu sĩ bình thường xông tới chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, ngược lại thành món ăn cho U Minh Quỷ Thân. Nữ đế thật sự đã bị thương. Đây là tin tức xấu làm tu sĩ thần đô tâm tình ặng nề. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong trời đêm. Muốn nuốt thần hồn Thái Vi nữ thần, ngươi đã hỏi ý của ta chưa? Phong Phi Vân chậm rãi bước ra từ bóng tối, tay kéo quan tài hoàng thạch, bước chân vững vàng. Phong Phi Vân đi tới trước Thái Vi thần miếu, đưa lưng hướng Thái Vi nữ thần, đối diện U Minh Quỷ Thân. Quan tài nặng nề hằn một vệt sâu dưới đất, mặt đá bằng phẳng bị xốc lên. Là ai liều mạng sống bảo vệ Thái Vi nữ thần? Có người nhận ra Phong Phi Vân, là giáo chủ một đại giáo trong thần đô thành. Giáo chủ đứng ở phía xa, kinh kêu. Là hắn, hèn gì, hèn gì. Một số tu sĩ không biết Phong Phi Vân, hỏi thăm trưởng bối của mình. Hắn là một am đầu, là hắn khắc tượng Thái Vi nữ thần. Hắn từng vì Thái Vi nữ thần biến thành ma, tàn sát thiên hạ. Vì Thái Vi nữ thần, hắn có thể làm mọi chuyện. Ta biết rồi. Hắn chính là nhi tử của yêu ma, từng đóng đinh tử Minh Vương, đánh bại hai hành giả Xâm La Điện, mới 20 tuổi đã lên đẳng cấp vô thượng cự phách, khó tìm đối thủ. Trong thần đô, đám tu sĩ xôi trào, đặc biệt đệ tử thế hệ trẻ ai nấy tinh thần phấn chấn. Rất kích động. Nhiều người xem Phong Phi Vân là mục tiêu phấn đấu, hướng đi cố gắng suốt đời. Nhiều nữ đệ tử đại giáo tôn sùng Phong Phi Vân, mắt chấp lia, gò má hơi hồng. Hôm nay gặp người thật làm tim các nàng đập nhanh. U Minh Quỷ Thân biến thành vòng xoáy quỷ khí cuốn các điện vũ lên trời cao, biểu hiện khí thế cường đại không gì sánh bằng. Cự phách sợ hãi nằm sấp dưới đất. Phong Phi Vân đứng thẳng tại chỗ, mắt không chấp cái nào, người tỏa Phật quang ngút trời. Phong Phi Vân như vị thần tịnh hóa quỷ khí xâm nhập. Tiểu tử, bổn tọa sớm cảm nhận được ngươi ở gần đây. Một sử thi cự phách đến chịu chết, ta thành toàn ngươi. U Minh Quỷ Thân không thèm để Phong Phi Vân vào mắt, linh thú hộ quốc còn bị nó nuốt chứ nói gì sử thi cự phách. Chẳng qua là chết sớm hay muộn. Một vuốt quỷ thò ra khỏi vòng xoáy quỷ vụ khổng lồ, khiến hư không vặn vẹo,
đè xuống Phong Phi Vân. Phong Phi Vân mỉm cười, ném quan tài hoàng thạch ra. Hoa văn hiện ra trên quan tài cổ, tựa như đồ đằng viễn cổ đang thức tỉnh, bộc phát tà khí kinh thế, chớp mắt đánh nát quỷ trảo. Ầm, các tảng đá to bị sốc lên, cá trận pháp bị chấn nát, tượng thái vi nữ thần lắc lư. Quan tài hoàng thạch bay về, lơ lửng trên đầu Phong Phi Vân, tà khí dồi dào ngưng tụ thành ma vân xám xịt. Phong Phi Vân tựa như ma đầu cái thế đứng dưới ma vân cuộn trào, đầu đội quan tài hoàng thạch, chân đạp mặt đất vỡ nát, ánh mắt ngạo nghễ nhìn vòng xoáy quỷ khí khổng lồ đối diện. Tu vi của Phong Phi Vân chưa thể phát huy hết uy lực quan tài hoàng thạch, nhưng quan tài đã biến thành linh khí, sinh ra linh khí đẳng cấp cực cao. Linh khí của quan tài hoàng thạch có thể giết đệ nhất tôn giả dương giới thì không tầm thường chút nào, không cần Phong Phi Vân vận động. Tà linh trong quan tài hoàng thạch tự phát ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, đủ ngang hàng với phân thân số một của vô cực chủ thượng. Giọng Phong Phi Vân như chuông ồm ồm chứa Phật khí hạo nhiên. Vô cực chủ thượng, chỉ bằng vào một phân thân mà muốn giết ta. Ngươi đã quá xem thường Phong Phi Vân. Phật quang bắn ra từ người Phong Phi Vân khuếch tán từng vòng, chấn hoàn vũ sôi sục. Đây là hai loại khí thế khác hẳn nhau. Một loại thánh khiết như thần Phật, một loại tà khí như yêu ma, cùng chung một thân thể. Mới rồi chỉ đánh nhau thăm dò đã khiến thành vực sụp đổ hàng trăm trận pháp vỡ nát, không đỡ nổi tranh phong đẳng cấp này. U Minh quỷ thân ngửa đầu gầm giống, biến thành bóng quỷ khổng lồ, mặc áo đen, tóc rối, cao trăm trượng lơ lửng trên bầu trời như lệ quỷ không đầu. Quỷ vụ trục xuống mang theo lực lượng khủng bố. Quan tài hoàng thạch lại bay ra, huyết khí vô tận chui ra từ khe hở quan tài biến thành biển máu. Biển máu ngưng tụ thành người máu cao trăm trượng đại chiến với U Minh quỷ thân. Thành vực phạm vi ngàn dặm sôi trào, mọi người cảm nhận hai lực lượng cực kỳ kinh khủng va chạm. Các tu sĩ nằm sấp dưới đất, không đứng lên nổi. Các giáo chủ đại giáo toát mồ hôi ròng ròng, khó khăn gượng đứng thẳng nhưng cuối cùng vẫn té xuống đất. Hai khí thế quá khủng khiếp, bọn họ không đỡ nổi. Ầm 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 ầm. Hai cái bóng cao trăm trượng đang chiến đấu, một bóng quỷ, một bóng máu, tựa như quỷ vương và ma vương trong truyền thuyết đánh nhau. Trận pháp bị đánh nát, các kiến trúc, điện vũ bị phá hủy. Lực lượng tương đương. Diêu Cát không ra tay, nàng đứng bên cạnh Phong Phi Vân, cảnh giác Long Khương Linh trong Thái Vi Thần Miếu. Diêu Cát biết Phong Phi Vân và Long Khương Linh có mâu thuẫn không thể xóa nhòa. Nếu Long Khương Linh thiết kế ép Phong Phi Vân ra tay, bây giờ hắn lộ mặt, rất nhanh nàng sẽ hành động. Thái Vi nữ thần bay trong không trung, thần hà lượn lờ quanh thân, khuynh thành tuyệt đại. Thái Vi nữ thần nhìn Phong Phi Vân nhưng mắt không chút dao động, trong suốt không chứa cảm xúc. Phong Phi Vân liếc Thái Vi nữ thần một cái rồi thu về tầm mắt, nói. Hai chúng ta cùng ở đây, cho Long Khương Linh lá gan cũng không dám đối địch với hai ta trong khi thần đô gặp nguy hiểm. Giờ hãy hợp sức chấn áp U Minh quỷ thân trước đi. Nghe lời ngươi. Diêu Cát vươn hai ngón tay ngọc, đầu ngón tay trong suốt bay ra một lũ quỷ khí. Môi hồng bóng hé mở. Thiên Nhất Thánh Bình. Thiên Nhất Thánh Bình bay ra ngoài, vô tận quỷ khí quay quanh cái bình. Thiên Nhất Thánh Bình như biến thành lỗ đen, bên trong sinh ra lực hút không gì sánh bằng, thu các tinh hồn trên người U Minh quỷ thân vào trong bình quỷ. Thiên Nhất Thánh Bình suy yếu lực lượng của U Minh quỷ thân, nó gầm rồng định nhào vào Diêu Cát nhưng bị quan tài hoàng thạch đánh ngược về. Diêu Cát phát huy ra lực lượng thật sự của Thiên Nhất Thánh Bình, ngón tay bắt ấn liên tục. Lực lượng trong Thiên Nhất Thánh Bình càng lúc càng mạnh mẽ, hầu như hút nguyên thiên địa vào. Phong Phi Vân cảm thán, tu vi của Diêu Cát đúng là rất mạnh. Trước kia Diêu Cát giấu nghề rất sâu, bây giờ mới lộ tài. Thiên Nhất Thánh Bình vào tay Diêu Cát phát huy uy lực mạnh hơn trong tay Phong Phi Vân gấp trăm lần, là vô thượng thần khí chấn áp dị tà. Phong Phi Vân, Diêu Cát hợp tác. Cuối cùng trấn áp U Minh quỷ thân vào Thiên Nhất Thánh Bình. Giọng U Minh quỷ thân phát ra từ Thiên Nhất Thánh Bình. Ta biết rồi. Ngươi là mẫu của âm giới, ha 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 ha. Một nữ nhân bị bổn tọa hù sợ chạy ra âm giới còn dám đối đầu với bổn tọa. Thật là không biết trời cao đất rộng, một khi chân thân của bổn tọa giáng lâm thì là lúc ngươi và tiểu tử kia chôn xác. U Minh quỷ thân nguyền rủa cuồng cười. Thiên Nhất Thánh Bình không luyện hóa ta được. U Minh quỷ thân đột nhiên kinh khủng hét to. Cái gì, ngươi là ai? Tiếng cười âm trầm của Diêm Vương phát ra từ Thiên Nhất Thánh Bình. Ha 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 ha. Thiên Nhất Thánh Bình rung bần bật,
hai tà vật đánh nhau trong bình, muốn nuốt đối phương. Thiên nhất thánh bình chỉ có thể trấn áp chúng chứ khó mà luyện hóa. Diêu Cát thi triển quỷ thuật phong kín thiên nhất thánh bình, nhưng nàng không tìm ra cách luyện chết U Minh quỷ thân, Diêm Vương được. Chờ ta giây lát. Phong Phi Vân biến thành ánh sáng vọt lên cao, đứng trong không trung đối diện Thái Vi nữ thần, mắt trong suốt nhìn nàng. Khuôn mặt quen thuộc, các ký ức ùa về. Tuy Thái Vi nữ thần cho Phong Phi Vân cảm giác rất lạ, nhưng khi nhìn nàng thì cay đắng tràn ngập lòng hắn. Phong Phi Vân nhớ đến cảnh trơ mắt nhìn Nam Cung Hồng Nhan bị đốt chết, sương mù trước mắt quét sạch. Cổ họng Phong Phi Vân khô khốc, chậm rãi vươn tay. Đi theo ta. Mắt Thái Vi nữ thần như sóng, cảnh giác liếc Phong Phi Vân, biến thành tia sáng như sao băng xuyên qua các bình chướng trận pháp bay ra thần đô. Không biết Thái Vi nữ thần có năng lực đặc biệt gì mà những trận pháp này không có tác dụng với nàng, dễ dàng bị xuyên thấu. Phong Phi Vân nhíu mày, hắn biết Thái Vi nữ thần đề phòng hắn rất sâu. Phong Phi Vân phất tay, quan tài hoàng thạch bay lên. Phong Phi Vân đạp trên quan tài cổ đụng thủng các trận pháp đuổi theo Thái Vi nữ thần. Diêu Cát không đi theo, nàng đứng bên ngoài Thái Vi thần miếu nhìn Thái Vi nữ thần bay ra, trong mắt lóe tia nghi ngờ. Thật kỳ lạ. Diêu Cát trầm ngâm, nàng bay vào Thái Vi thần miếu. Trong nữ thần điện không có bóng dáng nữ đế Long Khương Linh. Long Khương Linh không có mặt trong Thái Vi thần miếu. Vách tường đầy chữ viết. Thái Vi thủ tâm. Thái Vi thủ tâm. Nguyên bức tường chỉ viết bốn chữ Thái Vi thủ tâm, mỗi chữ ẩn chứa đế uy khổng lồ, như thần long bàn chữ trong chữ viết, là nữ đế Long Khương Linh tự viết ra. Dường như Long Khương Linh đang thiền ngộ ý nghĩa bốn chữ. Đây là bốn chữ thiên tượng hiện ra, chắc chắn có ẩn ý gì. Thiên cơ rất khó đoán, nhiều người hiểu hai chữ Thái Vi, nhưng không giải nghĩa được chữ thủ tâm. Nhưng Long Khương Linh không phải người bình thường, chí lực ngang hàng thiên toán thư sinh. Có thể thấy rõ thiên cơ, thôi diễn quá khứ, tương lai. Có lẽ Long Khương Linh có thể nhìn thấu ý nghĩa bốn chữ. Khi Long Khương Linh dẫn Thái Vi nữ thần ước chiến với ba chí cường thì Diêu Cát đã suy nghĩ manh mối trong đó. Diêu Cát không như Phong Phi Vân trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quan tâm bị loạn. Diêu Cát đứng ngoài cuộc xem xét vấn đề. Đạo tâm chủng thần. Diêu Cát ngồi gần góc tường nhìn bốn chữ, nỗi lòng trực giác không may. Bộ thứ 6 trong đạo điển, đạo tâm chủng thần. Đạo tâm chủng thần là quy tắc chung của bộ thứ 6 trong đạo điển, công pháp vô cùng thần kỳ, thần dị hơn âm dương song tu đại pháp bộ thứ 2 trong đạo điển gấp mấy lần. Hèn gì Long Khương Linh dám cùng lúc khiêu chiến với ba chí cường mà vẫn an toàn rút lui, thì ra nàng tu luyện đạo tâm chủng thần, thần chủng này chẳng phải là. Nguy rồi. Diêu Cát bay ra Thái Vi thần miếu, người biến thành quỷ vụ bay vào trời đêm. Thái Vi nữ thần chân đạp tường vân, thân hình yểu điệu như sen băng. Tóc dài bay vạch đường cong huyễn lệ trong không trung. Rất nhanh Thái Vi nữ thần bay qua tường thành thần đô, lao ra ánh sáng phòng hộ của trận pháp, bay ra thần đô. Là Thái Vi nữ thần. Nữ thần nương nương đang đi trấn áp loạn quân các thế lực sao? Chắc chắn rồi, nữ thần nương nương thần uy minh mông, nhất định có thể trảm yêu trừ ma, xua đuổi quân giặc. Tín đồ Thái Vi nữ thần đã khuếch tán trong thần võ quân, nhiều tướng lĩnh xem nàng là thần linh bái lạy. Ngoài thần đô xảy ra cuộc chiến kinh thế. Cường giả các thế lực tụ tập, đại chiến công thành kinh thiên động địa. Vốn có 23 đại quân tu sĩ, bây giờ tăng thêm 12 giới âm dương biến thành 25 đại thế lực. Trừ 25 đại thế lực còn có mấy vạn tiểu thế lực khác, biển người đông đúc, vô biên vô hạn, chiến thú lao nhanh, trời sập đất nứt. Đây là chiến tranh thảm thiết nhất từ xưa đến nay của thần Tấn Vương Triều. Mỗi phút có ngàn vạn tu sĩ mất mạng, biến thành huyết thi, có thân thể nổ nát thành bột phấn, không chừa một mẩu xương. Mặt đất bên ngoài thần đô đã bị nhuộm đỏ máu, các dòng máu tụ thành sông chảy xuôi dưới đất. Phồn hoa này đã mất, bây giờ là mảnh rất vong hồn huyết sát, oan hồn đầy trời. Phong Phi Vân bay ra thần đô, nhìn bóng lưng Thái Vi nữ thần đằng trước. Con người Phong Phi Vân co rút. Cảm giác kỳ lạ nổi lên trong đầu hắn. Theo lý thuyết thần hồn Thái Vi nữ thần mới ngưng tụ thành hình, vốn nên nhỏ yếu. Nhưng Thái Vi nữ thần trước mắt không yếu chút nào, tốc độ bay của nàng còn mau hơn Phong Phi Vân mấy phần. Có vấn đề. Phong Phi Vân chỉ tạm dừng giây lát rồi lại đuổi theo, bay ra thần đô. Bên ngoài thần đô một mảnh hỗn loạn, vô số tu sĩ đang tấn công trận pháp thần đô.
đưa mắt nhìn biển người lúc nhúc không thấy cuối. 25 lá cờ chiến xếp hàng trong không trung, tự tọa trấn một phương. Trên chiến kỳ viết Xâm La Điện, Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Âm Giới, Tây Việt Phiệt, Bắc Minh Phiệt. Tổng cộng đại biểu cho 25 đại thế lực. Trừ 25 chiến kỳ khổng lồ ra còn có ngàn vạn chiến kỳ nhỏ như Trần Gia Vân Thiên Phủ, Võ Gia Vạn Khoáng Phủ, Tu Di Tiên Giáo. Mấy ngàn chiến kỳ toàn là gia tộc, linh khí loại nhỏ đến thần đô hôi của. Trong đại quân âm giới đậu một chiếc xe quỷ, âm khí tràn ngập xung quanh. Một lão quỷ da trắng bước ra từ thùng xe, nhìn hướng thần đô. Lão quỷ nói, Thái Vi nữ thần bay ra thần đô, xem ra chủ thượng thất bại. Lão quỷ này là Bạch Bì Quỷ Vương, một nhân vật cái thế hiện là bá chủ âm giới. Trong không trung vang tiếng quát kinh thiên động địa, vang vọng muôn nghìn núi sông. Bầy rồng nuốt trời, Thái Vi thủ tâm. Giết Thái Vi rồi để xem nàng làm sao thủ tâm. Một quả cầu lửa đỏ thẫm bay ra hư không, to lớn như ngọn núi, tựa mặt trời nóng cháy. Đó là trấn thế sát binh tên Hỏa Luân Dương, thần khí trấn giáo của Thái Dương Tiên Giáo, một trong ba cổ tiên giáo. Ba lão tổ Thái Dương Tiên Giáo cùng ra tay, bọn họ ngồi xếp bằng trong không trung, sử dụng Hỏa Luân Dương định giết Thái Vi nữ thần. Lưng Phong Phi Vân hiện ra hàng vạn con dị thú chiến hồn, tám khối xương phượng luyện thành một tuần hoàn, Phật quang vàng rực rỡ bao bọc nắm tay. Phong Phi Vân vung một đấm đánh bay Hỏa Luân Dương. Làm người ta hết hồn. Cơ thể chống lại trấn thế sát binh, chân nhân bình thường cũng không dám làm như vậy. Phong Phi Vân bay lên cao, đánh văng ba lão tổ Thái Dương Tiên Giáo, dẫm chết tại chỗ. Phong Phi Vân cầm Hỏa Luân Dương, đứng trong không trung. Phong Phi Vân nói, muốn giết Thái Vi nữ thần phải vượt qua ta. Các tu sĩ giật mình hóa đá. Người này quá dữ, khí thế hùng hổ giết ba lão tổ Thái Dương Tiên Giáo, còn cướp Hỏa Luân Dương. Đây là nhân vật cái thế nào? Trong thời gian này bọn họ hắn rất nhiều nhân vật cái thế đại sát tứ phương, nhưng chưa thấy ai trẻ tuổi như vậy. Có người hét to. Là Phong Phi Vân, hắn đã tu luyện Kim Tàm Kinh thành công, sức chiến đấu trấn thiên hạ. Nghe nói hắn bị điên, hắn dám làm tất cả vì Thái Vi nữ thần, từng đồ thi mấy trăm vạn. Bên ngoài thần đô có ngàn vạn đệ tử Thái Dương Tiên Giáo, trong đó hơn 20 bá chủ đến cảnh giới cự phách. Có một nửa cự phách Thái Dương Tiên Giáo tập trung trong khu vực này, bọn họ rất tức giận. Chu sát Phong Phi Vân, báo thù cho ba vị lão tổ. Mấy trăm vạn sát quang bắn lên từ dưới đất, chiếu sáng khu vực này, bầu trời cũng mất sắc. Cái này như là dòng lũ thuật pháp công kích, chấn thiên động địa. Mấy trăm vạn sát quang bắn lên trời, dù là chân nhân mạnh mẽ vô cùng cũng sẽ bị đập bẹp. Phong Phi Vân không dám cứng rắn đỡ nhưng cũng không tránh né, có muốn trốn cũng không được. Khu vực này toàn là thuật pháp, không có khe hở. Lão Mao, trông chờ vào ngươi. Chết tiệt, mấy trăm vạn tu sĩ công kích, hố chết rùa. Phong Phi Vân ném Mao Ô Quy ra, mai rùa biến cao khoảng một người, bao bọc hắn trong mai rùa. Ầm 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 ầm. Mấy trăm vạn sát quang đánh vào mai rùa, cái mai kêu bùm bùm bay tứ phía nhưng không bị nổ nát. Đám tu sĩ Thái Dương Tiên Giáo mắt tròn mắt dẹt, đây là mai rùa gì mà mấy trăm vạn tu sĩ không đánh bể được. Tới lượt ta, Phong Phi Vân bay ra khỏi mai rùa, cùng sử dụng Hỏa Luân Dương, Huyết Nhân Thần Quán. Hai chấn thế sát binh bộc phát chiến uy vô song trên đời, chiếu một góc trời thành màu đỏ, nhuộm không trung đỏ như máu. Đây là cuộc đồ sát. Một luồng sát quang chấn thế sát binh rơi xuống dung luyện trăm dặm thành dung nham, bao nhiêu tu sĩ bị luyện chết. Các đệ tử Thái Dương Tiên Giáo gào thét chạy trốn, trước công kích của chấn thế sát binh thì bọn họ không có chút sức chống lại. Đây là hình ảnh vô cùng rung động hồn người, đám thần võ quân trên tường thành giật mình không nói nên lời. Đặc biệt tướng lĩnh thần võ quân Thần Vương Phủ từng đi theo Phong Phi Vân nghiêm nghị đứng thẳng. Một tướng quân Thần Vương Phủ cười to bảo. Thấy chưa, vào phút mấu chốt toàn nhờ Thần Vương đại nhân ra tay, khí thế nghịch thiên xoay chuyển càn khôn. Thần tướng khác của Thần Vương Phủ nói. Chỉ có Thần Vương đại nhân mới có dứt khoát như thế, trong thiên quân vạn ám giết quân giặc như sát rau. Nhớ năm xưa Thần Vương tức giận vì Hồng Nhan, dẫn huynh đệ chúng ta lao vào thần đô, san bằng thiên kim nhất tiếu lâu. Sự quyết đoán đó từ khi từ xưa đến nay dựng nước đến nay chưa từng có. Chiến tướng thần võ quân từng đi theo Phong Phi Vân sóng lòng trào dâng. Trong lòng bọn họ luôn xem Phong Phi Vân là thần vương, rất muốn loa ra thần đô ngay bây giờ,
chiến đấu cùng hắn. Nhưng bọn họ biết thần đô giờ do ba vị đế hoàng nữ đế, thái thượng tấn đế cai trị, bọn họ phải phục tòng quân lệnh, nếu không sẽ gặp nạn. Long La Phù mặc đế bào đứng trên tường thành cao như ngọn núi, vô số khí long hoàng lượn lờ quanh thân. Ánh mắt Long La Phù lạnh băng nhìn Phong Phi Vân phương xa chiến đấu như thần linh. Long La Phù lạnh lùng cười. Chỉ biết cậy mạnh trước mặt Nam Cung Hồng Nhan, một người dù mạnh đến mấy cũng có hạn. Đấu chiến thiên hầu mắt như quả cầu lửa, rất muốn lao ra ngoài thành chiến đấu trời long đất lở. Tấn đế, hiện tại sĩ khí thần võ quân cao chưa từng có. Nên mở trận pháp, giết ra ngoài thành, quyết tử chiến. Long La Phù nói. Nữ đế sớm dặn dò, chưa đến lúc quyết tử chiến. Tóc Sực Thiên Hầu sắp dựng đứng, chiến mâu phát ra thần hoa đỏ lấp lánh. Sĩ khí lên cao thì phải chiến đấu, huống chi sức chiến đấu của thần vương tuy mạnh nhưng chỉ có một mình. Nếu chúng ta ra tay vào lúc này, liên kết với hắn từ xa khuếch trương chiến quả gấp vô số lần. Nếu thần vương thua trận thì sĩ khí sẽ giảm thấp, mong tấn đế suy nghĩ lại, đừng bỏ qua chiến cơ tốt nhất. Long La Phù quay đầu. Lạnh lùng liếc đấu chiến thiên hầu, Dực Thiên Hầu. Mắt Long La Phù lạnh băng vô tình nói. Phong Phi Vân đã không còn là thần vương của thần Tấn Vương Triều, hy vọng các ngươi hãy nhớ rõ điều này. Đế uy minh mông, long khí vòng quanh thân Long La Phù. Nàng nhìn hướng Thái Vi nữ thần, ánh mắt phức tạp, tay trắng siết chặt cuối cùng thả lỏng. Long La Phù vuốt bụng mình, thân ảnh yêu kiều đứng thẳng. Dực Thiên Hầu, đấu chiến thiên hầu cắn chặt răng. Siết chiến mâu cuối cùng thả lỏng, dậm chân xoay người đi. Lệ khí trên người đấu chiến thiên hầu rất nặng, nếu không phải thần đô nguy hiểm thì mới rồi gã đã vỗ chết Long La Phù. Đấu chiến thiên hầu nói. Long La Phù thật đáng hận, nàng đã quên năm xưa là ai trợ giúp nàng lên ngôi tấn đế sao. Nữ nhân làm đế hoàng vốn đã buồn cười, theo ta thấy nàng ghen tị thần vương đại nhân chiến đấu vì thái vi nữ thần nương nương. Long xuyên phượng từ trên trời giáng xuống trước mặt hai thiên hầu. Đấu chiến thiên hầu, Dực Thiên Hầu cung kính quỳ xuống, đồng thanh kêu lên. Thuộc hạ bái kiến lão thần vương. Long xuyên phượng gật đầu kêu hai người đứng dậy. Ta đã nghe những lời các người vừa nói. Bây giờ thần đô hỗn loạn, sau này đừng nói lời như thế nữa, sẽ ảnh hưởng quân tâm. Dực Thiên Hầu nói. Mạc tướng biết lỗi, nhưng Long, tấn đế thật không nể tình. Nói sao thì tiểu thần vương từng trợ giúp nàng lên ngai vàng, vậy mà trở mặt nhanh như lật bánh chán, khiến người quá thất vọng. Long xuyên phượng nói, chiến tranh không bàn chuyện tình cảm, thêm nữa cuộc chiến hiện tại do một tay nữ đế bố cục, lên kế hoạch, tấn đế không quyết định được. Mới rồi ta đi đế cung một chuyến gặp thái thượng tấn đế. Người cho ta xem đế chỉ viết từ nửa năm trước. Long xuyên phượng lấy đế chỉ vàng kim giao cho hai thiên hầu thân tín xem. Đấu chiến thiên hầu đọc nội dung đế chỉ xong suýt ném xuống đất, ghê nạ run người chửi. Đàn bà thúi Long La Phù, từ nửa năm trước đã muốn bãi miễn vị thần vương của tiểu thần vương. Cho rằng thần vương phủ dễ chọc sao. Tính cách đấu chiến thiên hầu nóng nảy, lúc trước gọi Long La Phù là tấn đế nhưng giờ đọc đế chỉ xong không kiềm được nữa, gọi thẳng tên nàng, chửi thúi đầu. Đây là tội lớn chém đầu, nhưng đấu chiến thiên hầu không sợ, bây giờ gã rất muốn vác chiến đao đi giết vua. Ánh mắt Long xuyên phượng âm trầm, lạnh lùng quát. Thiên nộ. Đấu chiến thiên hầu nghe lão thần vương nghiêm túc, lạnh lùng gọi tên mình thì biết mới rồi đã giận quá lỡ mồm. Đấu chiến thiên hầu rất tôn kính lão thần vương, vội quỳ xuống đất, hai tay nâng đế chỉ nói. Thuộc hạ biết lỗi. Long xuyên phượng hiểu tính cách của đấu chiến thiên hầu, là loại người dám xông thẳng vào thái tể phủ giết người. Long xuyên phượng lắc đầu, nói. Đứng lên đi. Long xuyên phượng mở miệng nói. Học túc, người thấy đế chỉ này như thế nào? Dực thiên hầu điềm tĩnh hơn nhiều, gã cầm đế chỉ xem một lúc, nói. Đế chỉ này viết vào nửa năm trước, khi ấy thái thượng tấn đế chưa xuất quan, nữ đế không quay về nhưng tấn đế không ban lệnh, thật lạ. Bởi vì dù nàng ban quyền đế chỉ này ra cũng không thể làm gì thần vương. Long xuyên phượng nói. Sắc phong. Bá ẩm yến thần vương do trưởng lão hoàng tộc trong thánh địa quyết định, tấn đế không có tư cách đó. Long xuyên phượng dừng một lúc, nói tiếp. Đương nhiên nữ đế có tư cách, năng lực đó. Dực thiên hầu nói. Vậy càng lạ nữa, tấn đế thông minh tuyệt đỉnh, đã biết rõ không làm gì tiểu thần vương được tại sao còn viết ra quyển đế chỉ này, và đọng lại nửa năm không phát ra.
Long Xuyên Phượng cười nói. Ngươi thử nghĩ xem nếu đế chỉ được ban bố sẽ có kết quả gì? Dực Thiên Hầu trả lời. Thần vương và tấn đế không hợp là việc lớn, triều đình xôn xao, quốc nạn ngập đầu, chuyện ngươi sẽ gây ra xôn xao lớn. Long Xuyên Phượng lắc đầu, nói. Lý do tấn đế bãi miễn Phi Vân là vì Nguyệt công chúa chết. Phong Phi Vân không cưới công chúa hoàng tộc thì không có tư cách trở thành vương khác họ của thần tấn vương triều, mọi chuyện hợp tình hợp lý. Thần vương và tấn đế không hợp, việc lớn như vậy sẽ kinh động Túc lão trong hoàng tộc thần đô gia. Vì bảo đảm triều đình ổn định, chỉ có một cách. Dực Thiên Hầu nhíu mày nói. Khiến tiểu thần vương kết hôn với công chúa khác. Dực Thiên Hầu lắc đầu. Không, không đúng, công chúa hoàng tộc đã vào thánh địa. Theo pháp quy của hoàng tộc, công chúa và phi tử đã vào thánh địa thì không được ra ngoài nữa. Long Xuyên Phượng cười nói. Thánh địa là bí mật lớn nhất của hoàng tộc, chỉ có các đời tấn đế, thần vương tùy ý ra vào. Dực Thiên Hầu trợn tròn mắt, há hốc mồm. Hiểu, hiểu rồi. Đấu Chiến Thiên Hầu không hiểu gì, nhíu mày hỏi. Sốt cuộc là sao? Dực Thiên Hầu nói. Chỉ có một cách giải quyết nguy hiểm lúc đó là khiến tiểu thần vương thành hôn với tấn đế, như vậy chẳng những ổn định triều đình mà thần vương cũng sẽ không bị bãi miễn. Đây là mục đích thật sự của tấn đế. Long Xuyên Phượng cười nói. Làm đế hoàng có nhiều lời không thể trực tiếp nói ra miệng, phải từ miệng một số thần tử hiểu rõ thành ý nói. Vì vậy các người mắng tấn đế vong ân phụ nghĩa Phi Vân là sai. Không chừng tấn đế rất muốn gả cho Phi Vân, nhưng nàng là đế hoàng, không thể nói ra lời này. Dực Thiên Hầu nói, đây chính là đế vương tâm thuật. Đấu Chiến Thiên Hầu nhìn bóng lưng mảnh khảnh đứng trên tường thành nhìn ra xa, cười to bảo. Hèn gì quyển đế chỉ này mãi nửa năm chưa ban bố, ra là tấn đế xấu hổ sợ bị người nhìn thấu mục đích, ha 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 ha. Nói vậy thì bản Thiên Hầu bớt thành kiến với nàng. Bắt thóp tấn đế làm Đấu Chiến Thiên Hầu rất sung sướng. Cuối cùng giải gút mắc trong lòng hai vị Thiên Hầu, quân tâm tạm thời ngưng tụ. Nhưng nếp nhăn trên mặt Long Xuyên Phượng không giãn ra, vì lão biết Phong Phi Vân có mâu thuẫn lớn nhất với hoàng tộc nằm ở chỗ nữ đế. Không gỡ được cái gút này thì Long Xuyên Phượng làm sư phụ khó xử hai đầu. Bên ngoài thần đô thành, Phong Phi Vân cầm hai chấn thế sát binh, giết đám tu sĩ Thái Dương Tiên Giáo thây ngã khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất. Nhiều tu sĩ bị giết, khu vực trống trơn. Tu sĩ các phương khác hết hồn hết vía trốn xa. Giáo chủ Thái Dương Tiên Giáo lao ra hư không. Thằng nhãi Phong Phi Vân này, người khinh người quá đáng. Giáo chủ Thái Dương Tiên Giáo lấy Chu Thiên Trận văn ra, 36 biển lửa bay trên bầu trời cùng bắn ra cột lửa. Đây là trận pháp vị tiên hiền Thái Dương Tiên Giáo đẳng cấp chân nhân để lại, thần hỏa đại trận, một trong các nội tình chấn giáo, có thể đánh tàn chân nhân. Lão phù trợ người giúp một tay. Mao Ô Quy hét to một tiếng. Vạn pháp quy nhất, chân thân hợp thể. Phong Phi Vân cảm thấy người nặng trịch, lưng cõng mai rùa. Mai như sắt thần, cổ kính dày nặng, loang lổ. Da Phong Phi Vân biến thành màu ngọc trắng lóe ánh sáng ngọc. Phong Phi Vân và con rùa hợp nhất. Lúc Phong Phi Vân sơ kỳ thần cơ từng hợp thể với Mao Ô Quy, khi đó nó tự xưng là phòng ngự số một dưới cự phách, nguyên nhân chủ yếu vì tu vi của Phong Phi Vân khi ấy quá thấp. Giờ tu vi của Phong Phi Vân là hậu kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng. Cao hơn lúc sơ kỳ thần cơ gấp mấy ngàn lần. Giọng Mao Ô Quy vang lên trong người Phong Phi Vân. Ha 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 ha. Phòng ngự số một thần tấn vương triều, vạn cổ bất bại, ai chiến một trận. Mao Ô Quy cười càn rỡ. Phong Phi Vân gõ trang phục trên người mình, khó nặn nụ cười nổi. Tía nó, hố cha, gì đây? Thần quy chiến sĩ sao? Phong Phi Vân cảm thấy Mao Ô Quy cố ý trả thù hắn. Ầm 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 ầm. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, giáo chủ Thái Dương Tiên Giáo công kích đánh vào người Phong Phi Vân, đánh bay hắn đập mạnh xuống đất cách mấy chục dặm thủng một cái hố to. Giáo chủ Thái Dương Tiên Giáo đứng giữa 36 đoàn biển lửa, cười to bảo. Ha 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 ha, Phong Phi Vân, người còn quá trẻ, người nghĩ một cổ giáo dễ chọc sao? Phong Phi Vân bay ra khỏi hố to, người lấp lánh ánh sáng trắng, không có chút vết thương. Phong Phi Vân thầm lấy làm lạ, tuy quần áo hơi xấu nhưng sức phòng ngự thật đáng sợ. Mới rồi ta bận suy nghĩ, giờ mới đánh thật. Phong Phi Vân bay lên, tay trái cầm huyết nhân thần quán, tay phải cầm hỏa luân dương xông hướng giáo chủ Thái Dương Tiên Giáo.
giáo chủ Thái Dương Tiên giáo giật mình kêu lên. Không thể nào. Công kích có thể đánh chân nhân bị thương nặng vậy mà Phong Phi Vân không bị chảy ra chút nào, ngược lại càng hung dữ hơn. Giáo chủ Thái Dương Tiên giáo lại công kích, dốc sức vận chuyển thần hỏa đại trận. 36 biển lửa tụ thành cột lửa bắn ra, lực công kích càng thêm khủng bố. Cơ thể Phong Phi Vân như kim thân bất bại, tốc độ mau đến nỗi không có cái bóng. Đại trận có thể đánh chân nhân bị thương vậy mà không tổn thương được Phong Phi Vân. Ha 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 ha, Tà Linh, cho ngươi đồ ăn này. Phong Phi Vân lấy quan tài hoàng thạch ra, mở nắp quan tài, hút giáo chủ Thái Dương Tiên giáo vào trong. Trong quan tài hoàng thạch phát ra tiếng gào rú thảm thiết, quan tài rung lắc rồi yên tĩnh lại. Một vị giáo chủ đã chết. Tạo nghệ trận pháp của Phong Phi Vân rất cao, hắn nhanh chóng khống chế thần hỏa đại trận. Phong Phi Vân đứng giữa trận pháp, 36 biển lửa vòng quanh người, chân đạp quan tài hoàng thạch, tay phải cầm hỏa luân dương, tay trái cầm huyết nhân thần quán. Phong Phi Vân khí thế khiếp người hỏi. Ai dám giết Thái Vi? Lên đây đấu. Phong Phi Vân nhìn Thái Vi nữ thần, nàng rất là thanh cao, đứng trên tường vân không lĩnh tình. Phong Phi Vân không thất vọng, thầm nghĩ hiện tại nàng không lĩnh tình cũng chẳng sao, hắn ở trong mắt nàng là người xa lạ. Người lạ xung xoe, chắc chắn có mưu đồ. Nhưng Phong Phi Vân tin tưởng 6 giọt máu của Nam Cung Hồng Nhan thức tỉnh ký ức, hồn ấn bên trong giọt máu đủ để Thái Vi nữ thần nhớ lại, Nam Cung Hồng Nhan sẽ quay về. Nhưng Phong Phi Vân cảm thấy Thái Vi nữ thần này là lạ, ánh mắt nhìn hắn không giống như ngó người xa lạ. Phong Phi Vân có thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn điều tra, Thái Vi nữ thần không phải do ai biến ra, đây là bộ mặt thật của nàng. Nếu vậy thì không cần nghi ngờ gì nữa. Dù sao hiếm có thủ đoạn nào lừa được Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Nam Cung Hồng Nhan trả giá rất nhiều cho Phong Phi Vân, hắn cảm thấy làm cái gì cho nàng cũng đáng giá. Phong Phi Vân là người si tình, kiếp trước như vậy, đời này vẫn thế. Phương xa động đất, mơ hồ có thân hình siêu khổng lồ đôi khi lộ vuốt, có khi ló đầu từng bước một đi tới gần, to hơn cả ngọn núi. Phong Phi Vân, giao dương thần thái cực quái, song sinh dị dương thần thánh đài ra đây. Bản vương sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Rầm rập rầm rập. Mặt đất rung rinh theo bước chân của nó. Phong Phi Vân đứng trên trời cao, cười nói. Thì ra là bá chủ của dương giới, dị hình vương. Đây là bá chủ cái thế, khí thế hùng hồn. Các tu sĩ rút lui nhường đường cho dị hình vương. Vì thân hình dị hình vương khổng lồ, bọn họ sợ bị nó đạp chết. Ngay sau đó, tà thần số một âm giới, thiên thần cũng lao đến. Thiên thần ba đầu sáu tay, chán mở thần nhãn, mang theo thần vân bay tới. Thiên thần khinh thường hợp sức với dị hình vương đối phó Phong Phi Vân, chĩa đầu mâu hướng về Thái Vi nữ thần. Thiên thần lạnh lùng nói. Một thần tuổi thọ mới có mấy năm dám tuyên bố có thể trấn thủ thần tấn vương triều. Hôm nay bản thiên thần sẽ nuốt hết lực lượng tín ngưỡng của ngươi, giúp bách nhật can đầu của ta càng tiến bộ. Người dị hình vương bốc cháy ngọn lửa, vuốt khổng lồ thò ra hư không vỗ xuống. Bầu trời bị đốt đỏ. Đây là một nhân vật cái thế, cường giả hiếm có trên mảnh đất này. Phong Phi Vân không dám xem thường, tung ra quan tài hoàng thạch. Tà văn dày đặc trên quan tài, ấn ký đồ đằng lấp lánh ánh sáng phát ra khí thế đáng sợ hơn cả dị hình vương. Quan tài hoàng thạch lơ lửng trên bầu trời, sấm sét ầm ầm, gió âm thổi phần phật, như quan tài chôn thần bay ra từ địa ngục u minh. Dị hình vương cảm nhận khí thế lạnh băng nguy hiểm. Đôi mắt khổng lồ mở to như hai ngôi sao rực lửa. Dị hình vương hét to, rút tay về, triệu hoán thiên thạch thần trụ dựng đứng trước mặt mình phòng thủ. Thần trụ như rèn luyện từ nguyên khối thiên thạch. Nhân vật cái thế như dị hình vương có năng lực nhìn thấu nguy hiểm rất mạnh, nó cảm ứng được quan tài hoàng thạch nguy hiểm nên không làm liều. Phong Phi Vân đứng trên bầu trời, cười nói. Dị hình vương, chẳng phải ngươi muốn lấy dương thần thái cực quái sao? Sao đột nhiên thụt lùi? Các tu sĩ nhiều như biển, đa số không biết thân phận của dị hình vương, chỉ dựa vào thể hình to lớn của nó suy luận là lão bất tử mấy trăm năm không xuất thế. Một số tu sĩ thế hệ trước từng nghe truyền thuyết về dị hình vương, biết là tồn tại siêu khủng bố. Một mình dị hình vương có thể hủy diệt nguyên một cổ tiên giáo. Lão nhân biết thân phận dị hình vương lòng rất rung động, dù sao bọn họ nhìn ra được nó kiêng dè, điều này đại biểu cho cái gì? Không lẽ người trẻ tuổi mới 20 tuổi đã đến trình độ tranh phong với nhân vật cái thế có thể hủy diệt cổ giáo, môn phiệt sao? Phương xa có một đám tu sĩ đặc biệt đứng xem,
trong đó tiểu cô nương 7, 8 tuổi môi hồng răng trắng, mắt chớp chớp. Tiểu cô nương hậm hực nói, tại sao đại đạo hái hoa này trở nên lợi hại như thế? Tức chết ta, hắn đánh ngang với lão già dị hình vương. Tôn giả thứ hai trong dương giới cười nói, xin tiểu công chúa đừng nói lung tung, cường giả như Phong Phi Vân dù cách ngàn, vạn dặm vẫn nghe thấy công chúa nói gì. Coi chừng hắn lại bắt tiểu công chúa, đánh mông người. Tôn giả dương giới thứ bốn cười nói, lần trước tiểu công chúa trộm huyết thủ lệnh của huyết y vương phái người truy sát hắn đã kết thù, sẽ bị đánh mông cho xem. Tiểu công chúa dương giới sợ thật, cắn môi hồng, chột dạ hỏi, hắn thật sự lợi hại vậy sao? Tôn giả dương giới thứ hai nói, sức chiến đấu của dị hình vương xếp năm hàng đầu trong dương giới. Nếu huyết y vương không dùng binh khí trấn giới thì không thể trấn áp được nó. Phong Phi Vân rằng có với dị hình vương chứng minh hắn có bản lĩnh đối kháng cùng nó. Tôn giả dương giới thứ bốn nói, trước khi đi ra huyết nhân vương dặn dò chúng ta phải lôi kéo quan hệ với nhân vật siêu phàm như Phong Phi Vân. Tiểu công chúa dương giới không cho là đúng. Tại sao phải nịnh nọt hắn? Phong Phi Vân để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tiểu công chúa dương giới là tên trộm hái hoa xấu xa. Phải nói Phong đại thiếu gia tàn phá đóa hoa tương lai của dương giới rất thảm. Tôn giả dương giới thứ hai sợ tiểu công chúa tiếp tục đối đầu với Phong Phi Vân, gã nói ra lý do thật. Đây là ý của vị tồn tại sâu trong hai giới âm dương. Tiểu công chúa dương giới thoạt trông có 8, 9 tuổi nhưng tuổi thật không nhỏ chút nào, chẳng qua nàng lớn lên chậm nên nhìn hạt tiêu. Không thể xem tiểu công chúa dương giới là con nít qua loa. Tiểu công chúa dương giới trợn to mắt, khó tin hỏi. Cái gì, người sáng giới cũng biết hắn. Thần Tấn Vương Triều biết về hai giới âm dương chỉ là một góc nhỏ của nó, đi sâu vào âm giới, dương giới là trăm vạn dặm không giới hạn, cực kỳ nguy hiểm. Vua dương giới, mẫu của âm giới không dám vào sâu bên trong, có nguy cơ sẽ chết. Đồn rằng hai giới âm dương nối với khu vực rộng lớn vô ngần, không ai biết vùng đất đó là gì. Thần Tấn Vương Triều biết về hai giới âm dương là do có người dùng đại thần thông mở một góc trong khu vực mênh mông, lộ ra hai cánh cửa bí ẩn. Có thể nói khu vực vua dương giới, mẫu của âm giới cai quản chỉ khoanh tròn xung quanh hai cánh cửa này. Người đại thần thông này được hai giới âm dương gọi là người sáng giới, âm giới, dương giới do người đó sáng tạo ra. Chỉ có vua dương giới, mẫu của âm giới ngẫu nhiên liên lạc với người sáng giới, phần lớn thời gian không liên lạc được. Nhưng huyết nhân thần quán của phụ vương nằm trong tay hắn. Tiểu công chúa dương giới sốt ruột muốn khóc, nàng thật muốn cắn Phong Phi Vân. Tôn giả dương giới thứ hai cười nói. Huyết nhân thần quán là họa không phải phúc. Giọng dị hình vương như sấm hử lạnh một tiếng. Chỉ là một quan tài tà linh, e rằng bản thân ngươi không điều khiển nó được. Dị hình vương nói đúng, nếu Phong Phi Vân không gom đủ năm thần y thì không thu phục nổi khí linh trong quan tài hoàng thạch. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Có người thừa dịp Phong Phi Vân rằng co với dị hình vương đánh lén hắn. Một thanh kiếm khổng lồ quỷ khí bao bọc, âm trầm, kiếm khí vĩ đại tựa thần hồng xuyên suốt. Mặt mày Phong Phi Vân âm trầm, hắn điều động lực lượng thần hỏa đại trận. 36 biển lửa sôi trào bắn ra 36 cột lửa chói mắt tựa dòng sông đỏ. Tu vi của Phong Phi Vân cao hơn giáo chủ Thái Dương Tiên Giáo, tạo nghệ trận pháp càng khủng. Phong Phi Vân phát huy ra uy lực thần hỏa đại trận mạnh mẽ hơn trong tay giáo chủ Thái Dương Tiên Giáo. Chiến kiếm bị đánh bay ra ngoài. Hư không vô tận bị 36 cột lửa đánh thủng lộ ra ngôi mộ khổng lồ to như ngọn núi. Trước mộ dựng khối bi văn to lóe tia sáng bị cột lửa luyện hóa đỏ rực sắp hòa tan. Mộ bia ngăn lại 36 cột lửa, chậm rãi nguội. Ảo ảnh Phượng Hoàng hiện lên trong mắt Phong Phi Vân, hắn ngước nhìn ngôi mộ trên bầu trời. Phong Phi Vân cười nói. Thì ra là lão tổ tông của Bắc Minh Việt, không ngờ đường đường là Bắc Minh Việt lại làm chuyện bắt gà trộm chó này. Người mới đánh lén Phong Phi Vân là lão tổ tông của Bắc Minh Việt, Bắc Minh Cầu Kiếm, Quỷ Vương Tứ Kiếp. Phong Phi Vân rất hận Bắc Minh Việt. Lúc trước hỏa thần doanh của Bắc Minh Việt luyện hóa thần vương phủ thành Duyên Hải, Phong Phi Vân, Long Thương Nguyệt, già trẻ lớn bé trong thần vương phủ hầu như bị luyện chết. Sau đó hỏa thần doanh nhốt Nam Cung Hồng Nhan. Luyện chết nàng trong thiên hỏa liệu nguyên đại trận. Mối thù sâu như biển này phải kéo nguyên Bắc Minh Phiệt chôn cùng. Dư nghiệt Bắc Minh Phiệt chưa chết sạch lại đánh lén Phong Phi Vân. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt.
Phong Phi Vân lại dẫn động thần hỏa đại trận đánh ra 36 cột lửa bắn hướng trận doanh Bắc Minh Việt. Cột lửa rơi xuống đất hình thành 36 hồ dung nham khổng lồ. Hàng ngàn vạn đệ tử Bắc Minh Việt bị lửa đốt, luyện chết, tiếng gào thét thê thảm vang lên. Ngôi mộ khổng lồ trên bầu trời phát ra tiếng gầm tức giận, kiếm to bay ra. Thân kiếm ngưng tụ quỷ thành chém ngang không trung. Một số tu sĩ tinh anh bay ra khỏi Bắc Minh Việt hợp thành 5 đại trận bao vây Phong Phi Vân. Đây là vũ khí bí mật của Bắc Minh Việt, 5 đại doanh thần hỏa doanh, thần thủy doanh, thần kim doanh, thần thổ doanh, thần mộc doanh một khi kết thành đại trận thì 5 trận cùng bộc phát lực lượng không giống bình thường, chân nhân đụng phải cũng sẽ lùi bước. Phong Phi Vân xem Bắc Minh Việt là kẻ thù, Bắc Minh Việt cũng xem Phong Phi Vân là kẻ thù diệt tộc, muốn giết hắn từ lâu. Dị hình vương rình rập một bên định góp sức, nhanh chóng trấn áp Phong Phi Vân. Nhưng quan tài hoàng thạch ngăn dị hình vương lại. Khí linh từ linh khí thập phẩm cực kỳ hung hãn, quét bay dị hình vương. Phong Phi Vân hiểu lực lượng của quan tài hoàng thạch, nó nuốt cả đệ nhất tôn giả dương giới, dư sức đối phó dị hình vương. Thấy thiên hỏa liễu nguyên đại trận chọc tức Phong Phi Vân. Hôm nay ta phải khiến Bắc Minh Việt các ngươi hoàn toàn diệt tộc. Phong Phi Vân lại vận chuyển thần hỏa đại trận, điều động uy lực trận pháp. 36 cột lửa cùng công kích thiên hỏa liễu nguyên đại trận. Đinh! Cùng lúc đó, Bắc Minh cầu kiếm vung kiếm to đánh vào người Phong Phi Vân, hắn té xuống mây, kiếm chém phá thần hỏa đại trận. Các đệ tử Bắc Minh Việt phấn khởi, rốt cuộc Phong Phi Vân bị chém xuống. Lão Tổ Tông ra tay, ai bị chém chúng tuyệt đối không sống nổi. Nhưng thật sự luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bùm! Phong Phi Vân phá đất bay lên, làn da mai rùa trắng trong như thần ngọc, không để lại vết kiếm nào. Phong Phi Vân cười to bảo. Mai rùa này đúng là cứng thật. Mao Ô Quy cười càn rỡ. Nói đùa, nó cứng nhất mảnh đất này. Phong Phi Vân sặc. Khụ khụ, lần sau đổi từ khác đi. Các đệ tử Bắc Minh Việt ngây người, da đầu tê dại. Lão Tổ Tông chém ra nhát kiếm không để lại chút dấu vết trên người Phong Phi Vân, còn đánh gì nữa. Ngôi mộ trên bầu trời khẽ run. Lúc này từng lũ quỷ khí ngưng tụ thành mỹ nhân xinh đẹp, Diêu Cắt nhìn Thái Vi nữ thần đang quyết đấu với thiên thần trên bầu trời. Diêu Cắt nói. Cẩn thận Thái Vi. Phong Phi Vân nhíu mày, định hỏi lý do. Diêu Cắt bay ra ngoài, triệu hoán thiên nhất thánh bình. Giao Bắc Minh lão quỷ cho ta, còn 5 đại trận thì ngươi tự nghĩ cách. Ngôi mộ khổng lồ trên bầu trời cảm nhận hơi thở từ thiên nhất thánh bình như pháp khí gọi hồn hút nó vào. Trong mộ phát ra thanh âm run sợ. Mẫu của âm giới. Ngôi mộ khổng lồ bay lên cao, chạy hướng chân trời. Muốn xử ngươi lâu rồi, định trốn. Tốc độ của Diêu Cắt mau hơn, vạch đường cong xinh đẹp trên bầu trời đuổi theo ngôi mộ. 5 đại trận Bắc Minh Việt bao vây Phong Phi Vân lại. Toàn do đệ tử tinh anh tập hợp mang theo 5 loại lực lượng khác nhau, hút hết khí ngũ hành trong đại thế bốn phía. Thiên hỏa liễu nguyên đại trận của thần hỏa doanh. Mậu hư liên trận của thần thủy doanh. Hư không thần bảo trận của thần thổ doanh. Ảo ảnh thần mộc trận của thần mộc doanh. Binh ca thiết mã trận của thần kim doanh. 5 trận pháp ngăn cách không gian, tương sinh tương khắc, nối thành một mảnh tiêu diệt mọi thứ trong trận pháp. Sớm muốn hủy 5 đại doanh Bắc Minh Việt. Tay trái Phong Phi Vân cầm hỏa luân dương, tay phải cầm huyết nhân thần quán. 2 chấn thế sát binh tăng mạnh uy lực đến cực độ, ánh lửa và huyết quang đốt nửa bầu trời, cùng công kích thần hỏa doanh. Phong Phi Vân hiểu rõ lực lượng ngũ hành hơn xa đám đệ tử Bắc Minh Việt, tuy ngũ hành tương sinh tương khắc nhưng cái này cần hạn độ, trước lực lượng tuyệt đối thì ngũ hành không kịp tương sinh. Trong thiên hỏa liễu nguyên đại trận có mấy chục tu sĩ nổ tung. Toàn là đệ tử tu vi thấp không chịu nổi 2 chấn thế sát binh công kích, xương cốt vỡ nát. Phong Phi Vân bị 4 trận pháp khác đánh trúng lún vào bùn đất. Bùm! Phong Phi Vân phá đất bay ra, lao hướng thần hỏa doanh. 2 chấn thế sát binh lại phát huy, giết mấy chục tu sĩ thần hỏa doanh. Phong Phi Vân một lần nữa bị 4 trận pháp khác đánh trúng nhưng không đáng lo, mai rùa cứng rắn như thần thiết, thể chất của hắn cường đại không gì sánh được. Công kích có thể giết chân nhân nhưng không tổn thương Phong Phi Vân được. Đệ tử Bắc Minh Việt sợ teo tim. Trời ơi, đây là loại người gì vậy? Miễn dịch với bất cứ công kích nào. Một túc lão Bắc Minh Việt sắc mặt âm trầm nói. Trên đời này không có người miễn dịch công kích, chỉ tại chúng ta tấn công không đủ mạnh. Nhưng,
thần hỏa doanh áp không chống đỡ nổi nữa. Một khi hắn công phá năm đại doanh thì... Thiên hỏa liễu nguyên đại trận bị đánh nát hoàn toàn. Hơn 10 cường giả Bắc Minh Việt còn sống bay ra ngoài, hộc máu. Phong Phi Vân bay ra khỏi vòng vây năm trận pháp, ánh mắt lạnh băng nói. Hôm nay cho các ngươi nếm mùi bị luyện chết. Hỏa Luân Dương bay ra khỏi tay Phong Phi Vân, biến thành núi lửa khổng lồ như thần mặt trời, luyện hóa hơn 10 cường giả thần hỏa doanh thành mấy giọt máu hòa tan trong dung nham. Phong Phi Vân siết chặt nắm tay nhìn hồ dung nham như thấy ngày xưa Nam Cung Hồng Nhan, thần vương phủ. Giờ Phong Phi Vân lấy lại chút tiền lời cho Nam Cung Hồng Nhan. Năm trận pháp bị phá, tu sĩ trong thần hỏa doanh bị luyện chết hết. Các đệ tử Bắc Minh Việt lòng chìm xuống đáy cốc, không có cách nào ngăn cản Phong Phi Vân lại. Phong Phi Vân cầm hai chấn thế sát binh quay trở lại, đánh qua. Lần này không ai có thể ngăn cản bước chân Phong Phi Vân, bốn trận pháp còn lại dễ dàng bị công phá. Phong Phi Vân bóp nát tất cả thành bột máu. Khi Phong Phi Vân lao vào đại quân Bắc Minh Việt thì như mãnh hổ lọt vào bầy dê, đánh đâu thắng đó, máu loãng nhuộm đỏ quần áo của hắn. Tu sĩ thế lực khác thụt lùi, né Phong Phi Vân như trốn ma thần. Quá mạnh mẽ, đầu tiên là giết Thái Dương Tiên Giáo tan tác, 9% cường giả chết. Giờ đồ diệt Bắc Minh Việt. Đây là hai đại thế lực. Đại quân La Sát Phương Triều cách địa quân Bắc Minh Việt không xa, thấy rõ tình hình chiến đấu. Rất thảm khốc, chấn thế sát binh vung một cái là một đống người gục xuống, bị đè nát bấy, máu chảy ồ ạt nhuộm đỏ bầu trời xanh. Bên dưới chiến kỳ La Sát Phương Triều dập trời có một tòa tiên cung. Sương mù bao phủ tiên cung lơ lửng cách mặt đất mấy thước. Một lão nhân ngồi trong tiên cung, khoác áo trắng, người tỏa ánh sáng rực rỡ. Lão nhân râu tóc lóe ánh sáng ngọc như một lão thần. Lão nhân này là cường giả số 1 La Sát Phương Triều, La Sát Lão Tổ. Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam đứng hai bên lão nhân, thái độ cực kỳ cung kính. Thân hình Ngọc Cơ Mạn Diệu yểu điệu, ngực no tròn, eo nhỏ xíu, da trắng hơn tuyết, tóc dài đen nhánh sáng bóng. Ngọc Cơ Mạn Diệu nhìn chằm chằm Phong Phi Vân ở phía xa, mặt hoa da phấn dịu dàng, mỉm cười ngọt ngào. Trong đôi mắt già nao của La Sát Lão Tổ lóe tia sáng trí tuệ nhìn đằng trước, cười hiền hòa. Tiểu Diệu, hắn là lang quân nhà ngươi sao? Rất khá. Gò má Ngọc Cơ Mạn Diệu hơi hồng, nhu mì động lòng ngươi. Đương nhiên rồi. La Sát Lão Tổ nói. Tiểu Lam hãy cố gắng lên, lang quân của Tiểu Diệu tư chất siêu phàm, chắc đã đến đỉnh đẳng cấp sử thi. Khuôn mặt bình tĩnh của Ngọc Cơ Lan Lam lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Đỉnh thiên tài đẳng cấp sử thi, thiên phú của sư đệ bây giờ cũng đến trình độ này. Ngọc Cơ Mạn Diệu gật đầu cười nói. Ta đã chạm đến bình chướng Niết Bàn, rất nhanh sẽ đột phá cảnh giới. La Sát Lão Tổ vui mừng gật gù, cảm thán rằng. Đỉnh đẳng cấp sử thi, dù trong Trung ương Vương Triều thứ 6 cũng thuộc hàng thiên phú đỉnh cao. Một số nhân tổ động thiên sẽ ra tay tranh giành. Tiểu Diệu, ngũ đại Vương Triều chỉ là ao nước cạn, nếu ngươi ở lại đây sẽ lãng phí thiên phú của mình. Ta sẽ tìm cách đưa ngươi đi Trung ương Vương Triều thứ 6. Chỉ có ở đó mới giúp ngươi phát huy thiên phú tốt hơn. La Sát Lão Tổ là đại đệ tử của thần cung chủ thần Linh Cung, từng đi Trung ương Vương Triều thứ 6 rèn luyện. Tại đó La Sát Lão Tổ xem như tư chất trung thượng đẳng, không thể tranh phong cùng thiên tài đỉnh cao Trung ương Vương Triều thứ 6, cuối cùng quay về La Sát Phương Triều. Lão tu luyện hơn 3.000 năm, trở thành Lão Tổ La Sát Phương Triều. Đây là tồn tại cổ xưa hơn cả nữ đế, tà hoàng. Có lẽ thiên phú của La Sát Lão Tổ không kinh diễm như tà hoàng nhưng lắng đọng mấy ngàn năm khiến lão điềm tĩnh, vững chắc, sức chiến đấu không yếu hơn tà hoàng. Ngọc Cơ Mạn Diệu vui mừng nói. Đa tạ Lão Tổ. Ngọc Cơ Lan Lam nhíu mày nói. Sớm biết thiên phú của hắn cao như vậy thì ta đã song tu với hắn trước. Ngọc Cơ Mạn Diệu trêu ghẹo sư tỷ từ nhỏ đã ưu tú hơn mình. Ha 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 ha. Bây giờ sư tỷ song tu với hắn vẫn chưa muộn. Tu vi của sư tỷ là Niết Bàn đệ nhất trọng thiên, hắn cũng sắp đến cảnh giới đó, là thời gian song tu tốt nhất. Ngọc Cơ Lan Lam nghiêm túc hỏi. Sư đệ chịu không? Ta có gì không chịu? Ngọc Cơ Mạn Diệu thấy vẻ mặt sư tỷ nghiêm túc thì kinh ngạc nói. Sư tỷ, nói thật sao? Ngươi là La Sát Hoàng. Ánh mắt La Sát Lão Tổ nghiêm túc suy nghĩ, trầm ngâm nói. Tuy bình phẩm về Phong Phi Vân khá tệ nhưng hắn là người si tinh. Song tu với hắn có lẽ không thể làm chính thất nhưng hắn cũng không tùy ý vứt bỏ.
ta thấy chuyện này ổn. Ngọc Cơ Mạn Diệu há hốc mồm, khó tin nói. Lão Tổ, cái này, ta và sư tỷ chung một phu quân thì. La Sát Lão Tổ cười hỏi. Ngươi không chịu. Cũng không phải. Ngọc Cơ Mạn Diệu lắc đầu, nói. Chỉ thấy kỳ kỳ. Vậy được rồi. La Sát Lão Tổ nhìn Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam thở dài thườn thượt. Nữ nhân không thể sống dựa vào nam nhân, nhưng có nhiều lúc phải học cách mượn thế nam nhân. Đặc biệt các ngươi tu luyện âm dương song tu đại pháp, dựa thế tốt thì một bước lên trời, dựa thế không tốt sẽ chìm trong vực sâu dục vọng. Đây là hiện thực, rất thực dụng. Chọn con đường này thì phải chấp nhận hiện thực này. Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam quỳ dưới đất lạy. Đây là con đường hai nàng phải đi, không thể quay đầu. La Sát Lão Tổ nói. Tiểu Diệu hãy dẫn tiến sư tỷ của ngươi đi, nhưng đừng quá tích cực. Chờ tu vi của hắn đến niết bàn đệ nhất trọng thiên hay đệ nhị trọng thì sư tỷ của ngươi mới được ích lợi lớn nhất. Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam nhìn nhau người, nụ cười cực kỳ phức tạp. Âm dương song tu đại pháp chú trọng tình dục chủ yếu, thịt dục thứ hai. Cố ý đến gần một người, chọn làm đạo lữ song tu, rất khó đoán trước là phúc hay họa. Một mình Phong Phi Vân hủy hai đại thế lực làm người ta kinh hoàng, cũng khiến vô số người sục sôi máu nóng. Đặc biệt là thần võ quân trong thần đô, ai nấy hăng thiết gà, xoa tay, rất muốn lao ra ngoài thành chiến đấu trời long đất lở. Mọi người thần võ quân hô tay múa chân trên tường thành, hô đao như thể đang đánh với thiên quân vạn mã. Long La Phù nhìn Phong Phi Vân bị vô tận tu sĩ che kín, mắt lạnh băng không lộ ra chút cảm xúc, long khí vòng quanh người. Long La Phù tựa như pho tượng đế vương điêu bằng ngọc thạch, không nhúc nhích, rất bình tĩnh. Lại có người đến xin lệnh dốc sứ công pháp hàn công. Long La Phù nhìn Thái Vi nữ thần và thiên thần quyết đấu trên bầu trời, phun hai chữ. Chờ một lúc nữa. Quan tài hoàng thạch và dị hình vương sắp hạ màn. Dị hình vương bị quan tài hoàng thạch áp chế hoàn toàn, thân thể to lớn đầy lỗ máu như thác nước đổ xuống dưới. Quan tài hoàng thạch đột nhiên mở nắp, bên trong một mảnh mông lung như vũ trụ mênh mông. Tà khí nhiếp hồn người bao phủ thiên địa. Growl. Dị hình vương không ham chiến, xoay người bỏ chạy nhưng vẫn bị vuốt máu khổng lồ thò ra từ quan tài hoàng thạch bắt nửa người. Một nửa cơ thể dị hình vương đẫm máu tiếp tục chạy trốn, rất nhanh biến mất. Cuối cùng dị hình vương còn sống nhưng nguyên khí đại thương, nó không dám ở lại chiến trường này lâu hơn, trốn về dương giới dưỡng thương. Nhưng dị hình vương không thể trốn về dương giới, bị tôn giả dương giới thứ hai, thứ bốn mai phục giữa đường giết. Cùng lúc đó, đại chiến trên bầu trời đã kết thúc. Vượt ngoài dự đoán của mọi người là thiên thần không thể nuốt Thái Vi nữ thần, ngược lại Thái Vi nữ thần luyện hóa hết lực lượng tín ngưỡng của thiên thần. Thái Vi nữ thần càng thêm thần thánh trang nghiêm, khí thế lớn đến cực độ, như thể thần linh thật sự. Long La Phù đứng trên tường thành cao như núi thần, ánh mắt ngạo nghễ đánh ra đế chỉ ánh sáng vàng lơ lửng trên trời cao. Là lúc này, chiến, chém bầy rồng, chấn chỉnh sơn hà. Thần võ quân sớm dâng trào sĩ khí gào rú, chiến ý hừng hực, khí thế ngút trời, tiếng gầm chấn tường thành lắc lư. Giết! Giết! Trận pháp bao bọc thần đô như lưới trời, lúc trước mở một lỗ hổng rộng 32.000 thước, 32 đội thần võ quân từ bên trong tràn ra, mỗi đội như dòng sông người. Chiến kỳ dập trời, xe chiến kỳ như bức tường, các chiến thú chạy rầm rập trên mặt đất, đạp nát đá nặng mấy chục vạn cân thành bột phấn. Không chỉ thần võ quân, những thế lực quan hệ tốt với hoàng tộc cũng lao ra, đều có cường giả tỏa chấn, như 32 cơn lũ nghiêng trời lệch đất đổ ập xuống. Trên tường thần đô, các trận pháp công kích vận chuyển, ánh sáng bừng lên. Vô số quả cầu lửa to như ngọn núi bay ra khỏi trận pháp như thiên thạch rơi xuống chiến trường. Bầu trời tối sầm. Trên tầng mây sấm chớp đi đùng, các tia điện cực kỳ khổng lồ giáng xuống, chớp mắt bốc hơi mấy ngàn người. Hoàng tộc bài bố quanh thần đô mấy ngàn năm. Mặc dù trận pháp dưới đất bị quét sạch nhưng trên bầu trời còn ẩn giấu mấy vạn trận pháp chưa bị phá hoại. Giờ tất cả đều bùng nổ. Khắp nơi là sấm chớp ầm ầm, các quả cầu lửa khổng lồ đập xuống, cảnh tượng như khai thiên tích địa rất khiếp người. La Sát Lão Tổ mở mắt nhìn Thái Vi nữ thần trên bầu trời, lại nhìn đại quân phản công lao ra thần đô. La Sát Lão Tổ nói, rốt cuộc nàng ta tìm được đường sống trong cõi chết, thiên tượng nghịch chuyển, Thái Vi thủ tâm. Thái Vi thủ tâm. Rút quân đi. Đại quân La Sát phương triều như thủy triều rút đi. Nếu chí sư giỏi xem sao,
tinh thuật sẽ phát hiện trên bầu trời, trong tầng mây đỏ thiên tượng đã thay đổi. Thái vi tinh rực rỡ lóa mắt nằm ngay trung thiên, bầy rồng tối tăm không ánh sáng, xu hướng suy tàn. Động chủ tiển binh thi động đứng dưới mây đỏ, đuổi thi bào bị gió âm thổi phần phật, nói. Thiên tượng thay đổi, La Sát Phương Triều đã rút, ai, rốt cuộc vẫn thất bại trong gang tấc. Phong Mặc cười nói, nữ đế không uổng là nữ đế, nhìn thấu chân lý thái vi thủ tâm, tìm được cơ hội sống trong đường chết, lật ngược bàn cờ. Động chủ tiển binh thi động nói, nếu không có Phong Phi Vân hỗ trợ, mặc cho nàng có thủ đoạn nghịch thiên cũng chỉ có con đường chết. Ha 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 ha, không thể nói là Phi Vân trợ giúp nàng, dù sao Thái Vi là một tay Phi Vân tạo ra, tất cả có nhân thì có quả. Đôi mắt Phong Mặc sâu thẳm nhìn Phong Phi Vân, con người lóe tia âm trầm, giây sau ý cười thay thế. Phong Mặc cười nói, tuy nữ đế bắt được một cơ hội sống nhưng số lượng tu sĩ, cường giả của các đại thế lực chiếm ưu thế tuyệt đối, vẫn có khả năng đánh chiếm thần đô. Vạn huynh có định liều một phen không? Động chủ tiển binh thi động cười lắc đầu nói. Số lượng tu sĩ, cường giả của các đại thế lực đúng là lấn át đại quân hoàng tộc, nhưng thật sự có cơ may thắng sao? Ngươi hãy nhìn đi, Nhật Nguyệt Tiên Giáo cũng rút quân. Phương xa chiến kỳ Nhật Nguyệt Tiên Giáo đã khuất xa, biến mất trong sương mù và tầng mây. Tu sĩ Nhật Nguyệt Tiên Giáo vừa đánh vừa lui, chậm rãi rút quân. Đây là đại thế lực thứ hai rút quân, bọn họ biết không làm gì được nữa nên định giữ thực lực. Những đại quân đến tấn công thuộc thế lực khác nhau, năm bè bảy máng. Không đồng lòng thì chẳng chung sức. Có người muốn chiến, có người định lùi, có người chiến ý hừng hực, có người thầm run sợ. Cứ cố chiến đấu thì chỉ có con đường chết. Ngay khi thiên tượng thay đổi đã định trước kết cuộc đại chiến. Phong Mặc gật gù, cười nói. Vạn huynh là người sáng suốt. Hãy nói xem nếu hoàng tộc thắng trận chiến tranh này tương lai có khi nào tính sổ với chúng ta không? Lần này hoàng tộc thắng hay thua đều nguyên khí đại thương, phải tĩnh dưỡng 100-200 năm mới phục hồi được. Trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì nào ia biết trước? Nói vậy là chúng ta cũng cần giữ thực lực, tránh cho bị người tìm tới cửa tính sổ. Đương nhiên rồi. Động chủ tiển binh thi động, Phong Mặc nhìn nhau cười lớn. Nhưng trong nụ cười của Phong Mặc ẩn chứa thứ khác. Sinh mệnh hành giả đứng sau lưng Tà Hoàng, người khoác chiến giáp dính đầy vết máu. Bẩm báo Tà Hoàng, Phong gia và tiển binh thi động đã rút quân. Tà Hoàng đứng trên chiến đài vuông cao cao, râu tóc bay, khí thế như rồng lượn. Tà Hoàng nhìn mấy đại quân tu sĩ rút lui, cười khẩy nói. Ta đã xem thường Long Khương Linh, không uổng là nữ nhân từng khiến bản hoàng phải ngước nhìn. Rõ ràng là ván thua chắc vậy mà nàng ta tìm được con đường sống. Điện chủ điện thứ nhất Xâm La Điện nghiến răng nói. Hừ, chỉ tại thằng nhãi Phong Phi Vân phá rối, nếu không Long Khương Linh chẳng làm được tích sự gì. Tà Hoàng nói. Đây cũng là một phần bản lĩnh của nàng, Phong Phi Vân nằm trong tính toán đó. Sinh mệnh hành giả hỏi. Bây giờ chúng ta nên làm sao? Chiến, hiện tại chúng ta vẫn chiếm ưu thế, chưa chắc sẽ thua. Khí thế Tà Hoàng hùng hồn như mặt trời treo trên cao, mỗi sợi tóc chất chứa lực lượng vô tận. Phong Phi Vân ngước nhìn Thái Vi nữ thần cao cao tại thượng, thân thể mềm mại yêu kiều, áo trắng rực rỡ, da trắng muốt, tiên hà bay quanh người. Thái Vi nữ thần khuynh thành tuyệt đại như thần nữ trên 9 tầng trời, làm người ta muốn bái lạy. Cẩn thận Thái Vi! Lời Diêu Cát nhắc nhở lại hiện lên trong đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn lần nữa. Vẫn thấy Thái Vi nữ thần, đây là bản thể của nàng. Lần đầu tiên Thái Vi nữ thần nhìn thẳng Phong Phi Vân, mắt sáng như sao, môi bóng như tiên ngọc, thanh âm tuyệt vời tựa tiếng trời. Không tệ, chết tiệt, là sao? Không tệ là thế nào? Trong lòng Phong Phi Vân dâng lên dự cảm không may, hắn cảm thấy ánh mắt Thái Vi nữ thần rất quen thuộc, giống ánh mắt của một người. Coi trời bằng vung, không thèm để ai vào mắt. Ánh sáng trắng bay khỏi người Phong Phi Vân, Mao Ô Quy tách ra đáp xuống đầu hắn. Mao Ô Quy biết suy nghĩ trong đầu Phong Phi Vân, giải thích. Còn ý gì nữa, mỹ nữ đang khen ngươi. Khen cái con khỉ. Phong Phi Vân đã nhớ ra, ánh mắt giống Long Khương Linh y như đúc, kiêu ngạo, lạnh lùng, vô tình. Có vấn đề rất lớn. Phong Phi Vân triệu hoán quan tài hoàng thạch về, bay lên cao, định hỏi rõ Thái Vi nữ thần. Nhưng dường như Thái Vi nữ thần không muốn gặp Phong Phi Vân,
biến thành luồng sáng bay hướng Xâm La Điện. Tà Hoàng, lần trước ngươi thua không phục, có dám đánh lần nữa không? Ha 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 ha, lần trước chẳng qua là nàng ỷ vào thần binh sắc bén. Chỉ một mảnh nhỏ góc áo bị rách, sao có thể bảo là bản hoàng thua? Tà Hoàng rất kiêu ngạo, không cho rằng mình sẽ thua. Tà Hoàng lao lên cao, mây đen khổng lồ chiếm cả bầu trời đuổi theo Thái Vi nữ thần. Tu vi của hai người quá cường đại, sẽ tạo thành sức phá hoại to lớn nên cần đi chỗ khác đánh nhau. Phong Phi Vân đạp quan tài đứng trên cao nhìn hướng Tà Hoàng, Thái Vi khuất xa, lòng lạnh lẽo. Phong Phi Vân lẩm bẩm: Long Khương Linh, hy vọng ngươi đừng làm chuyện không nên làm, nếu không ngươi chết chắc. Diêu Cát bay về, nói: Nếu ta không đoán sai thì Long Khương Linh tu luyện đạo tâm chủng thần bộ thứ 6 đạo điển, thần hồn Thái Vi nữ thần bị nàng luyện thành, thần chủng chủng vào đạo tâm của Long Khương Linh. Tức là bây giờ Long Khương Linh là Thái Vi nữ thần, mà Thái Vi nữ thần chính là Long Khương Linh. Đạo tâm chủng thần, thì ra là vậy. Phong Phi Vân nheo mắt nói: Hèn gì Phượng Hoàng Thiên Nhãn của ta cũng không tìm ra sơ hở, hóa ra vốn không có sơ hở. Nàng và Thái Vi hợp nhất, tuy hai mà một. Vậy cũng tốt, ta chém linh hồn của nàng rồi đánh ấn ký linh hồn, mảnh nhỏ ký ức của Hồng Nhan vào người nàng, giúp Hồng Nhan cướp tu vi của nàng. Diêu Cát nhíu mày nói: Đừng xúc động, sau khi Long Khương Linh tu thành đạo tâm chủng thần thì tu vi tăng mảng lớn, đánh bại hết Tà Hoàng, La Sát lão tổ, phụ của Man Vương. Bây giờ Long Khương Linh lại luyện hóa lực lượng tín ngưỡng, thần lực của thiên thần, tu vi càng khủng bố hơn. Trên mảnh đất này khó tìm ra người có thể trấn áp được nàng. Phong Phi Vân là người lý trí, nếu hắn mặc áo da phượng vảy rồng chưa chắc không thể đánh bại Long Khương Linh, nhưng không có cơ may nào bắt giữ nàng. Bây giờ Long Khương Linh và Thái Vi đã dung hợp, trước khi có nắm chắc tuyệt đối Phong Phi Vân không làm gì được nàng. Diêu Cát nói tiếp: Nghe đồn Long Khương Linh còn giữ một thần binh sắc bén, không gì không phá, có thể chém chấn thế sát binh. Đám người Tà Hoàng bị thần binh của Long Khương Linh làm bị thương. Phong Phi Vân cười khẩy nói: Thiên tủy binh đàm không gì không phá, cái gọi là chấn thế sát binh chẳng qua là linh khí tứ phẩm, bị chém là đương nhiên. Phong Phi Vân quyết định tạm thời cứ để mặc Long Khương Linh nhảy nhót, miễn hắn đột phá cảnh giới Niết Bàn, thần thức sẽ tăng sâu sắc, có thể sử dụng vũ hóa đài chấn áp nàng. Khi đó Phong Phi Vân kêu Long Khương Linh làm cái gì là nàng phải làm theo. Phong Phi Vân không tin Long Khương Linh tu luyện đạo tâm chủng thần có thể luyện hóa cả dấu ấn linh hồn. Diêu Cát phát hiện một kẻ thù lớn, đó là Bạch Bì Quỷ Vương trong đại quân âm giới. Bạch Bì Quỷ Vương thấy Diêu Cát nhìn nó thì điều khiển xe quy bay lên trời, chạy trốn phía cuối trời. Phong Phi Vân, Diêu Cát cùng bay lên, hợp tác tấn công, truy sát Bạch Bì Quỷ Vương ngàn dặm. Rốt cuộc Bạch Bì Quỷ Vương bị trấn áp, Diêu Cát xé thành 10 đoàn quy khí cô đọng thành 10 viên quỷ đan đen thui. Diêu Cát như kẻ hám tài cất 10 viên quỷ đan vào người. Quỷ tu toàn dựa vào nuốt quỷ tu khác mà trưởng thành, 10 viên quỷ đan này rất quý giá. Phong Phi Vân nhìn chiến trường vô biên dưới chân, lại ngước nhìn trời. Thiên tượng đã nghịch chuyển, đại thế đã định, tiếp theo nàng định làm gì? Mắt Diêu Cát mông lung, cười tươi như hoa. Người ta dồn hết tài sản vào ngươi, giờ mới hơi thấy chút thành quả. Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ mặc người ta sao? Ha 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 ha, đương nhiên là không, đi. Đi Nam Thái Phủ một chuyến, có lẽ ta có thể tìm ra con đường thứ hai rời khỏi thần tấn vương triều. Phong Phi Vân và Diêu Cát rời khỏi chiến trường bay hướng Nam, chuyện trong thần đô không liên quan hai người. Trên tường thành, Long La Phủ đứng thẳng nhìn chân trời, đôi mắt lạnh băng dần mông lung. Long La Phủ vuốt ve bụng mình, cuối cùng tay trượt xuống góc áo, ngón tay siết chặt hoàng bào. Ngay sau đó, Long La Phủ biến mất khỏi tường thành. Đại lục này bao la vô tận, mênh mông vô ngần. Giữa mỗi vương triều cách nhau rất xa, sức người khó khăn. Vương triều và trung ương vương triều cách nhau càng xa xôi hơn bao nhiêu ngàn vạn dặm. Chỉ có thông qua cổ trận đài hoặc là không gian trùng động mới đến nơi. Ngũ đại vương triều từng là một, thuộc về vương triều Phật Tu nên cách nhau gần. Muốn từ mảnh đất này đi đến vương triều khác hoặc trung ương vương triều thì chỉ có một con đường, đó là thông qua thần linh cung cổ trận đài. Nhưng muốn mượn thần linh cung cổ trận đài phải trở thành người của thần linh cung trước, chịu hai cung chủ thần linh cung quản lý nếu không sẽ không cho dùng thần linh cung cổ trận đài. Thật sự có con đường thứ hai rời khỏi thần tấn vương triều sao?
Thân phận Diêu Cát không tầm thường, biết hết bí mật trên mảnh đất này, nhưng nàng chưa từng nghe nói có đường thứ hai rời khỏi Thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát, nói. Có lẽ, Phong Phi Vân cho rằng có con đường thứ hai rời khỏi Thần Tấn Vương Triều vì phụ thân của hắn rời khỏi Thần Tấn Vương Triều, tuyệt đối không đi con đường Thần Linh Cung. Lúc trước chuyện mẫu thân của Phong Phi Vân là yêu bị lộ, Phong gia phái rất nhiều cao thủ đến Linh Châu Thành bắt phụ thân của hắn. Phụ thân Phong Phi Vân dự đoán được chuyện này, đã rời đi trước. Theo Lưu quản gia nói thì phụ thân Phong Phi Vân đi tìm mẫu thân của hắn, từ Ngọc Lâu Quan, một trong 18 biên quan Thần Tấn Vương Triều rời khỏi đất nước này. Phong Phi Vân suy đoán bên ngoài Ngọc Lâu Quan có đường thứ hai rời khỏi Thần Tấn Vương Triều. Còn về ai mở ra con đường này thì không biết. Tốc độ của Phong Phi Vân, Diêu Cát khá nhanh, hai người vào Nam Thái Phủ, bay hướng biên cương Thần Tấn Vương Triều, đáp xuống dãy núi hiểm trở. Chẳng phải nói đi Ngọc Lâu Quan sao? Diêu Cát nhìn núi non hiểm trở hoang tàn vắng vẻ trước mắt. Bọn họ đến biên canh nhưng chỗ này chưa ra Ngọc Lâu Quan. Mây mù vờn quanh núi, vách đá treo leo, chim bay cá nhảy hót véo von. Phong Phi Vân nói, nơi này là Hoàng Phong Lĩnh. Trên vách đá ló ra một băng cướp, thủ lĩnh là nam nhân dâu ria xồm xoàm, tay vác lưỡi búa to. Nam nhân dâu xồm cười to bảo, coi như tiểu tử nhà ngươi có chút kiến thức, đúng vậy, đây là Hoàng Phong Lĩnh đại danh đỉnh đỉnh. Tại hạ là nhị đương gia của Hoàng Phong Lĩnh, tốt nhất hãy ngoan ngoãn giao hết đồ tốt ra đây, miễn cho búa của lão tử không có mắt. Tu Hoa Thập Tam Nương nói, lão nhị, mắt ngươi ngày càng kém. Không thấy mỹ nhân tuyệt đỉnh đứng phía đối diện sao? Đừng gọi ta là lão nhị. À, ngươi nói gì, thật không? Búa to của nhị đương gia rớt xuống đất đập thủng cái hố to, có thể thấy cái búa này rất nặng. Nhị đương gia dụi mắt thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của Phong Phi Vân, gã sợ hãi dùng mình, liên tục lùi hai bước. Nhị đương gia cầm búa to lên làm tư thế phòng ngự. Phong đại hái hoa tặc, ngươi chạy đến Hoàng Phong Lĩnh của chúng ta làm gì? Hay ngươi muốn đèn ăn đen? Nói thật cho ngươi biết, cướp tiền thì không có, cướp sắc. Có một người. Nhị đương gia đẩy Tu Hoa Thập Tam Nương ra ngoài. Đám cướp Hoàng Phong Lĩnh nhìn rõ ràng mục tiêu là Phong Phi Vân thì sợ mặt không còn chút máu, biết đây là đại ma đâu, chuyên làm trò đèn ăn đen, độc còn hơn băng cướp Hoàng Phong bọn họ. Đám cướp chửi thầm xui xẻo, tưởng đâu bắt được dê béo ai ngờ đạp đinh. Cướp sắc, cái này thì ngươi hãy dịu dàng chút. Lão nương có thể cho ngươi cướp một lần. Tu Hoa Thập Tam Nương ưỡn ngực rất là sảng khoát, suýt nói ba chữ, mau đến đây. Phong Phi Vân nói, cướp xác thì sau này tính, bây giờ ta muốn gặp đại đương gia của các người. Nhị đương gia, Tu Hoa Thập Tam Nương liếc nhau, biểu tình nghiêm túc gật đầu. Nhị đương gia dẫn Phong Phi Vân, Diêu Cát đến chỗ đại đương gia bế quan. Đây là một động phủ sâu trong núi to, mỗi một tảng đá dưới đất dính yêu tính. Khí lưu trong không khí lạnh lẽo âm trầm. Tu sĩ không đến cự phách cảnh đến chỗ này không chừng sẽ bị yêu khí ảnh hưởng, rối loạn thần kinh. Phong Phi Vân gật gù, hắn đã đoán đúng, đại đương gia rất có thể là yêu nhân cái thế. Nam Cung Hồng Nhan từng nói nàng biết gom đủ năm thần y có thể vô địch thiên hạ vì được một vị cao nhân trong Nam Thái Phủ chỉ điểm. Khi ấy tuyệt sắc lâu ở Phong Hỏa Liên Thành, nơi cách Phong Hỏa Liên Thành gần nhất là Hoàng Phong Lĩnh. Phong Phi Vân cho rằng người chỉ điểm Nam Cung Hồng Nhan là đại đương gia của Hoàng Phong Lĩnh. Dù biết mấy chuyện này thì Phong Phi Vân không hứng thú gì với đại đương gia, mãi khi hợp năm thần y thành áp gia phượng vảy rồng, Phong Phi Vân bắt đầu cảm thấy sự việc không bình thường. Gia phượng là gia của Phong Phi Vân, có thể đại đương gia có liên quan đến hắn. Nhị đương gia vác búa to ra khỏi động phủ, ánh mắt kỳ lạ nói. Đại đương gia đồng ý tiếp kiến các ngươi, lạ thật. Không ngờ lão già kia đồng ý gặp các ngươi. Phong Phi Vân, Diêu Cát đi vào động phủ, cảm giác khí lưu lạnh lẽo tuôn ra ngoài, đâm rát ra. Diêu Cát lấy Thiên Nhất Thánh Bình ra, hết sức cẩn thận nói. Không ngờ chỗ này giấu một cường giả, tu vi không tầm thường. Phong Phi Vân cũng cẩn thận hơn, không dám khinh thường. Hai người đi tới tận cùng động phủ, nhìn một lão nhân ngồi xếp bằng trên cổ đài màu đen. Sau lưng lão nhân có ảo ảnh con hồng loan. Yêu khí khiếp người. Phong Phi Vân ngẩn ngơ nhìn lão nhân, rất kinh ngạc. Lão nhân ngồi trên đài cổ màu đen đứng dậy, chậm rãi bước xuống, đi tới trước mặt Phong Phi Vân, khom lưng vái chào. Ha 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 ha, thiếu gia,
rốt cuộc lại gặp thiếu gia. Thật lâu sau Phong Phi Vân bình ổn nỗi lòng, thở hắt ra. Lưu gia gia, người là yêu nhân cái thế. Lão nhân đứng trước mặt Phong Phi Vân từng là lão quản gia Phong Phủ Linh Châu Thành, đi theo mẫu thân của Phong Phi Vân gả vào Phong Phủ. Lão quản gia nuôi Phong Phi Vân từ nhỏ đến lớn, xem như người thân. Diêu Cát đứng một bên, đôi khi nhìn Phong Phi Vân, lại ngó lão nhân đối diện, nàng không hiểu ra sao. Phong Phi Vân nói, ta sớm nên nghĩ ra, mẫu thân là yêu tộc thì Lưu Gia Gia sẽ không là nhân loại. Lưu quản gia hiền hòa vuốt vai Phong Phi Vân, nói. Yêu nhân cái thế chỉ để che giấu tai mắt người, dù gì đây là vương triều nhân loại. Nếu xuất hiện nhiều yêu tộc thì cường giả trong nhân loại sẽ điều tra, chuyện này không có lợi cho thiếu gia trưởng thành. Khi Lưu quản gia nói chuyện không né tránh Diêu Cát, đã xem nàng là con dâu Phong gia. Phong Phi Vân không kiềm nén lòng tò mò nổi, hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẫu thân đi đâu? Phụ thân đâu rồi? Lưu quản gia trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói. Chuyện này khó nói hết trong vài lời. Tiểu thư đã trở về trí tuế giới, nếu không có gì ngoài ý muốn chắc lão gia cũng đến trí tuế giới. Lão nô ở lại thần tấn vương triều vì bảo vệ thiếu gia trưởng thành. Trí tuế giới là đại giới đỉnh cao trong yêu tộc. Như Mạc Giao Giao đến từ đại la giới cũng là một giới trong yêu tộc, nhưng đại la giới nhỏ hơn trí tuế giới rất nhiều. Cái gọi là đại la giới, trí tuế giới tức là hai khu vực khác nhau trên đại lục, thuộc lãnh địa yêu tộc, không phải một giới đơn độc. Chỉ vì phạm vi mênh mông nên phân chia khu vực khác nhau là các đại giới. Như thần tấn vương triều bây giờ, hay trung ương vương triều thứ 6, 3000 vương triều phụ thuộc bị nhân loại gộp thành một giới, gọi là đệ lục giới. Phong Phi Vân hiểu rõ các đại giới của yêu tộc, cũng biết trí tuế giới có ý nghĩa gì. Phong Phi Vân nói, ta có một chuyện muốn xác nhận với Lưu Gia Gia, không biết Lưu Gia Gia có quen Nam Cung Hồng Nhan không? Lưu quản gia trầm ngâm giây lát, gật gật đầu cười. Đương nhiên lão nô quen thai trụ tử Tuyệt Sắc Lâu. Sau khi lão nô và thiếu gia chia tay thì lão nô đến tìm nàng. Cô nương kia không tệ, tâm tính cứng cỏi, ra tay vô tình, rất thích hợp làm nàng dâu của Phong gia. Có lẽ tương lai nàng sẽ là trợ lực cho thiếu gia. Phải rồi, tự tay ta giao Hồng Loan Hỏa Thường cho nàng. Thiếu gia đừng trách Lưu gia gia nhiều chuyện, chúng ta là yêu tộc đỉnh cao, năng lực sinh dục rất thầm. Lưu gia gia phải tìm nhiều nữ nhân cho thiếu gia để sinh sản hậu đại, đây là chuyện tiểu thư cố ý dặn dò lão nô trước khi rời đi. Phong Phi Vân lau mồ hôi trán, nói tiếp. Điều ta muốn biết là làm sao Lưu Gia Gia biết gom đủ 5 thần y có thể phát huy ra lực lượng siêu phàm. Phong Phi Vân không nói cho Lưu Quản Gia biết Nam Cung Hồng Nhan đã chết. Lưu Quản Gia trả lời. Đây là tiểu thư căn dặn, lão nô không rõ ẩn ý trong đó. Cảm xúc Phong Phi Vân dao động mãnh liệt. Không thể nào, sao có thể như vậy? Phong Phi Vân biết rõ 5 thần y hợp nhất là áo da phượng vảy rồng, da phượng dùng lớp da kiếp trước của hắn. Tại sao tấm da này rơi vào thần tấn vương triều? Tại sao mẫu thân biết gộp 5 thần y lại có thể phát huy ra lực lượng siêu phàm? Chẳng lẽ mẫu thân và Thủy Nguyệt Đình có quan hệ gì? Không, không, không thể nào, hai người đó không thể quen biết nhau. Đây là trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Bên ngoài thần đô, mặt đất vạn dặm bị máu nhuộm đỏ, xương trắng đầy đất, máu chảy vào tấn hà, nước sông biến thành máu loãng. Tốc độ quá mau. Hoàn toàn không đuổi kịp. Long La Phù từ trên trời giáng xuống bên bờ Tấn Hà, nhìn hướng nam. Long La Phù hoàn toàn mất cảm ứng Phong Phi Vân và Diêu Cát. Hai người đã bay ra khỏi thần thức của Long La Phù. Quá nhanh. Ánh mắt Long La Phù trầm trọng, phức tạp, đột nhiên cảm nhận sau lưng có khí thế khiến người sợ hãi. Long La Phù vụt xoay người lại, đầu ngón tay bắn ra khí lưu hình rồng vàng. Khí lưu như thần long thật sự phát ra tiếng rồng gầm chói tai. Bùm! Thái vi nữ thần đứng bên bờ Tấn Hà, phất tay áo đánh tan thần long thành khói vàng. Long La Phù nhìn rõ ràng ai đứng sau lưng mình thì hết hồn, vội khom người, cúi đầu. Mới rồi không biết nữ đế giáng lâm, đã vô lễ, mong nữ đế tha tội. Long La Phù biết người trước mắt là nữ đế Long Khương Linh Cường giả số một hoàng tộc, nhưng nàng chỉ cúi đầu chứ không quỳ xuống. Bởi vì bây giờ Long La Phù cũng là tấn đế, đế vương không quỳ bất cứ người nào. Thái Vi đứng bên bờ Tấn Hà, áo trắng không dính bụi trần, hà quanh vần quanh người, thanh tú mà kiêu ngạo. Tấn đế,
ngươi không tọa trấn trong thần đô, chỉ huy chiến tranh sao? Đuổi theo Phong Phi Vân làm gì? Long La Phù cắn môi nói. Thần đô đang đại chiến hừng hực khí thế, Phong Phi Vân, Diêu Cát rút khỏi chiến trường. Ta cảm thấy hai người này có gì lạ nên muốn đuổi theo tìm hiểu. Thái Vi gật đầu, đôi mắt trí tuệ như hai ngôi sao sâu thẳm, khóe môi cong lên. Thái Vi đột nhiên xuất hiện trước mặt Long La Phù, chộp tay nàng, nhấn cổ tay bắt mạch. Long La Phù vụt ngẩng đầu, lần đầu tiên trong lòng kinh hoàng, quỳ xuống đất. Biểu tình Thái Vi ngày càng lạnh, thả tay Long La Phù ra. Ngươi có biết thân phận của mình là gì không? Long La Phù siết chặt ngón tay. Biết, Tấn Đế đương triều. Thái Vi nói. Biết mình là Tấn Đế mà còn quỳ. Người làm đế không quỳ trời, không quỳ đất, không quỳ người. Ngươi làm ta quá thất vọng. Long La Phù chậm rãi đứng dậy. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Hai nữ nhân ưu tú nhất hoàng tộc, hai đế vương không cùng thời đại bây giờ cùng đứng bên bờ Tấn Hà. Thật lâu sau Thái Vi hỏi. Nghiệt chủng trong bụng ngươi là của ai? Long La Phù im lặng, mắt nhìn hướng nam. Thái Vi siết chặt nắm tay, lạnh nhạt nói. Phong Phi Vân. Long La Phù không phủ nhận. Thái Vi hít sâu, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo nở nụ cười lạnh băng. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tấn Đế thần Tấn Vương triều bị nhi tử của yêu ma làm lớn bụng, chính ngươi mất mặt hay làm hoàng tộc mất mặt? Long La Phù lặng im. Thái Vi kiềm chế lòng tức giận, nếu không phải hoàng tộc bây giờ nguyên khí đại thương, thần Tấn Vương triều bị đào rỗng thì nàng đã phế Long La Phù, nâng đỡ Tấn Đế khác lên. Hiện giờ Thái Vi không thể làm chuyện này. Thái Vi nhắm mắt lại, rèm mi dài, đường ưng yêu mỹ. Bao lâu rồi? Long La Phù vuốt bụng, môi mấp máy. Gần 2 tháng. 2 tháng, khi đó ta ở trong đế cung. Phong Phi Vân ơi quý tâm nô, thật lợi hại, thành công ngay trước mắt ta. Thái Vi lạnh lùng cười. Luyện hóa, để nó chết trong bụng. Đã thử, không luyện hóa được. Lúc Long La Phù biết Tầm Ình mang thai thì lòng rất khủng hoảng, bất an. Long La Phù biết Phong Phi Vân và nữ đế có mối thù không xóa nhòa được, nếu bị Long Khương Linh biết chuyện không chỉ hắn chết mà nàng cũng chịu liên lụy. Suy nghĩ đầu tiên của Long La Phù là luyện hóa thai nhi chưa thành hình. Nhưng thai nhi như thần thai, Long La Phù không cách nào luyện hóa nó, nàng thử rất nhiều cách mà không được. Thời gian càng dài, Long La Phù dần không nỡ xuống tay. Long La Phù cảm nhận sinh mệnh từ thai nhi, cảm giác nó có cảm xúc riêng. Long La Phù lưu luyến, ngày càng không nỡ. Nhưng Long La Phù biết thời gian lâu sẽ không che giấu được. Khi Long La Phù gặp Phong Phi Vân, nàng rất muốn nói cho hắn biết, hỏi hắn cách giải quyết. Nhưng khi đó nữ đế cũng có mặt, Long La Phù không làm được gì. Lúc Phong Phi Vân, Diêu Cát rời khỏi chiến trường, Long La Phù quyết định đuổi theo. Không ngờ cuối cùng vẫn bị nữ đế phát hiện. Không luyện hóa được, hay ngươi không nỡ? Thái Vi vươn tay ra, bàn tay ngưng tụ thần quang rực rỡ ấn bụng Long La Phù, ánh sáng bao phủ toàn thân nàng. Thái Vi đích thân ra tay luyện hóa nghiệt chủng của Phong Phi Vân. Lực lượng của Thái Vi rất mạnh, Tà Hoàng còn bị nàng đánh bại. Trên mảnh đất này ít có ai áp chế nàng được. Long La Phù không muốn chút nào, nhưng tu vi cách Thái Vi quá lớn, không chống cự nổi. Long La Phù trơ mắt nhìn đứa con chết trong bụng mình. Bụng Long La Phù lóe ánh sáng tím như ngọn lửa màu tím đốt cháy, phá tan lực lượng của Thái Vi. Ánh sáng tím từ phần bụng lan tràn rồi bao phủ toàn thân Long La Phù, ngăn cách lực lượng của Thái Vi. Loáng thoáng thấy trong ánh sáng tím có chiếc thuyền nhỏ trôi nổi. Thuyền nhỏ rất thần dị, tựa như miếng lá cây, bên trên có cái thiêm mơ hồ tỏa sáng, hỗn độn không thấy rõ hình dạng. Long La Phù, Thái Vi giật mình, không ngờ nhìn thấy cảnh quái dị này. Rất nhanh tử khí quay trở về thân thể Long La Phù, biến mất. Thái Vi thẫn thờ thật lâu. Hay thật sự là thần thai? Long La Phù vuốt bụng mình, biểu tình vui sướng. Ta hắn thai nhi 6 một thần khí, chỉ có thần thai mới có thần khí. Nhưng rất nhanh Long La Phù giấu đi nét vui sướng, sợ bị Thái Vi nhìn thấy. Thái Vi suy tư thật lâu, nhìn Long La Phù lại ngó chân trời, tròng mắt xoay tròn. Cuối cùng Thái Vi cười nói. Nếu ngươi đã dựng dục thần thai là may mắn lớn cho hoàng tộc, dấu hiệu thần Tấn Vương triều phồn vinh hưng thịnh chưa từng có. Thái Vi biến sắc mặt quá mau. Long La Phù hỏi. Ý của nữ đế là sao? Hà quang vòng quanh lão nô Thái Vi,
ngực to, đường cong yểu điệu. Hôm nay hoàng tộc đại phá các đại thế lực thảo phạt, nhưng nguyên khí đại thương, thần tấn vương triều khó vững vàng. Thần thai xuất thế là dấu hiệu thiên hạ hưng thịnh, đây là ý trời. Quần hùng trong thiên hạ có ai dám không cúi đầu. Long La Phù lá nữ nhân thông minh tuyệt định, rất nhanh hiểu ý Thái Vi. Long La Phù hỏi. Nữ đế định truyền tin này ra. Thái Vi nhìn chân trời, khóe môi cong lên. Nếu truyền tin ra thì người trong thiên hạ biết nữ đế chưa cưới đã mang thai, hoàng tộc mất hết mặt mũi. Nhưng có thể lộ ra tiếng gió, không tỏ rõ người mang thai là tấn đế. Long La Phù cảm thấy suy nghĩ của nữ đế không đơn giản, chắc chắn Long Khương Linh có mục đích khác. Thái Vi nói, thuận tiện cho Phong Phi Vân biết tin này, để ta xem hắn chạy đi đâu được. Long La Phù lộ biểu tình quả nhiên là vậy. Nam Thái Phủ, Hoàng Phong Lĩnh. Lúc này Phong Phi Vân còn rất giật mình vì tin tức Lưu Quản gia cung cấp. Phong Phi Vân không nghĩ ra lý do, cũng không tiện thổ lộ với Lưu Quản gia. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Xem ra phải chờ cơ hội gặp mẫu thân hoặc Thủy Nguyệt Đình thì sự thật mới sáng tỏ. Hy vọng chỉ là trùng hợp. Phong Phi Vân hỏi. Lưu Gia Gia, muốn rời khỏi mảnh đất này trừ đi thần linh cung cổ trận đài ra có con đường nào khác không? Lưu Quản gia trả lời. Lúc tiểu thư đi từng thấy một tòa huyền cực cổ trận đài bên ngoài Ngọc Lâu Quan, thiếu nữ đi thông Tây Tiên Cảnh, địa cảnh biên giới Trung Ương Vương Triều thứ 6. Tây Tiên Cảnh có trùng động có thể đi biên giới yêu tộc. Rất nhanh Lưu Quản gia bổ sung thêm. Nhưng tiểu thư có dặn là hy vọng thiếu gia rèn luyện trong quốc gia nhân loại, trước khi đến vũ hóa cảnh tốt nhất đừng đi trí tuế giới, nếu không sẽ gặp tai nạn. Thậm chí tu luyện đến vũ hóa cảnh cũng đừng đi. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi. Tại sao? Lưu Quản gia ngần ngừ thật lâu. Tiểu thư không nói kỹ nhưng chắc liên quan trong tộc. Lưu Quản gia không nói thật, lý do thật sự vì người và yêu khác lối. Từ xưa đến nay bán yêu không vượt qua vũ hóa cảnh được. Dù ưu tú trong thiên mệnh cảnh bao nhiêu, cuối cùng sẽ bị kẹt chết dưới vũ hóa cảnh. Chính vì lý do này mà yêu tộc cường đại không cho phép hậu đại kết hợp với nhân loại, không có kết quả tốt. Lưu Quản gia sợ đả kích niềm tin tu luyện của Phong Phi Vân nên không nói thật ra. Nếu Phong Phi Vân có tư chất nghịch thiên vượt qua bình chướng vũ hóa cảnh thì sẽ phá vỡ nguyền rủa người và yêu khác lối. Hắn quay về trí tuế giới, trong tộc không ai dám phản đối. Phong Phi Vân không hỏi tiếp, hắn biết nguyền rủa, bán yêu không thể đến vũ hóa cảnh. Mẫu thân dùng vũ hóa cảnh làm điều kiện cho Phong Phi Vân trở về trí tuế giới thì chắc liên quan đến nguyền rủa này, trong trí tuế giới còn khiêu chiến rất lớn, cực hạn đang chờ đợi hắn. Phong Phi Vân tin, người và yêu khác lối, kiếp trước hắn bị Thủy Nguyệt Đình chém chết là minh chứng cho điều đó. Nhưng Phong Phi Vân không tin nguyền rủa, bán yêu không thể đến vũ hóa cảnh. Người ta không làm được là vì bọn họ không đủ mạnh. Chỉ còn một tháng giao ước với nữ ma. Diêu Cát khó hiểu hỏi. Chúng ta rời khỏi thần tấn vương triều là xong, cần gì thực hiện lời hứa với nàng ta? Phong Phi Vân, Diêu Cát rời khỏi Hoàng Phong Lĩnh, đi thi thành chỗ của Tiêu Nặc Lan. Lưu Quản gia đã rời khỏi thần tấn vương triều, trở về trí tuế giới. Tu vi của Phong Phi Vân bây giờ không cần Lưu Quản gia bảo vệ nữa, lão cần chạy về báo cáo tình huống bên này. Phong Phi Vân trả lời. Diêm Vương trong Thiên Nhất Thánh Bình là rắc rối lớn, mang theo bên người thì chúng ta đi đến đâu một nửa tà thi Diêm Vương sẽ tìm đến. Trước hết giải quyết Diêm Vương đã. Thứ hai, lai lịch nữ ma không tầm thường, từng là cường giả vũ hóa cảnh. Trong nhân loại nữ ma xem như siêu bá chủ. Bây giờ chúng ta đi Trung Ương Vương Triều thứ 6 lạ nước lạ cái, hai ta là tiểu nhân vật, nên tìm một chỗ dựa che chở mình. Diêu Cát nói. Nhưng nữ ma đã chết, dù trước kia nàng mạnh cách mấy chưa chắc có người nể mặt. Tu tiên giới là như thế đấy, mọi chuyện nói bằng thực lực. Trước kia tu vi của ngươi lợi hại cách mây nếu rơi xuống thần đàn thì người đi trà lạnh, rất có thể bị bằng hữu hãm hại, ám toán. Đây là chuyện bình thường. Phong Phi Vân nói. Nếu nữ ma hoàn thành thi biến lần thứ 5 thì sẽ có người nể mặt. Thi biến lần thứ 5. Diêu Cát là mẫu của âm giới, nàng biết điều này có ý nghĩa gì? Diêu Cát lắc đầu, nói. Không thể nào, tài nguyên trên mảnh đất thần tấn vương triều không đủ hoàn thành thi biến lần thứ 5, trừ phi nàng có được long linh thạch của hoàng tộc còn một chút cơ may. Phong Phi Vân cười nói. Thật ra nữ ma có một khối linh thạch phẩm cấp càng cao hơn long linh thạch. Diêu Cát hút ngụm khí lạnh,
trong thần tấn vương triều có linh thạch phẩm cấp càng cao hơn long linh thạch. Thật khó tin. Nếu Phong Phi Vân nói thật thì Tiêu Nặc Lan có khả năng hoàn thành thi biến lần thứ 5. Phong Phi Vân, Diêu Cát vào thi thành, gặp mặt Tiêu Nặc Lan. Nữ ma bắt đầu bế quan tu luyện, hai người ở trong thi thành. Mang nàng đi một nơi. Phong Phi Vân mở cánh cửa thiên quốc, mang Diêu Cát vào trong. Diêu Cát thấy rộng biết nhiều nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình. Dưới lòng đất có một linh mạch 10 vạn dặm, cái này ngang ngửa với long mạch. Cái này mới chỉ là một linh mạch chi nhánh. Phong Phi Vân kêu một con chim tới, hai người ngồi trên cánh chim du lịch sông núi, rất thoải mái vui sướng. Diêu Cát khuếch tán thần thức nhưng không dò xét được tận cùng thế giới, giật mình kêu lên. Chẳng lẽ chỗ này là bí cảnh cao cấp? Phong Phi Vân gật đầu, nói. Đã bắt đầu diễn biến hướng tiểu thiên thế giới. Một khi sinh ra thế giới chi tâm sẽ biến thành tiểu thiên thế giới độc lập, có trời trăng sao, có ngày đêm thay đổi. Có nước và không khí, có thể sinh ra sinh mệnh và linh khí. Diêu Cát tự hào mình thấy rộng biết nhiều nhưng lúc này nàng mới biết ở trước mặt Phong Phi Vân thì nàng chỉ là đứa con nít ngơ ngác. Diêu Cát cười nói, nếu nữ ma vào đây có lẽ sẽ lợi dụng tài nguyên này thăng cấp lên thì biến lần thứ 5. Phong Phi Vân từ chối ngay. Đây là mảnh đất bình yên, tuyệt đối không thể để nữ ma vào, sát khí của nàng ấy quá nặng. Phong Phi Vân lặp lại lần nữa. Tuyệt đối không cho nữ ma vào thế giới này. Diêu Cát gật đầu, nói. Đúng là mảnh đất bình yên. Diêu Cát tựa vào ngực Phong Phi Vân. Đột nhiên một thanh âm từ đảo biển bên dưới vang lên. Cứu mạng, chết người. Các ngươi dám, ta là huynh đệ của lão đại các ngươi, là huynh đệ ruột. Đừng, có gì từ từ bàn lại. Thật sự, ta thật sự là huynh đệ ruột của lão đại các ngươi. Phong Phi Vân nhíu mày. Mới rồi hắn nói với Diêu Cát đây là mảnh đất bình yên nhưng bây giờ xảy ra chuyện lộn xộn. Từ khi nào thiên quốc trở nên hỗn độn, sắp mất mạng người. Mao Ô Quy thò đầu ra khỏi mai rùa, mắt nhập nhèm xoe tròn, chậm rãi nói. Hình như là giọng của ba tay. Con chim đáp xuống đảo biển, Phong Phi Vân từ xa thấy hai con cọp đứng thẳng, vai nâng khúc gỗ, bên trên cột xích sắt, trên xích sắt treo cái lồng sắt. Tất Ninh Soái bị nhốt trong lồng. Hai tay trói sau lưng, chân cũng bị từng vòng xích sắt trói lại, gã vùng vẫy trong lồng. Tất Ninh Soái gào khóc. Cứu mạng, có ai cứu ta không? Cọp ăn thịt người, sắp chết người. Con cọp đi đằng trước cổ đeo hạt châu Phật, quay đầu lại, mắt hổ to như cái chuông chừng Tất Ninh Soái. Con cọp lắc đầu, khẽ thở dài. A-di-đà Phật, bổn tọa ăn chay, không ăn mặn. Giọng Tất Ninh Soái như con vịt. Ngươi lừa ai? Cọp không ăn thịt chẳng lẽ ăn cỏ? Hai con cọp bỗng dừng lại, ném khúc gỗ xuống. Con cọp đi đằng trước thật sự giật một gốc cỏ xanh biếc ven đường bỏ vào miệng nhai, nuốt xuống, chắp hai tay niệm Phật. A-di-đà Phật! Tất Ninh Soái ngây người. Hai con cọp lại nâng khúc gỗ lên đi tới bờ biển, dừng lại. Tất Ninh Soái la lên. Các ngươi định làm gì? Hai con cọp ngồi khoanh chân bên bờ biển, đọc kinh văn. Tất Ninh Soái càng sốt ruột hơn. Hay các người muốn dìm chết tiểu gia trong biển? Khốn kiếp, các người muốn gì? Dìm lồng heo sao? Lão tử không yêu đương vụng trộm với quả phụ, các người dựa vào cái gì làm như vậy? Rồi rồi, ta thừa nhận là có nghĩ đến nhưng chỉ tưởng tượng, không làm thật. Hai con cọp vẫn đọc kinh. Tất Ninh Soái nói tiếp. Các ngươi là người tu Phật, dìm chết ta trong biển là phạm sát giới. Hai con cọp đọc kinh xong. Một con cọp nói, phạm sát giới là giết người tốt, chúng ta bỏ ngươi vào biển là để nước biển tịnh hóa ác khí trên người của ngươi, cho ngươi sớm rời khỏi thế giới xoay vần ngơ ngẩn này tiến vào luân hồi, kiếp sau làm người tốt. Tiến nó, người tu Phật giỏi lý luận vậy, các ngươi không thể làm như thế. Mặt Tất Ninh Soái trướng đỏ. Nếu các ngươi dìm chết ta trong nước biển thì kiếp sau ta sẽ làm kẻ cùng hung cực ác ăn hết con cọp, tức chết các ngươi. Hai con cọp nhìn nhau. Nâng lồng sắt lên lắc lư trong không khí. Một con cọp nói. Vừa rồi chúng ta đã niệm kinh siêu độ vãng sinh cho ngươi, kiếp sau chắc chắn ngươi sẽ là người tốt. Chúng ta không buông bỏ cứu ngươi, ngươi cũng đừng buông thả chính mình. Tất Ninh Soái tức hộc máu. Phụt! Phong Phi Vân, Mao Ô Quy cười đau bụng, cái tên ba tay này chưa từng chịu thiệt như thế. Phong Phi Vân lên tiếng ngăn hai con cọp lại, để chúng nó ném Tất Ninh Soái vào biển thì khó vớt lên. Hai con cọp hành lễ với Phong Phi Vân.
Hổ chí kính chào Kim Tàm Tử tôn giả. Hổ tuệ kính chào Kim Tàm Tử tôn giả. Tất Ninh soái thấy Phong Phi Vân đến thì kích động nước mắt lưng tròng, gào rách cổ họng. Phong, rốt cuộc ngươi đã đến, ta nhớ ngươi muốn chết. Phong Phi Vân dùng mình, may mắn hàng này bị nhốt trong lồng, nếu thả Tất Ninh soái ra không chừng sẽ lao lên ôm hắn. Phong Phi Vân hỏi, chuyện gì xảy ra? Tất Ninh soái bảo, ta vô tội, ta vô tội. Hổ chí đáp, Tất thí chủ làm sằng làm bậy trong thiên quốc, phá ba miếu cổ, cướp sạch. Ác liệt nhất là Lộc Sư Nương mang thai 5 năm 8 tháng rốt cuộc sinh ra một bé gái. Phong Phi Vân nét mặt xa sầm nói. Hắn làm gì bé gái? Đứa bé không sao, nhưng hắn thừa dịp thân thể Lộc Sư Nương yếu ớt lẻn vào động phủ làm Lộc Sư Nương. Cái gì? Phong Phi Vân giật mình suýt rớt cằm, cổ họng khô khốc. Tất Ninh soái ơi Tất Ninh soái, không ngờ ngươi làm chuyện như thế, mặt người dạ thú. Mao Ô Quy lắc dầu than thở chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mao Ô Quy vươn móng vuốt trắng chỉ vào Tất Ninh soái. Ngươi thật là, ta không biết nên nói gì với ngươi nữa, ai? Tất Ninh soái gào to an uổng. Các ngươi biết gì, Lộc Sư Nương của chúng nó là con xích lộc tu luyện 2000 năm. Mao Ô Quy nghiến răng, giận dữ nói. Chết tiệt, lão phu luôn cho rằng chỉ có Phong Phi Vân mới háo sắc không sợ trời đất. Ai ngờ khẩu vị của ngươi còn nặng hơn, không tha một con lộc cái. Thừa dịp nàng mới sinh lộc con làm ra chuyện không bằng cấm thú đó. Ngươi, ngươi thật khiến rùa giận dữ. Tất Ninh soái tức hộc máu. Lão tử chỉ nặn 3 bình sữa hưu, đây là sữa của vương giả linh thú, giá trị sánh ngang với vô thượng linh dược. Phong Phi Vân, Mao Ô Quy sửng sốt nhìn nhau. Hóa ra là trộm sữa. Chứ các ngươi nghĩ còn gì nữa? Hổ chí tức giận nói. Đúng vậy, là trộm sữa, trộm 3 bình lớn. Khi chúng ta bắt hắn thì hắn đang hút núm của Lộc Sư Nương. Đáng thương Lộc Sư Nương anh hùng cả đời lại mất sữa nhũ, sau này tiểu sư tỷ phải làm sao? Tiểu sư tỷ ăn cái gì sống? Phong Phi Vân, Mao Ô Quy lau mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ đã quên 2 con cọp là linh thú, Lộc Sư Nương, tiểu sư tỷ của chúng đương nhiên cũng là thú tu. Chỉ trách cái tên 3 tay kỳ lạ, đi trộm sữa của người ta. Cuối cùng Phong Phi Vân điều đình, Tất Ninh soái lưu luyến giao nộp 3 bình sữa linh thú. 2 con cọp nể mặt Phong Phi Vân nên tha cho Tất Ninh soái. Hiện giờ Nguyên Thiên Quốc đang rầm rộ đào quặng, tất cả dị thú, linh thú tổng động viên đào mỏ, khai quật linh thạch. Cửu Châu thập nhị hải trong Thiên Quốc đều đào mỏ. Loài chim thanh ưng tộc chuyển khoáng thạch đào được vào Trung Châu, tại đây có linh thú thanh lý những khoáng thạch, đào linh thú ra khỏi khoáng thạch rồi cất đi. Hiện giờ Phong Phi Vân đến Trung Châu, chưa tới chỗ trung tâm khao ống thạch đã thấy chim to màu xanh bay tới bay lui dập trời. Có chim ưng dài vài trăm thước, cõng khoáng thạch to cỡ ngọn núi. Dưới đất có một số linh thú thân hình khổng lồ vận chuyển khoáng thạch vứt bỏ, nghe linh thú nói muốn dùng chúng lấp biển. Đó là cổ hống tu luyện 2000 năm, sánh ngang với tu sĩ cảnh giới Niết Bàn. Đó là Thanh Loan 7 đuôi, linh thú có huyết mạch thánh thú, chỉ tồn tại trong sách cổ. Diêu Cát rất giật mình khi thấy nhiều linh thú cường đại trong thiên quốc, nhiều linh thú tu vi không yếu hơn nàng. Các linh thú rất cung kính với Phong Phi Vân, thấy hắn sẽ hành lễ. Tất Ninh soái, Mao Ô Quy sớm chạy tới một núi khoáng thạch, nằm sấp trên đó. Nhiều khoáng thạch qua, nhiều đây cắt được bao nhiêu linh thú. Tất Ninh soái bản năng nhét một khối khoáng thạch vào ngực, nhưng chợt nhớ mới rồi suýt bị 2 con cọp dìm lồng heo thì dùng mình. Tất Ninh soái thấy Phong Phi Vân. Diêu Cát bước tới, gã móc khoáng thạch ra khỏi ngực, làm bộ ngắm nghía. Tất Ninh soái gật gù. Không tệ, đá tốt. Đây là thảo nguyên bao la xếp đầy núi khoáng thạch. Đưa mắt nhìn có mây ngàn khoáng thạch liên miên đến cuối trời, vô số dị thú, linh thú cẩn thận cắt linh thạch. Mọi chuyện diễn ra có trật tự. Tiểu tà ma đứng dưới một cái mỏ ra lệnh cho con báo cao hơn 30 thước. Này báo to, chuyển khối khoáng thạch to kia cho ta. Ta cảm thấy cái đó không tầm thường. Không chừng bên trong có thể cắt ra mấy chục khối linh thạch. Con báo là dị thú tu luyện 900 năm nhưng nó không hung dữ chút nào, ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu tà ma kêu nó chuyển khoáng thạch thì nó vận chuyển khoáng thạch nặng 40.000 cân đến trước mặt nàng. Đây là cục đá tràn ngập linh tính, to như ngọn núi, màu đỏ lấp lánh ánh sáng. Nó được đào từ tận cùng một cái mỏ lớn. Tiểu tà ma lấy lưỡi dao sắc bén ra.
loay hoay khoáng thạch to hơn mình gấp mấy chục lần, thi thoảng cắt chỗ này, xẻ chỗ kia, suy tư nên xuống tay từ đâu. Khoáng thạch khổng lồ nhỏ dần nhưng không cắt được khối linh thạch nào. Tiểu tà ma gãi đầu, tức giận khoáng thạch to vậy mà vô dụng, nặng mấy chục vạn cân nhưng không cắt được khối linh thạch nào, rõ ràng là chống đối nàng. Bốp! Tiểu tà ma chém một nhát cắt khoáng thạch làm đôi. Tiểu tà ma trợn to mắt nhìn, quả nhiên trong khoáng thạch kia không có linh thạch nào, tức chết người. Tiểu tà ma tức giận dậm chân. Phong Phi Vân cười bước đến gần, nói. Không phải khoáng thạch lớn thì bên trong chứa nhiều linh thạch. Hãy cẩn thận cảm ứng linh thạch bằng linh tính. Mắt tiểu tà ma sáng ngờ. Ca đến rồi. Phong Phi Vân gật đầu, nhìn khoáng, đào ra một khối khoáng thạch màu trắng to cỡ đầu người. Khoáng thạch màu trắng này đào từ một cái hầm, các linh tuyến lấp lánh như vôi tinh mỏng manh khảm trong khoáng thạch. Tiểu tà ma ngồi xuống, tay sờ khoáng thạch. Bên trong chứa linh thạch sao? Trông không giống. Có lẽ. Phong Phi Vân cười cười, lấy bảo nhẫn từ tay tiểu tà ma cắt khoáng thạch. Từng tầng vôi rơi xuống lộ ra linh vụ mông lung, càng cắt thì linh vụ toát ra càng đậm. Phong Phi Vân dừng lại không cắt tiếp, sợ làm hư linh thạch bên trong. Lách cách, lớp da đá cuối cùng rơi xuống, bên trong bắn ra thần hào chói mắt, rực rỡ như ánh mặt trời, ánh trắng làm người mù lòa. Phong Phi Vân vội bày tầng trận văn trên linh thạch. Một lúc sau ánh sáng tối dần, rụt vào trong linh thạch, linh khí không tràn ra ngoài nữa. Một khối linh thạch màu trắng to cỡ nắm tay tỏa vầng sáng nhạt lộ ra. Linh thạch mới được khai thác cần bày trận văn đơn giản lên mặt ngoài của nó, nếu không linh khí sẽ bị sói mòn. Tiểu tà ma kinh kêu. Qua, đây là một khối giới linh thạch. Tiểu tà ma nhào lên định cướp nhưng đạp trúng chướng ngại vật, té sấp xuống. Mao Ô Quy la lên. Chết tiệt, mới rồi ai đạp ta? Thật sự là giới linh thạch. Phong Phi Vân xem xét kỹ giới linh thạch, thần thức thăm dò linh thạch, phát hiện không gian bên trong lớn có thể chứa một ngọn núi. Giới linh thạch là linh thạch xếp hạng thứ 14, rất hiếm hoi, không chỉ làm đơn vị tiền còn có thể trữ vật, tu luyện. Cao tầng thần tấn vương triều sử dụng túi trữ vật tế luyện từ cho vụn giới linh thạch, nhưng không gian trong túi trữ vật chỉ to cỡ một gian phòng. Một khối giới linh thạch bằng một vạn chân diệu linh thạch. Một khối giới linh thạch là tài sản kếch xù trong thần tấn vương triều. Phong Phi Vân thấy tiểu tà ma xoay quanh mình, mắt nhìn chằm chằm giới linh thạch trong tay hắn. Hai tay tiểu tà ma xoay nắn, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Phong Phi Vân cười nói. Tiểu Khanh Khanh, tặng giới linh thạch cho nàng. Tốt! Tiểu tà ma hấp tấp chộp lấy giới linh thạch. Tất Ninh Soái, Ma Ô Quy thèm thuồng nhìn, nhanh như chớp chạy đi các đồi khoáng thạch lục tìm. Tuy giới linh thạch tương đương một vạn khối linh thạch nhưng vô dụng, vì nữ ma muốn ba loại linh thạch phẩm cấp thấp nhất, chân diệu linh thạch, ngũ cốc linh thạch, đan linh thạch. Phong Phi Vân đến trung tâm Thảo Nguyên, hỏi Long Thương Nguyệt. Cắt được bao nhiêu khối linh thạch rồi? Chuyện thu gom linh thạch phải từ tay nhân loại làm mới được, Phong Phi Vân giao việc cho Long Thương Nguyệt, mấy vị Phật tôn ngự thú trai phụ trách. Long Thương Nguyệt liếc Diêu Cát, trả lời. Mọi chuyện thuận lợi. Bây giờ đã cắt được 216 vạn ba loại linh thạch thấp nhất. Những linh thú, dị thú học kỹ xảo thu thập khoáng thạch xong tăng hiệu suất càng lúc càng cao, hầu như mỗi ngày cắt 5 vạn linh thạch. Kết quả năm ngoài dự đoán của Phong Phi Vân, hơn 200 vạn khối linh thạch, gia tộc Ngân Câu Phiệt kinh doanh mấy ngàn năm cũng không nhiều hơn con số này, ở trong thiên quốc chỉ mất 2 tháng. Đào mỏ kiếm tiền nhiều nhất. Đương nhiên cái này cũng vì linh thú nguyên thiên quốc tổng động viên, ước vạn dị thú. Linh thú cùng nhau đào quặng. Nhờ thế mà trong vòng 2 tháng thu thập 200 vạn khối linh thạch, từ đây thấy được linh thạch rất khó làm. Long Thương Nguyệt cười nói. Còn đào được một số thứ thú vị. À, Long Thương Nguyệt dẫn Phong Phi Vân vào một Phật địa, bên trong có một lão tổ linh thú Phật tu trấn thủ. Linh thú Phật tu thấy Phong Phi Vân liền đứng dậy, cúi đầu hướng hắn. Trong Phật điện đặt muôn vàn thứ quái lạ, đồ vật đào được trong lúc lấy quặng. Trong đó có một số linh thạch đẳng cấp cao như U Lan linh thạch xếp hạng 15, tổng số 1.400 khối. Giới linh thạch xếp thứ 14 tổng số 85 khối. Kim Ti linh thạch xếp hạng 13 có 12 khối. Có mấy linh thạch phẩm cấp càng cao. Những linh thạch này rất hiếm hoi, trong thần tấn vương triều vô cùng hiếm thấy, mỗi khối vô giá, có thể làm cổ giáo điên cuồng cướp đoạt. Phong Phi Vân thu hết số linh thạch này vào túi,
hắn sắp đi Trung ương Vương triều thứ 6, muốn sống thoải mái trong đó không thể thiếu linh thạch. Số lượng linh thạch chỗ này tuy ít nhưng cộng lại đáng giá hơn cả 200 vạn khối linh thạch bên ngoài. Ủa, đây là một khối thiên tinh thiết, linh tài luyện khí hiếm hoi, có thể dùng để tế luyện linh khí lục phẩm. Không ngờ có một khối to như vậy, cỡ ngàn cân. Đây là đồ tốt, Phong Phi Vân cất ngay. Tía nó, đào được hỏa viêm tinh, thứ này có thể làm linh đan bát phẩm. Phong Phi Vân cất luôn. Thiên tinh thiết, hỏa viêm tinh có lẽ không ai trong thần tấn vương triều nhận biết nhưng chắc chắn trong Trung ương vương triều thứ 6 có nhiều người muốn mua. Dù sao linh khí lục phẩm, đan dược bát phẩm không có nhiều trong Trung ương vương triều thứ 6. Phong Phi Vân còn tìm được mấy thứ khác quý giá hơn cả thiên tinh thiết, hỏa viêm tinh trong đống đồ. Trong đó có nhiều thứ hoàn toàn không có giá trị thì bị Phong Phi Vân ngó lơ. Phong Phi Vân lấy hai khối giới linh thạch tặng cho Long Thương Nguyệt, Diêu Cát. Đây là bảo bối chữ vật, hơn nữa đeo giới linh thạch trên người trợ giúp tu hành. Phong Phi Vân tặng cho Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy một khối giới linh thạch. Lại đi núi tiên chỗ ở của Nạp Lan Tuyết Tiên, định bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ lĩnh ngộ hoàn toàn bức tàm đồ thứ hai của Kim Tàm Kinh. Bức ấu tàm đồ thứ hai của Kim Tàm Kinh có 1.800.000 loại biến đổi, Phong Phi Vân tham ngộ ra hơn 1.100.000 loại. Càng tham ngộ sâu thì biến đổi của nó càng lúc càng huyền diệu. Phong Phi Vân nhờ có Phượng Hoàng Thiên Nhãn, kiếp trước cảm ngộ thiên đạo nên tốc độ tu luyện mau kinh người, hơn lẩm bẩm gấp mấy lần. Phong Phi Vân tu luyện Kim Tàm Kinh, Diêu Cát cũng luyện hóa quỷ đan trên núi tiên. Đó là 10 viên đan dược cô đọng quỷ khí của Bạch Bì Quỷ Vương, mỗi viên chứa năng lượng vô tận, giúp ích rất lớn cho Diêu Cát. Tiểu tà ma luôn nghịch ngợm cũng tìm một tòa tiên sơn phúc địa, bế quan tu luyện. Tiểu tà ma tu luyện được mấy ngày lại chuồn ra cắt khoáng thạch, gõ đánh cái này cái kia rất vui. Mao Ô Quy, Tất Ninh Soái thì mất tích. Có người thấy Mao Ô Quy, Tất Ninh Soái thừa dịp linh thú đi đào mỏ thì tai họa động phủ của chúng nó, làm rộn gà bay chó sủa. Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy suýt bị hai con cọp bắt. Nghe nói bây giờ Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy là kẻ thù chung của thiên quốc, đã trốn tới biên giới bí cảnh, đến nay chưa về. Chớp mắt 20 ngày trôi qua. 60 km Long Thương Nguyệt đến báo cáo, đã vượt mức hoàn thành 300 vạn khối linh thạch. Phong Phi Vân buộc phải xuất quan sớm. Bức ấu tàm đồ thứ hai của Kim Tàm Kinh có 1.800.000 loại biến đổi. Phong Phi Vân đã tham ngộ gần hết, chỉ thiếu chuyển hóa Kim Tàm Phật khí đệ nhất trọng trong người nâng lên đệ nhị trọng. Mới chỉ là Kim Tàm Phật khí đệ nhất trọng ngưng tụ ra Kim Tàm Phật đan sánh bằng linh đan đỉnh tứ phẩm. Nếu Kim Tàm Phật khí đệ nhất trọng chuyển thành đệ nhị trọng sẽ đến trình độ nào? Quá trình Kim Tàm Phật khí chuyển hóa rất chậm, không thể xong hết một lần, cũng không cần bế quan, bởi vì Kim Tàm Phật khí tùy thời tùy chỗ chuyển hóa. Giờ gần tham ngộ hết 1.800.000 loại biến số, không biết có thể đạt đến Niết Bàn đệ nhất trọng thiên chưa? Người Phong Phi Vân bao phủ từng tầng Phật quang thần thánh, da lấp lánh ánh sáng như ngọc phủ, giơ tay nhấc chân có tiếng Phật ngâm sướng, rất tần dị. Mắt Long Thương Nguyệt sáng ngời nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, ngây người thật lâu, cảm giác không chân thật. Khí chất khác hẳn với Phong Phi Vân mọi khi. Trong mắt Phong Phi Vân lóe tia đỏ nhạt, có chút yêu tính. Phong Phi Vân nói, kêu Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô, Diêu Cát đến đây. Rất nhanh ba nữ nhân tụ tập lại, cộng thêm Long Thương Nguyệt là 4 người. 4 nữ nhân khó hiểu ê nhìn Phong Phi Vân, không biết hắn định làm trò gì. Diêu Cát đã hoàn toàn luyện hóa 10 viên quỷ đan, tu vi tăng một bậc. Diêu Cát giấu đi âm khí, nhẹ nhàng linh động như tiên cơ mỹ quyến đi trong hồng trần. Phong Phi Vân triệu hoán dòng sông tinh hoa Phật ra trong thiên quốc, dòng sông màu vàng dài hơn 1.000 thước, ánh sáng mông lung chói mắt, mỗi giọt chứa năng lượng ghê gớm hơn cả Quỳnh Tương Ngọc Lộ trong truyền thuyết. Cái này là tinh hoa Phật khí, quý giá hơn cả linh dược vạn năm. Tại sao có nhiều vậy? Diêu Cát biết rõ giá trị của tinh hoa Phật khí, đó là khí thế vô thượng, trực tiếp tăng tu vi cho tu sĩ. Dùng tinh hoa Phật khí rèn luyện một lần không khác gì được tuyệt đỉnh cao nhân quán thông một lần. Phong Phi Vân cười nói. Đây là lực lượng tinh hoa Phật khí thiên quốc tích lũy vạn năm, các người được bao nhiêu ích lợi phải dựa vào bản lĩnh của mình. Tiểu Nô, Tâm Nô, tu vi của hai người quá thấp, chỉ có thể luyện hóa một giọt, nhớ đừng tham nhiều. Phong Phi Vân vung tay áo. Hai giọt tinh hoa Phật khí bay ra khỏi con sông vàng. Giống hai hạt linh châu vàng, Phật quang rực rỡ,
nặng vượt qua sức tưởng tượng của Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô. Tinh hoa Phật khí như hai ngọn núi đè người bọn họ. Long Thương Nguyệt, Diêu Cắt thì không khách sáo với Phong Phi Vân, bọn họ tu luyện công pháp đặc biệt, toàn dựa vào nuốt tu vi của người khác lớn mạnh, tinh hoa Phật khí thỏa mãn nhu cầu linh khí vô tận của các nàng. Tu vi của Long Thương Nguyệt vốn là đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng, giờ nàng cướp 10 giọt tinh hoa Phật khí vòng quanh thân thể như 10 ngôi sao lấp lánh, bao phủ thân hình yêu kiều xinh đẹp. 10 giọt tinh hoa Phật khí có năng lượng cực kỳ khổng lồ. Chí Tàng Đại Sư đột phá chân nhân cảnh chỉ dùng 7 giọt. Từ đó thấy được Long Thương Nguyệt tu luyện tà linh tầm bảo thuật khủng bố cỡ nào, nàng nuốt cả 10 giọt tinh hoa Phật khí, cướp đoạt điên cuồng. Công pháp tu luyện này không được phép có trong giới tu luyện nhân loại. Diêu Cắt thì càng kinh khủng, trực tiếp triệu hoán 300 giọt tinh hoa Phật khí, như ngôi sao đầy trời bao phủ nàng, thẩm thấu vào cơ thể. Ngọc thể Diêu Cắt như cái hang không đáy, tinh hoa Phật khí rơi trên làn da, thẩm thấu vào cơ thể, phát ra từng lũ hà quang màu vàng, biến mất. Dường như lực lượng 300 giọt tinh hoa Phật khí không đủ cho Diêu Cắt tu luyện. Diêu Cắt là quỷ tu, cách tu luyện duy nhất, cách tăng tu vi duy nhất của quỷ tu là cắn nuốt quỷ tu khác. Đây là kiểu tu luyện cướp đoạt. Phong Phi Vân nhìn hai nữ nhân, hung tàn, tiêu hao tinh hoa Phật khí vượt dự định ban đầu gấp đôi. Phong Phi Vân cảm thán rằng, nuôi nữ nhân cũng không dễ gì. May mắn thiên quốc tích lũy nhiều tinh hoa Phật khí, con sông vàng không ít bớt bao nhiêu. 300 giọt chỉ là một bãi nước nhỏ, không bằng 1/10 vạn con sông. Phong Phi Vân lĩnh ngộ kim tàm kinh sâu thêm mảng lớn, hắn cảm thấy có thể nhận tinh hoa Phật khí tẩy lễ. Phong Phi Vân triệu hoán 20 giọt tinh hoa Phật khí, ngồi xếp bằng trong hư không. Vận chuyển kim tàm kinh tu luyện. Tu vi trong người Phong Phi Vân liên tục chướng lớn, đan điền càng lúc càng trong suốt lấp lánh. Cơ thể Phong Phi Vân ánh vàng rực rỡ, vô số Phật âm phát ra từ người hắn như thể người hắn cô đọng thành chân thân. Máu, xương trong cơ thể Phong Phi Vân liên tục hấp thu tinh hoa Phật khí, phần xương sườn có một khối xương tỏa sáng lấp lánh, càng lúc càng có linh tính. Đốm lửa di chuyển trên khối xương. Đây là khối xương phượng thứ 9 sắp ngưng tụ. Phong Phi Vân đẩy toàn bộ lực lượng tinh hoa Phật khí hướng tới khối xương gió, định cô đọng khối xương phượng thứ 9 trước rồi lại tính đến trùng kích niết bàn cảnh. Bất tử phượng hoàng thân không chỉ luyện thể còn tăng tư chất, tu luyện ra 100 khối phượng cốt là Phong Phi Vân thăng cấp thành thiên tài truyền kỳ, bước vào hàng thiên tài đỉnh cao. Nguyên nhân loại không có mấy thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Nếu thắng cấp lên thiên tài đẳng cấp truyền kỳ chưa chắc không phá được nguyền rủa vũ hóa cảnh. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân mới tu luyện ra 8 khối xương phượng, cách mục tiêu 100 khối còn rất xa. Nếu có Dương Thần Thánh Đài thì tốt rồi. Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Phong Phi Vân rồi vụt tắt, hắn dốc sức cô đọng khối xương phượng thứ 9, đến gần thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Khối xương phượng thứ 9 ngưng luyện thành công. Cơ thể Phong Phi Vân bốc cháy. 9 khối xương phượng cô đọng thành một thể. Máu chảy ngược quay quanh 9 khối xương phượng, di chuyển theo cách khác biệt. Phong Phi Vân lại chạm đến bình chướng sinh tử, các quy tắc sinh tử di chuyển trong thân thể hắn, giống như từng luồng khói xoay nhanh. Đây là cơ hội cảnh giới Niết Bàn. Phong Phi Vân biết hắn đã đến đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng, cực độ trong tầng này, chạm đến ngưỡng cửa đại cảnh khác. Một khi bắt được chút quy tắc cảnh giới Niết Bàn mới xem như bước đầu nhìn con đường. Đến cảnh giới bán tôn chân nhân. Miễn là điều khiển được quy tắc này sẽ thuận lợi hoàn thành một lần sinh tử Niết Bàn, đi vào Niết Bàn đệ nhất trọng thiên, bước vào chân nhân cảnh. Bắt được quy tắc mới xem như bán tôn chân nhân. Khống chế quy tắc mới là chân nhân thật sự. Đối với đa số tu sĩ thì chuyện này vô cùng khó khăn. Dù sao sinh tử khó bắt giữ, cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới hoàn toàn mới. Muốn bước qua ngưỡng cửa đó khó như lên trời. Nhưng đối với Phong Phi Vân thì chuyện này không khó gì, dù sao hắn từng đến cảnh giới Niết Bàn, biết rõ cách vạn chuyển quy tắc sinh tử. Cho nên Phong Phi Vân càng dễ bắt lấy quy tắc, thuần phục quy tắc hơn lẩm bẩm. Một khi bước vào cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới Phong Phi Vân quen thuộc nhất, dù sao Phượng Hoàng sở trường nhất chính là Niết Bàn. Trong thiên mệnh đệ tam trọng ba, Phong Phi Vân hoàn toàn thả lỏng tăng vọt, mau hơn thiên tài nhân loại vừa tu luyện. Phong Phi Vân kiềm nén nỗi lòng kích động. Tập trung hết sức cảm nhận quy tắc sinh tử quanh thân. Đột nhiên 40 thần thức khuếch tán trong đầu Phong Phi Vân, biến thành bàn tay khổng lồ bắt lấy một lũ quy tắc sinh tử. Bùm! Quy tắc sinh tử rất yếu ớt, chớp mắt tan biến thành khói xương.
Lần đầu tiên bắt giữ quy tắc sinh tử, thất bại. Phong Phi Vân không nản lòng, nếu lần đầu tiên bắt quy tắc sinh tử thành công mới là lạ. Thiên kiêu nhân loại bắt ước vạn lần chưa chắc thành công. Phong Phi Vân dư giả kinh nghiệm, mỗi lần ra tay lại đến gần thành công hơn. Sau 561 lần thất bại, Phong Phi Vân thành công bao bọc một lũ quy tắc sinh tử, kéo vào linh đài não mình. Phong Phi Vân nhếch mép. Bây giờ ta xem như đẳng cấp bán tôn chân nhân, tiếp theo là chậm rãi thuần phục lũ quy tắc sinh tử này. Quy tắc sinh tử rất yếu ớt, bao gồm muôn vàn, chứa tri thức và tin tức cực kỳ phức tạp. Chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ chúng nó mới hiểu cái gì gọi là sinh tử niết bàn, sau khi trải qua tử kiếp có vốn liếng niết bàn trọng sinh. Nhiều tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng chưa hoàn toàn tham ngộ tri thức, tin tức trong quy tắc sinh tử đã tùy tiện sinh tử niết bàn, trùng kích cảnh giới niết bàn đệ nhất trọng thiên, kết quả chết trong tử kiếp, không hồi sinh được. Một lũ quy tắc sinh tử chia tri thức, tin tức mênh mông vô tận, tràn ngập nguy hiểm. Muốn tham ngộ, quen thuộc lũ quy tắc sinh tử này phải hết sức cẩn thận. Dù Phong Phi Vân nhiều lần đến cảnh giới niết bàn cũng không dám khinh thường. Phong Phi Vân không tùy tiện thuần phục lũ quy tắc sinh tử mà ẩn dưỡng nó trong linh đài não mình, khiến hơi thở của mình cảm nhiễm, đồng hóa nó. Làm như vậy dễ dàng cho sau này thuần phục quy tắc sinh tử. Hôm nay có thể bắt giữ một lũ quy tắc sinh tử đã là thu hoạch rất lớn, tu sĩ thiên tài khác tu luyện mấy trăm năm chưa chắc làm được. Cảnh giới bán tôn chân nhân vẫn thuộc về thiên mệnh đệ cửu trọng. Là cực cảnh trong thiên mệnh cảnh. Tinh hoa Phật khí trong cơ thể Phong Phi Vân lại bão hòa. Thời gian tu luyện lần này khá ngắn, chỉ mất 2 ngày. Khi Phong Phi Vân mở mắt ra, Long Thương Nguyệt, Diêu Cát còn đang chăm chỉ tu luyện. Đặc biệt trên người Diêu Cát có khí tượng khổng lồ, đó là một tòa u minh quỷ thành lơ lửng trên đầu nàng. 3 trong giọt tinh hoa Phật khí đã bị hút vào cơ thể Diêu Cát. Trong con sông màu vàng bay ra cá giọt lực lượng tinh hoa Phật khí chui vào người Diêu Cát, khiến nàng càng trong suốt, mỗi tấc da thịt như tạc bằng ngọc. Diêu Cát đứng trên biển mây, nhuộm đen tầng mây, âm khí rồi rào khuếch tán 3000 dặm. Tầng mây như quy vực vô biên, làm người ta sợ hãi. Khí thế thật mạnh. Phong Phi Vân híp mắt nhìn ngọc quang trên người Diêu Cát, không uổng là mẫu của âm giới, trước kia hắn quá xem thường yêu cơ này. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nếu không có tu vi mạnh mẽ thì không thể trấn áp Ngưu Quy Xà Thần trong âm giới. Phong Phi Vân đứng giữa sườn núi tiên, ra lệnh cho các linh thú Phật tu tụ tập lại. Lui xuống đi, nàng là bằng hữu của ta. Bởi vì quỷ khí trên người Diêu Cát đậm đặc, bao phủ 3000 dặm, kinh động nhiều linh thú Phật tu cường đại trong thiên quốc. Các linh thú Phật tu bao vây ngoài núi tiên, nếu không phải thấy Phong Phi Vân cũng tu luyện trong này thì chúng nó đã công kích Diêu Cát. Phong Phi Vân ra lệnh, đám linh thú Phật tu như thủy triều rút đi. Có một số thú còn tò mò vẫn núp ở phía xa, trợn to mắt nhìn Diêu Cát. Chúng nó chưa từng thấy loại tu luyện giả như thế này, nên khá ngạc nhiên. Đương nhiên đệ tử ngự thú trai tụ tập dưới núi tiên cũng bị kinh động. Các nữ đệ tử Phật môn ai nấy xinh đẹp tuyệt trần, mắt chớp chớp. Phu Thanh Họa đứng đằng trước nhất, biểu tình cực kỳ khó xem mắng. Lại là tình nhân của Phong Đại Ma Đầu. Chỉ là một nữ quỷ, có gì đẹp mà xem. Phu Thanh Họa nói xong bay vào áng mây. Các nữ đệ tử yêu tộc thè lưỡi, sợ Phật tôn tức giận nên không dám nhìn tiếp. Các nàng như tiên nữ giải hoa bay xuống mây, rơi vào dãy Phật điện lầu đài. Phong Phi Vân đứng trên núi tiên hét áng mây bên dưới. Này, nói ai là tình nhân? Có tin là hôm nay ta cũng biến nàng thành tình nhân của ta không? Vù 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 vù. Một luồng linh kiếm bắn ra từ áng mây như thần long trắng xẹt qua cổ Phong Phi Vân, kéo đường cong lớn trên bầu trời lại rơi vào trong mây. Má ơi! Phong Phi Vân sờ cổ, cảm giác lạnh lẽo. Nếu mới rồi Phong Phi Vân không lùi nhanh chưa biết chừng đầu sẽ chuyển nhà. Phong Phi Vân chạy đến bên tầng mây núi cao giống hướng bên dưới. Tiểu Thanh Họa sao không chừa nết nóng tính? Sau này phải ngoan. Phong Phi Vân không nói tiếp, vội thụt lùi. Lỡ chọc giận Phu Thanh Họa lao lên núi thì khó giải quyết. Phong Phi Vân nhìn tỉ muội quý gia đứng gần đó, mắt các nàng mơ màng, mới tu luyện xong. Bởi vì rèn luyện một giọt Phật khí tinh hoa khiến tu vi trong người quý tâm nô, quý tiểu nô đến cực hạn bão hòa, phục hồi bản thể. Tóc dài màu làm lấp lánh, đôi mắt trong suốt như ngọc bích, các sợi lông mi màu xanh thẫm tỏa sáng. Da quý tâm nô, quý tiểu nô trắng tinh không có chút máu, như tạc bằng mỹ ngọc.
bề mặt cơ thể các nàng có ánh sáng màu làm di chuyển. Quý tâm nô, quý tiểu nô mỹ miều, ngực căng tròn, eo thon nhỏ, giữa bụng có cái rốn đáng yêu gợi cảm, xinh đẹp động lòng người, làm người ta rất muốn đi lên ôm eo. Phong Phi Vân luôn không kiềm nén được dục vọng với nữ nhân, bây giờ trong đầu hiện lên hình ảnh trái ôm phải ấp nhưng giây sau bị hắn dùng Phật lực kim tàm kinh ức chế, đầu óc trong sáng. Là huyết mạch yêu ma trong cơ thể quấy phá. Yêu tộc ham mê. Ma tính bẩm sinh. Một số yêu tộc bản tính dâm dục, xem tình dục như nhu cầu ăn cơm của lẩm bẩm, mỗi ngày không thể thiếu, thậm chí một ngày làm mấy lần. Một số yêu tộc dường chiếu nhiều tu vi càng cao, dùng điều này làm đạo tu luyện, vẫn đi hướng căn nguyên đại đạo. Sự khác biệt giữa thú tu và yêu tu như sau tu vi của thú tu cao cỡ nào cũng không thể biến thành hình người. Yêu tu sau khi đến cảnh giới nhất định có thể biến ra hình người, sau đó tốc độ tu luyện tăng vượt bậc. Yêu và thú khác nhau về bản chất, đa số yêu cho rằng huyết mạch của mình cao hơn thú và con người, là tồn tại cao quý nhất trong thiên địa. Phong Phi Vân nhếch mép cười gian. May mắn tu luyện kim tàm kinh, nếu không đệ tử ngự thú trai trong thiên quốc nguy hiểm rồi. Quý tâm nô, quý tiểu nô liên tục thụt lùi, bị nụ cười tà ác trên mặt Phong Phi Vân hù sợ. Đừng đến đây, ngươi muốn làm gì? Phong Phi Vân sửa sang quần áo cố cứu vãn hình tượng, nặn nụ cười tự cho là thân thiện nhất. Ta chỉ muốn hỏi hai vị một câu. Quý tâm nô, quý tiểu nô vẫn cảm thấy Phong Phi Vân rất gian, đặc biệt ánh mắt hắn vừa nhìn bọn họ như sói đói nhìn hai con dê. Tuy bây giờ người Phong Phi Vân tỏa Phật quang sáng rực, thần thánh bảo tướng nhưng nhìn sao cũng như ngụy quân tử bề ngoài trang nghiêm. Quý tâm nô không có thành kiến quá sâu với Phong Phi Vân, nàng mím môi hồng, cẩn thận hỏi. Muốn hỏi cái gì? Phong Phi Vân lấy dương thần thái cực quái sau khi được Kỷ Hạo Thiên tế luyện ra. Hai thần đăng, một lam một đỏ, ẩn chứa lực lượng không gì sánh bằng. Có thể tưởng tượng một khi mở hai quái đăng này sẽ bộc phát lực lượng siêu phàm. Phong Phi Vân làm bộ dáng tiếc thương. Đây là di vật duy nhớ phụ thân các nàng để lại, mỗi người nhận một cái đi. Khi gặp nguy hiểm hãy nhỏ một giọt máu vào thần đăng, sau khi hai thần đăng hút máu của các nàng sẽ phát ra lực lượng vượt qua tu vi của hai người. Khi tu vi các người cao lên thì có thể dùng máu kêu gọi cự linh dương thần bảo vệ mình. Quý tâm nô, quý tiểu nô rất tội nghiệp, tâm tình nặng nề nhận lấy hai thần đăng. Hai nàng rất hận Kỷ Hạo Thiên nhưng dù gì là phụ thân của mình, máu mủ ruột già, tình cảm đó khó thể vứt bỏ. Phong Phi Vân thò đuôi cáo. Ta đã giao vật quý giá cho các nàng, phải chăng các nàng nên đưa ta dương thần thánh đài? Nghe vậy quý tiểu nô vốn đang buồn lập tức biến sắc mặt, cắn răng trắng nói. Tên giặc chết tiệt, còn bảo là mình không có ý xấu. Tư tưởng thật tà ác. Mặt quý tâm nô đỏ hồng, gục mặt xuống, cắn môi. Phong Phi Vân nói. Ý xấu, cái này mà kêu ý xấu. Tư tưởng tà ác chỗ nào? Ta báo thủ giúp các nàng, các người không lấy thân báo đáp thì thôi. Hiện tại ta chỉ muốn một báu vật vậy mà cũng không chịu cho. Chẳng phải lúc trước chúng ta đã giao hẹn rồi sao? Quý tiểu nô chu môi nói. Giao hẹn cái gì, chúng ta nói tặng bát thuật quyển cho ngươi, còn ngươi báo thủ giúp chúng ta, bây giờ đã thanh toán xong. Phong Phi Vân nét mặt xa sầm nói. Vậy ta tặng hai thần đăng CSO các nàng thì sao? Các nàng không biết báo đáp sao? Chỉ là dương thần thánh đài, các nàng có giữ cũng vô dụng, đưa cho ta sẽ giúp ích rất lớn. Tóc lam của quý tiểu nô bay trong gió, eo nhỏ như rắn nước. Hai thần đăng là di vật phụ thân để lại cho chúng ta. Sao tự dưng thành ngươi tặng? Phong Phi Vân khoanh tay trước ngực nhìn trời, cười nói. Hai thần đăng vốn là phụ thân cá nàng tặng cho ta, thấy các nàng không có thần binh tự bảo vệ mình nên ta mới tặng lại. Quý tâm nô, quý tiểu nô đồng thanh kêu lên. Không thể nào. Phong Phi Vân chớp mắt. Có gì không thể, phụ thân cá nàng phó tác hai nàng cho ta. Hắn tặng hai thần đăng cho ta vì chỉ có máu của hai tỷ muội mới phát huy hết uy lực thần đăng. Nếu ta muốn sử dụng thần đăng thì phải bảo vệ hai nàng suốt đời. Phụ thân các nàng thật thông minh, không yên tâm hai nàng, tìm núi dựa vững chắc như ta. Không đúng, trước khi chết hắn tính kế ta. Phong Phi Vân nói đúng, Kỷ Hạo Thiên tế luyện dương thần thái cực quái xong tặng cho hắn vì mục đích này. Dương thần thái cực quái hoàn toàn bộc phát uy lực cỡ linh khí ngũ phẩm, có thể xưng vương xưng bá trong thần tấn vương triều, nhưng đối với Phong Phi Vân chẳng gây hứng thú gì.
Ngược lại Dương Thần Thánh Đài của tỷ muội Quý gia mới khiến Phong Phi Vân động lòng nhất. Dù là vô thượng thánh linh trong truyền thuyết chưa chắc tu luyện ra Dương Thần Thánh Đài, có thể thấy nó quý giá cỡ nào. Đặt Dương Thần Thánh Đài trong Trung ương Vương Triều cũng sẽ gây sóng gió. Phong Phi Vân không chết tâm, mặc kệ dùng cách gì hắn quyết phải có được Dương Thần Thánh Đài. Loại báu vật này đừng nói là cường giả vũ hóa cảnh, dù là thánh linh cũng sẽ động tâm. Ai bỏ qua là đồ ngốc. Nếu không văn được thì dùng võ. Phong Phi Vân nhếch môi mỉm cười trong sáng, dùng khí vực cường đại tỏa định Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô. Tỷ muội Quý gia không thể nhúc nhích. Phong Phi Vân, ngươi muốn làm gì? Biểu tình Quý Tiểu Nô căng thẳng cố gắng vùng vẫy nhưng không trốn khỏi khí vực Phong Phi Vân bày bố được, như thể có vô số thần liên trói cơ thể mềm mại lại. Quý Tiểu Nô chứ có thể nói chuyện ra nàng không nhúc nhích một ngón tay được. Phong Phi Vân đã đứng trước mặt tỷ muội Quý gia. Phong Phi Vân vươn ngón tay nhẹ vuốt cần cổ trắng của Quý Tiểu Nô, ngón tay từ lỗ tai trượt xuống cổ áo, tốc độ rất chậm. Quý Tiểu Nô cảm giác người tê dại như có tia điện phát ra từ đầu ngón tay Phong Phi Vân chạy khắp người nàng. Quý Tiểu Nô mím chặt môi, lão run run, mắt nhắt tầm tịt. Quý Tâm Nô nói, Phong Phi Vân, chúng ta có thể cho ngươi Dương Thần Thánh Đài, ngươi đừng làm bậy. Phong Phi Vân rút về ngón tay luồn vào áo Quý Tiểu Nô. Tốt, Tâm Nô cô nương sảng khá oai hơn, các người muốn cái gì cứ ra giá, ta luôn rất nhân hậu. Quý Tiểu Nô la lên. Tỷ tỷ, không thể đồng ý với tên giặc này. Nàng im miệng đi. Phong Phi Vân tung cấm chế hóa đá Quý Tiểu Nô, nàng không thể nói chuyện, trong mắt xoay tròn. Quý Tâm Nô cảm giác người nhẹ nhàng, khí vực Phong Phi Vân bao phủ nàng bị rút đi. Quý Tâm Nô nhìn Quý Tiểu Nô, cắn răng, dịu dàng nói. Tiểu Nô, ta cảm thấy tuy Phong Phi Vân không phải người tốt nhưng không xem như tiểu nhân. Tặng Dương Thần Thánh Đài cho hắn còn hơn đưa cho kẻ mặt ngoài đạo mạo trang nghiêm, bên trong vì lợi lộc dám bán tất cả. Phong Phi Vân nghe sướng rơn, ưỡn ngực nói. Quý cô nương nói rất có lý, nếu các nàng giao Dương Thần Thánh Đài cho ta thì cái gì ta cũng hứa cho. Quý Tâm Nô hỏi. Thật không? Phong Phi Vân gật đầu, nói. Đương nhiên là thật, Phong Phi Vân ta nói chuyện luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, đã hứa với ai chắc chắn sẽ làm được. Gò má Quý Tâm Nô hơi hồng, nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói. Nếu ngươi cứu ta và Tiểu Nô làm thê tử thì chúng ta sẽ đưa Dương Thần Thánh Đài cho ngươi. Nếu không, dù chúng ta chết cũng quyết không giao Dương Thần Thánh Đài. A, à, Phong Phi Vân há hốc mồm, hắn chưa từng nghe yêu cầu hấp dẫn như thế. Không chỉ có Dương Thần Thánh Đài còn được hai thê tử yểu điệu. Giống như mơ, Quý Tâm Nô đang đùa sao? Phong Phi Vân vốn thầm quyết định dù Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô đòi 500 vạn linh thạch, cùng lắm đắc tội nữ ma, hắn làm liều đưa cho tỷ muội Quý gia. Miễn là chiếm được Dương Thần Thánh Đài, 500 vạn linh thạch chẳng là gì. Phong Phi Vân nằm mơ cũng không ngờ điều kiện của Quý Tâm Nô là muốn hắn cưới bọn họ, đây mà là điều kiện sao? Phải nói là tự động đưa lên cửa. Từ khi nào sức hấp dẫn của ta thăng cấp bậc, không chỉ được Dương Thần Thánh Đài còn có hai mỹ nhân tự dâng hiến. Nhưng rất nhanh Phong Phi Vân bình tĩnh lại, Quý Tâm Nô nói muốn hắn cưới bọn họ làm thê tử chứ không phải tỉ muội Quý gia lên giường với hắn. Đây là hai khái niệm khác hẳn. Nam nhân, đặc biệt là nam nhân ưu tú khó tránh khỏi sẽ gặp một số nữ nhân bị anh tư chinh phục chủ động dâng hiến. Vào lúc này miễn nữ nhân không quá xấu thì nam nhân sẽ thỏa mãn nhu cầu của nữ nhân. Nam nhân bình thường luôn thoải mái về chuyện này, rất có phong độ quý ông, không keo kiệt tinh. Hoa trong thân thể. Đương nhiên đây chỉ là tiền trao cháo múc, không có tình cảm gì, không cần chịu trách nhiệm. Một đêm hao đi không chừng nữ nhân đi còn sớm ơn ngươi. Nhưng cứu nữ nhân làm thê tử thì khác hẳn, thê tử nhãi là bầu bạn chính thức, ngươi phải chịu trách nhiệm với nàng. Nếu ngươi không thể chịu trách nhiệm thì xin đừng chạm vào nàng, dù là một ngón tay. Đối với nam nhân, nhất là nam nhân độc thân thì thành hôn nghĩa là thêm trói buộc. Phong Phi Vân là nam nhân có ý thác trách nhiệm rất mạnh, chỉ cần ôm nữ nhân, nàng đòi hắn chịu trách nhiệm thì hắn sẽ chịu. Phong Phi Vân vì Nam Cung Hồng Nhan mà, biến thân thành ma, tàn sát thiên hạ. Với Lục Ly Vi, Bạch Như Tuyết, nữ nhân không đòi Phong Phi Vân chịu trách nhiệm thì hắn cũng có sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ. Nếu là đám bá chủ tiên đạo sẽ cảm thấy Phong Phi Vân xem trọng nữ nhân quá mức, làm lỡ tu hành. Nữ nhân ở trong mắt đám bá chủ ở địa vị cao chỉ là tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp,
thích ngươi thì sờ một chút, cất chứa, cuồng vì ngươi. Nhưng tác phẩm nghệ thuật rốt cuộc chỉ là tác phẩm nghệ thuật. Bọn họ sẽ không vì tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp mà trao ra tình cảm, bọn họ dùng kim tiền tính giá trị, sẽ không để tác phẩm nghệ thuật ảnh hưởng tu hành. Ngày nào đó không thích nữa thì vứt vào xó, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Trong những gia tộc khổng lồ, đối với bá chủ thê thiếp thành đàn thì chuyện này rất bình thường. Nhưng Phong Phi Vân không phải người như thế, nên hắn không hứa với Quý Tâm Nô ngay. Biểu tình Phong Phi Vân trầm trọng hỏi. Có thể đổi điều kiện khác không? Quý Tâm Nô kiên quyết từ chối. Không được. Phong Phi Vân sờ cằm. Nhưng không có tình cảm gì. Quý Tâm Nô cắn môi nói. Vậy hết cách, nếu ngươi không cưới chúng ta làm thê tử thì dù chết chúng ta cũng sẽ không đưa Dương Thần Thánh Đài cho ngươi. Thái độ Quý Tâm Nô kiên quyết chưa từng có. Phong Phi Vân cắn răng, rất muốn đồng ý ngay, có của hơi không chiếm sẽ bị người chửi là ngu. Nhưng Phong Phi Vân vẫn không đồng ý, nhíu mày nói. Vậy cho ta, suy nghĩ một chút. Mao Ô Quy, Tất Ninh soái giáo giác chạy về, hai tên bị hai con cọp rượt theo mấy chục vạn dặm. Tất Ninh soái chạy rất dày, bốn chân Mao Ô Quy sưng như móng heo. Tất Ninh soái nghe Phong Phi Vân kể lại, bực tức nói. Cái gì? Chuyện tốt như vậy mà ngươi từ chối. Tất Ninh soái vuốt áo, nói. Hết cách, xem ra hai tỷ muội cô đơn khó nhịn, muốn tìm người chi tâm cùng bọn họ phóng túng thanh xuân. Người tốt việc tốt như vậy ta không làm thì ai làm? Tất Ninh soái anh tư hiên ngang, chính nghĩa lấm lấm, rất là tiêu sái. Nhưng Tất Ninh soái mới đi ra một bước đã té đập mặt. Tất Ninh soái chửi ầm lên. Con rùa chết tiệt. Ngươi làm ơn đừng lần nào cũng nằm trước mũi chân của ta được không? Khụ khụ, chẳng lẽ kêu lão phu nằm sau lưng ngươi? Thế thì rất mất mặt. Mao Ô Quy cảm thấy đại nhân vật nên đứng trước mặt người khác mới oai, rùa cũng không ngoại lệ. Nguồn nhảy chương. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ngươi thì thôi đi, nếu ngươi dám trêu hoa ghẹo nguyệt coi như Hồng Liên cô nương cắt cục thịt dư của ngươi xuống ném vào biển cho rùa ăn. Nói đến ăn là Mao Ô Quy phấn khởi. Mắt sáng rực hỏi. Thịt dư nào? Tất Ninh soái đá bay Mao Ô Quy. Phong Phi Vân tò mò hỏi. Nói đến thì chuyện của ngươi và Hồng Liên cô nương thế nào? Nàng thật sự là vị hôn thê của ngươi. Nhắc đến chuyện này là Tất Ninh soái tuôn một tràng. Đúng vậy, chúng ta là chỉ phúc vi hôn, ngoại công của ta chỉ định. Tất gia chúng ta và Tà gia bọn họ là đại gia tộc nổi tiếng. Sau này ta và Hồng Liên vì tư chất kinh diễm. Cùng được chọn làm việc cho một thế lực khổng lồ hơn, rồi vô tình đụng mặt, lại vô tình để nàng biết ta là vị hôn phu của nàng. Càng vô tình hơn là khi đó ta đang cùng một vị tiểu sư muội nói chuyện về lý tưởng cuộc đời, khi đó dưới ánh trăng, ngực tiểu sư tỷ đẫy đà, tay ta. Khụ khụ, không cần tả tình tiết cục thể. Phong Phi Vân ngắt ngăn Tất Ninh soái mải mê hồi tưởng, nheo mắt nói. Thì ra ngươi là tu sĩ Xâm La Điện. Tất Ninh soái hỏi lại. Ai bảo ta là tu sĩ Xâm La Điện? Phong Phi Vân nói. Thì ngươi vừa nói ngươi và Tà Hồng Liên được chọn vào làm việc trong thế lực khổng lồ. Tà Hồng Liên là điện hạ điện thứ hai Xâm La Điện, chẳng lẽ ngươi không phải người của Xâm La Điện không? Tất Ninh soái hĩnh mũi, bộ dáng lão tử rất oai. Xâm La Điện có là gì? Tất ra chúng ta tùy tiện phái một người đủ hủy diệt nó. Mao Ô Quy chậm chạp bò về, bộ dáng ung dung. Ngẫu nhiên dừng lại lắc lư nhìn xung quanh như lão nhân. Ha 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 ha, cái tên ba tày này lại khoác lác. Phong Phi Vân cười cười, không nói gì. Mặt Tất Ninh soái trướng đỏ, dậm chân nói. Các ngươi đừng không tin, nếu lão tử giải áp chế tu vi trong người đủ đại chiến 300 hiệp với Tà Hoàng. Mao Ô Quy ôm bụng cười. Thanh niên khoác lác, bệnh thần kinh tinh thần sảng khoái. Chết tiệt, ta giận rồi. Bị hai con kiến các ngươi xem thường. Tiểu gia không bày ra thân phận thì không hù các ngươi được. Tất Ninh soái sờ soạng khắp người, đưa ra một khối linh bài. Linh bài không biết tạc bằng linh thạch phẩm cấp gì, chứa năng lượng kỳ diệu. Mao Ô Quy nhảy lên cướp linh bài từ tay Tất Ninh soái, trên linh bài khắc bốn chữ chiến địa tước phủ. Mao Ô Quy nói, chiến địa tước phủ là thứ gì, cha từng nghe nói, ngươi có nghe chưa? Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói. Con kiến như chúng ta khó hiểu nổi thứ đẳng cấp cao thế này. Mao Ô Quy cảm thán rằng. Con kiến khó hiểu thế giới thiên Nga. Tất Ninh soái tức giận hộc máu.
phụt. Tất Ninh Soái giật lại lệnh bài từ tay Mao Ô Quy, cẩn thận cất trong người. Tất Ninh Soái nói, hai tên nhà quê nông cạn, dù sao sắp kết thúc rèn luyện 10 năm, khi đó các ngươi sẽ biết tiểu gia ta lợi hại cỡ nào. Tôm tép như Phong Phi Vân thì tiểu gia phất tay một cái ngã một đống. Phong Phi Vân đang cười nhưng lòng thầm kinh ngạc. Phong Phi Vân không phải loại không biết hàng, chỉ liếc khối linh bài của Tất Ninh Soái là nhìn ra nó khác bằng trùng động linh thạch. Trùng động linh thạch là loại linh thạch xếp hạng 2. Một khối trùng động linh thạch bằng 100 vạn khối chân diệu linh thạch. Trên đại lục bao la vô ngần này có vô số không gian trùng động, những không gian đó vô hình vô ảnh, chỉ có đại tầm bảo sư đẳng cấp cao mới tìm ra. Trong một số không gian trùng động có thể sinh ra một ít tinh thể ẩn chứa lực lượng linh khí và không gian. Những tinh thể này rất hiếm hoi, lơ lửng trong biển không gian. Chỉ có tầm bảo sư cường đại là khai quật chúng nó khỏi không gian trùng động được. Mỗi một khối tinh thể ẩn chứa linh khí vô cùng khổng lồ, tương đương sức chứa linh khí gấp trăm vạn lần chân diệu linh thạch. Loại tinh thể này được gọi là trùng động linh thạch. Một số gia tộc cỡ lớn nắm giữ huyền bí xuyên qua không gian, có thể bài bố tọa tố không gian trên trùng động linh thạch. Một khi đệ tử trong gia tộc gặp nguy hiểm, dẫn động tọa độ không gian trên trùng động linh thạch là được truyền tống đến cách xa mấy trăm vạn dặm, thậm chí mấy ngàn vạn dặm. Giống như có thêm linh bảo giữ mạng. Đương nhiên xuyên qua không gian tiêu hao năng lượng khổng lồ, đặc biệt bí mật ức vạn dặm. Bí mật khoảng 2, 3 lần sẽ hao hết năng lượng một khối trùng động linh thạch. Truyền tống 2, 3 lần trả giá 100 vạn khối linh thạch, tu sĩ bình thường không gánh nổi. Vì vậy người có thể đeo trùng động linh thạch đều là thân phận lớn, chỗ dựa vững chắc. Phong Phi Vân thầm nhủ. Chiến địa tước phủ. Phong Phi Vân nhớ kỹ cái tên này. Phong Phi Vân ở lại Thiên Quốc 3 ngày, Long Thương Nguyệt, Diêu Cát lần lượt tu luyện xong, đều có thu hoạch lớn. Long Thương Nguyệt nuốt 10 giọt tinh hoa Phật khí, từ đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng đến đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng, bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc cảnh giới Niết Bàn. Diêu Cát nuốt 567 giọt tinh hoa Phật khí, quỷ vụ bốc nghi ngút trên người, đỉnh đầu diễn hóa thành quỷ thành, dưới chân biến ra xương trắng, sông máu. Vì tu vi tăng vọt quá nhiều, Diêu Cát rất khó ức chế, không thể thu những khí tượng vào người. Khí thế của Diêu Cát lên đến cực điểm, tỉ muội quý gia tu vi yếu nhất bị trấn áp co do lại, đây còn là nhờ Phong Phi Vân ngăn 90% áp lực. Phong Phi Vân cũng thấy khó chịu, khí thế từ người Diêu Cát quá khủng khiếp, như quỷ vương xuất thế, sắp đốt trời rút cạn biển. Mao Ô Quy rất đắc ý. Ha 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 ha, Tất Thiên Nga, người oai lắm mà, tại sao bị khí thế của người ta đè nằm đó không bò dậy nổi. Mao Ô Quy nhìn Tất Ninh Soái nằm phịch dưới đất là nó rất vui vẻ. Mao Ô Quy không phải con rùa kiến thức hạn hẹp, nó nhìn ra được linh bài của Tất Ninh Soái không tầm thường, nhưng nó giống Phong Phi Vân, gải bộ không biết. Ai bảo cái tên ba tay này đắc ý quá, làm rùa gai mắt. Tu vi của tiểu gia bị áp chế, nếu không. Tất Ninh Soái định nói là nếu không đã đánh gục tôm tép như Tất Ninh Soái, nhưng gã ngẫm lại dù giải cấm chế tu vi cũng không đánh lại nàng. Thế là nuốt ngược lời sắp nói vào bụng. Tất Ninh Soái chửi thầm nữ nhân này biến thái, trong vùng khỉ ho cò gáy như thần tấn vương triều mà nàng tu luyện đến cảnh giới này đúng là nghịch thiên. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Chỉ biết tham lam, bây giờ bản thân cũng không ức chế nổi. Diêu Cát run rẩy, tóc dài bay lên, eo mềm như rắn nước. Diêu Cát cười nói. Quỷ tà tu luyện rất khó khăn, ai kêu chỗ người có nhiều tinh hoa Phật khí. Đương nhiên muốn một lần tu luyện đến cực hạn, ha 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 ha. Nếu không sao xứng ta đầu tư vào ngươi. Phong Phi Vân nói. Áp chế khí thế, khí tượng trên người trước đi. Ta cũng muốn, nhưng quỷ khí trong người đã chướng đến cực độ. Cảnh giới tăng quá mau, đã đến đỉnh đệ tứ kiếp quỷ tà, cần ít nhất 3 năm mới ổn định tu vi, ức chế khí tượng được. Diêu Cát chớp mắt nghịch ngợm, tuy nàng không thể áp chế quỷ khí hung mãnh trong người nhưng bộ dáng rất vui. Chỉ mấy ngày có được lực lượng sánh bằng thành quả Diêu Cát khổ tu 2000 năm. Cuộc đầu tư này bắt đầu có lời. Phong Phi Vân lòng máy động. Đỉnh đệ tứ kiếp quỷ tà, vậy tức là nàng cũng sắp độ quỷ kiếp lần thứ 5. Nghe Phong Phi Vân nói, Phong Phi Vân, Mao Ô Quy ở phía xa lòng run lên, giật mình nhìn Diêu Cát. Nếu Diêu Cát độ quỷ kiếp lần 5 thì quá giỏi. Quỷ tà đệ tứ kiếp và đệ ngũ kiếp khác nhau về bản chất, mặc dù cách có một kiếp nhưng là hai khái niệm. Quỷ tà độ qua đệ tứ kiếp có tu vi niết bàn đệ nhất trọng thiên ngay,
nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tu vi càng tiến sâu thì lực lượng quỷ tà đệ tứ kiếp càng tăng lên. Đỉnh quỷ tà đệ tứ kiếp mạnh đến cỡ nào thì không có khái niệm thống nhất. Điều này liên quan đến thiên phú, căn nguyên quỷ hồn của quỷ tà. Một số đỉnh quỷ tà đệ tứ kiếp chỉ ngang ngửa tu sĩ niết bàn đệ tam trọng thiên. Một số ít quỷ tà hiếm hoi có thiên phú cường đại, căn nguyên quỷ hồn đặc biệt có thể giết tu sĩ niết bàn đệ thất trọng thiên ngay khi còn là quỷ tà đệ tứ kiếp. Cùng là đỉnh đệ tứ kiếp nhưng sức chiến đấu khác nhau, một ở dưới đất, một trên trời. Quỷ tà đệ ngũ kiếp hoàn toàn khác hẳn. Đỉnh quỷ tà đệ tứ kiếp tối đa xưng quy vương trong thần tấn vương triều nhỏ bé, còn quỷ tà đệ ngũ kiếp thì có thể thành quỷ vương trong trung ương vương triều. Đây là sự chênh lệch. Thì tà đệ tứ biến và đệ ngũ biến cũng khác nhau. Diêu Cát trầm ngâm giây lát, lắc đầu. Rất khó nói, dù sao đến đỉnh đệ tứ kiếp rồi hiếm có quỷ tà nào sinh ra thoát biến. Sản sinh căn nguyên quỷ hồn thì tu vi sẽ vẫn tăng lên. Đương nhiên quỷ tà sinh ra căn nguyên quỷ hồn trong một vạn quỷ tà chỉ có một, khả năng không lớn. Mọi chuyện chờ ta ổn định, củng cố tu vi trong thân thể mới biết kết quả. Phong Phi Vân trầm ngâm, lục tìm trong ký ức, rất nhanh tìm ra vài thứ. Chỗ ta có một quyển quỷ hoàng bảo điển dành cho quỷ hoàng đệ lục kiếp tu luyện. Nếu nàng tu luyện quỷ hoàng bảo điển có lẽ sẽ tăng cơ hội sinh ra căn nguyên quỷ hồn. Xì, Tất Ninh Soái lăn dưới đất ôm bụng cười to. Quỷ hoàng đệ lục kiếp, lại còn quỷ hoàng bảo điển. Cười chết người, nếu ngươi có quỷ hoàng bảo điển quỷ hoàng đệ lục kiếp mới là lạ, ha 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 ha. Phong Phi Vân đá bay một cục đá vào miệng Tất Ninh Soái, chặn hỏng gã. Mắt Diêu Cát chớp chớp, không thể tin chuyện có thật. Thật, thật sự, là quỷ hoàng đệ lục kiếp để lại, quỷ hoàng bảo điển. Dù Diêu Cát là mẫu của âm giới nhưng nàng không có công pháp tu luyện nào. Trong âm giới, cách tăng tu vi duy nhất của quỷ tà là nuốt quỷ tà khác, không còn cách nào khác. Đa số quỷ tà đều cho rằng đây là cách tu luyện duy nhất của quỷ tà. Đương nhiên là có. Đầu ngón tay Phong Phi Vân ngưng tụ một luồng linh quang nhập vào người Diêu Cát. Diêu Cát chậm rãi khép mắt lại, trong đầu hiện ra quỷ văn thâm sâu như thiên thư cấm chế hiện ra trong não nàng. Khóe môi Diêu Cát cong lên, đây đúng là thần pháp quỷ tà tu luyện, huyền diệu đến cực độ. Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy thấy biểu tình của Diêu Cát thì biết có lẽ nàng được quỷ hoàng bảo điển thật. Một người một rùa giật mình, suýt rớt trong mắt. Đây là quỷ hoàng bảo điển do quỷ hoàng đệ lục kiếp truyền xuống, tại sao rơi vào tay Phong Phi Vân? Bởi vì một vị quỷ hoàng đệ lục kiếp là huynh đệ kết bái của Phượng Phi Vân, vừa là địch vừa là bạn, vừa huynh vừa đệ vừa là kẻ thù. Trước khi hai người kết nghĩa huynh đệ đều đánh đối phương bị thương nặng, hộc máu. Sau khi kết bái lại đánh tiếp. Mọi nguyên nhân chỉ vì Phượng Phi Vân nói mình sắp thành thân. Nếu là huynh đệ tốt khác sẽ mừng cho đối phương, nhưng quỷ hoàng đệ lục kiếp thì khác. Quỷ hoàng đệ lục kiếp cảm thấy Phượng Phi Vân trẻ tuổi, không nên thành thân. Huynh đệ thân cách mấy khi đã thành thân sẽ xa lạ, quan hệ không bằng trước kia. Cho dù thành thân cũng không nên cùng nhân loại hèn mọn. Điều này khiến quỷ hoàng đệ lục kiếp khó chịu. Quỷ hoàng đệ lục kiếp tuyên bố nếu Phượng Phi Vân nhất định phải thành thân với nhân loại kia thì gã sẽ giết nàng. Bởi vậy hai người từ bằng hữu tốt nhất trở thành kẻ thù, gặp mặt là đánh nhau, không đánh đối phương rụng răng thì khó chịu. Nói đến thật buồn cười. Nhưng đây là nguyên nhân quỷ hoàng đệ lục kiếp và Phượng Phi Vân thành kẻ thù. Sớm biết như thế nên nghe theo lời hắn khuyên. Phong Phi Vân lấy quỷ hoàng bảo điển ra, lòng nhớ đến huynh đệ xưa kia. Quá khứ như khói, kiếp trước như sương, buông tiếng thở dài. Phong Phi Vân lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Phong Phi Vân giao cho Diêu Cát thuật pháp có thể giấu đi hơi thở, sau đó đoàn người mang theo linh thạch ra khỏi thiên quốc, lại đến thi thành của nữ ma. Mới ra khỏi đường thiên quốc Phong Phi Vân chợt cảm giác trong thi thành có hơi thở mạnh mẽ. Phong Phi Vân dương mắt nhìn hướng phát ra hơi thở. Chính giữa thi thành dựng đứng một tòa tháp cổ cao vút, thần tính cực hạn, ánh sáng bao phủ nguyên thi thành, tựa như thần tháp từ trên trời rơi xuống. Hơi thở này, hay Tiêu Nặc Lan bứng nửa tòa tháp vạn vật tháp đến đây. Tháp cổ chọc trời không biết cao bao nhiêu vạn trượng, cao vút đâm mây, khổng lồ hơn một ngọn núi gấp trăm lần. Đám người Phong Phi Vân cách khá xa nên thấy rõ là táp, nếu đứng gần còn tưởng là Bất Chu Sơn làm bằng sắt thép. Đây là hơi thở của vô lượng tháp. Hay nữ ma đã bứng vô lượng tháp khỏi mặt đất mang về thi thành. Phong Phi Vân, tiểu tà ma, Tất Ninh Soái,
Long Thương Nguyệt từng tu hành trong Vô Lượng Tháp, rất quen thuộc hơi thở này. Hơi thở không khiếp người nhưng làm người ta từ tận đáy lòng muốn vái lại nó. Như có thánh linh đứng trước mặt. Vô Lượng Tháp trong Vạn Vật Tháp cắm ngược dưới đất, cửa tháp bên trên, đỉnh tháp bên dưới, muốn vào Vô Lượng Tháp phải đi xuống lòng đất. Bây giờ Tiêu Nặc Lan dùng đại thần thông nhổ khỏi mặt đất, dựng đứng. Có lẽ vì thời gian quá lâu hay vì quanh năm vùi dưới đất nên thân Vô Lượng Tháp loang lổ, có chỗ dính bùn đất. Bảo tháp màu xanh các ngươi ố vàng, sắp mục giữa. Hơi thở cổ xưa ập vào mặt. Tất Ninh Soái rất hưng phấn. Đây là chí bảo không gì sánh bằng, nếu lấy được nó là sẽ vô địch thiên hạ. Tất Ninh Soái xoa tay, rất muốn trộm Vô Lượng Tháp. Nhưng nhìn kích cỡ Vô Lượng Tháp, Tất Ninh Soái nghi ngờ bản thân không biết có vác nó nổi không. Tất Ninh Soái hậm hực bỏ cuộc. Diêu Cát nói. Đúng là rất ghê gớm, vượt qua tất cả thần binh thần tấn vương triều đã biết. Thần binh như thế cũng dỉ xét sắp vỡ ra, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Diêu Cát tu luyện thuật pháp Phong Phi Vân truyền dạy, ức chế hơi thở và khí tượng, nhưng quỷ khí vẫn cuộn trào trong cơ thể. Bọn họ không biết nhưng Phong Phi Vân hiểu rõ Vô Lượng Tháp là dụng cụ thánh linh, không, nên nói là một nửa dụng cụ thánh linh, vì Vô Lượng Tháp chỉ có một nửa. 3 vạn năm trước đạo tổ cổ kinh bị mất trộm, một vị thánh linh đạo gia lấy thiên tôn Vô Lượng Tháp ra cách hư không hút Tiêu Nặc Lan vào. Trong quá trình lại có một người bí ẩn ra tay, xảy ra đại chiến đẳng cấp thánh linh. Trong đại chiến thiên tôn Vô Lượng Tháp vỡ thành 2 khúc, một phần Vô Lượng Tháp rơi xuống thần tấn vương triều. Tiêu Nặc Lan tam thi chạy ra khỏi nửa phần thiên tôn Vô Lượng Tháp này. Bí mật này là Tiêu Nặc Lan kể cho Phong Phi Vân nghe, nếu không hắn chẳng biết trên đời có thánh linh thật. Người lấy trộm đạo tổ cổ kinh chắc chắn là Tiêu Nặc Lan. Phong Phi Vân cảm thấy đạo tổ cổ kinh cũng rơi vào mảnh đất này, không chừng là đạo điển mà mọi người nhắc đến. Nếu không tại sao một vương triều không quan trọng có công pháp tu luyện nghịch thiên như thế? Không có lý nào. Đạo tâm trùng thần, âm dương song tu đại pháp, Phong Phi Vân chỉ thấy 2 loại công pháp đã xứng là tuyệt đỉnh, trong Phượng Hoàng yêu tộc không tìm được vài loại công pháp luyện thể ngang bằng nó. Đây chỉ là suy đoán của Phong Phi Vân, dù sao đã qua 3 vạn năm, sự thật sớm bị mọi người vùi lấp, chỉ còn lại truyền thuyết hoang dường ly kỳ. Nữ ma đầu, chúng ta biết tu vi của ngươi cao sâu, vô pháp vô thiên. Nhưng ngươi dám cướp Vô Lượng Tháp của Vạn Vật Tháp ta, đó là đối địch với toàn Vạn Vật Tháp. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng không thể mất bảo tháp. Nhiều tu sĩ cường đại bao vây thi thành, toàn là cao nhân tiền bối của Vạn Vật Tháp. Có hơn một nửa tháp chủ Bách Tháp Thánh Địa chạy đến đây, từng đợt hà quang sắc bén bao phủ mặt đất. Người mới la lối là một lão tiểu phu, đội mũ bện bằng cỏ, mang giày cỏ rách nát, vai khiêng đòn gánh gỗ đào, nhè hàm răng vàng khè đứng trước cửa thi thành. Lão tiểu phu lại hét lên. Nữ ma, ta nói cho người biết, Vạn Vật Tháp chúng ta không dễ chọc, cao thủ lớp lớp, cường giả hàng đốn, giết ngươi đến không biết mình họ gì. Lão tiểu phu là Lam Mộc Tiều. Lão tháp chủ thần thông tháp, thuộc hàng đỉnh cao thế hệ trước. Bối phận Lam Mộc Tiều cao hơn cả Phù Trần Tử, lão thần vương. Lúc tranh giành đệ tử, Phong Phi Vân thành đệ tử của lão thần vương, Kỳ Phong thành đệ tử của Phù Trần Tử, Lam Mộc Tiều thì thu tiểu tà ma. Tục truyền Lam Mộc Tiều từng làm cung chủ ngoại sự của thần Linh Cung, người có quyền lợi lớn nhất dưới thần cung chủ, Linh Cung chủ. Nhưng không biết vì lý do gì mà Lam Mộc Tiều bỏ không làm nữa. Chạy tới Vạn Vật Tháp làm tháp chủ trên danh nghĩa, cả ngày du thủ du thực, gian lận lừa gạt. Không chỉ bậc lớn tuổi, nhiều tiểu bối trong Vạn Vật Tháp cũng bị Lam Mộc Tiều hố. Lam Mộc Tiều định gào thêm 2 câu, chợt từ từ ngước đầu lên, thấy Tiêu Nặc Lan đứng trên đỉnh thi thành. Lão già này nuốt ngược lại lời sắp thốt ra, co giò chạy mất dép lần vào trận doanh tu sĩ Vạn Vật Tháp. Tiêu Nặc Lan đứng trên đỉnh thành, áo trắng bay bay, phong hoa tuyệt đại. Tiêu Nặc Lan lạnh nhạt nói. Thiên tôn Vô Lượng Tháp vốn không thuộc về Vạn Vật Tháp, ai muốn cướp trên nay ta thì ta lấy mạng kẻ đó. Đám thế hệ trước Vạn Vật Tháp chửi thầm nữ ma đầu cướp đồ không biết ngượng. Rõ ràng Tiêu Nặc Lan cướp báu vật của người ta nhưng nói như thể là người ta cướp của nàng. Phong Phi Vân thầm toát mồ hôi, đồng tình các tiền bối Vạn Vật Tháp. Bởi vì Phong Phi Vân cũng bị Tiêu Nặc Lan chấn lột, nữ ma cướp thản nhiên, bằng phẳng. Khi Tiêu Nặc Lan cướp hóa đạo thạch của Phong Phi Vân, không lâu sau gặp lại hắn, nàng thản nhiên như chưa từng quen biết, hờ hững liếc hắn một cái. Tiêu Nặc Lan lại muốn cướp đi thanh đồng cổ thuyền.
Phong Phi Vân luôn cho rằng biệt hiệu của Tiêu Nặc Lan không nên gọi là nữ ma, đặt tên nữ cướp chính xác hơn. Đám tháp chủ, tiền bối vạn vật tháp bị chọc tức xì khói. Phù Trần Tử bay ra, chân đạp âm dương đồ, đầu đội tam thanh liên, biểu tình ngay thẳng công bằng. Phù Trần Tử trợn to mắt nói. Nữ ma, nàng xem như cường giả một phương, nói ra lời vô sỉ như thế không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Tiêu Nặc Lan mặt không biểu tình trả lời. Không sợ. Tiêu Nặc Lan biểu hiện thản nhiên, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Phù Trần Tử cái nào. Phù Trần Tử không nói nên lời, mặt chướng đỏ. Nàng, nàng. Tiêu Nặc Lan hỏi ngược lại. Ngươi là người tu đạo, tại sao muốn cướp thiên tôn vô lượng tháp của ta? Ta cướp, nàng, vô lượng tháp. Phù Trần Tử tức hộc máu, đạo tâm suýt nổ, lắp bắp. Ta. Tiêu Nặc Lan tiếp tục bảo. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, dù các ngươi có kéo nhiều người đến hơn nữa thì ta không sợ. Đến bao nhiêu người ta giết bấy nhiêu. Mắt thấy hai phe sắp đánh nhau, Phong Phi Vân bay lên, đáp xuống tường thành. Phong Phi Vân nói với tu sĩ vạn vật tháp đứng phía xa. Phong Phi Vân xin kính chào các vị tháp chủ, các vị tiền bối. Tiểu Tà Ma, Tất Ninh Soái, Long Thương Nguyệt bay lên tường thành, hành lễ chào hỏi đám tiền bối bên ngoài thi thành. Tiêu Nặc Lan thu về sát ý, bay vào trong thành, mặc kệ chuyện bên ngoài. Tiêu Nặc Lan tin tưởng Phong Phi Vân sẽ giải quyết chuyện này gọn gàng. Phong Phi Vân là đệ tử ưu tú nhất của vạn vật tháp mấy trăm năm nay, rất cung kính với trưởng bối, sẽ không vì bây giờ tu vi cao mà hính mũi nhìn đời. Các tháp chủ, trưởng bối vạn vật tháp rất vui mừng. Một nam nhân da vàng kim bước ra, leo lên tường thành, vỗ vai Phong Phi Vân. Nam nhân da vàng hỏi. Phi Vân, tại sao ngươi đi chung với nữ ma đầu? Các vị tiền bối cũng leo lên tường thành, trò chuyện với Long Thương Nguyệt, Tiểu Tà Ma, Tất Ninh Soái. Biểu tình Phong Phi Vân cực kỳ nghiêm túc nói. Đại sư huynh, việc này liên quan đến mạng sống của ức vạn thương sinh, ta buộc lòng phải hợp tác với nữ ma đầu. Nam nhân da vàng là tháp chủ võ tháp, đại đệ tử của lão thần vương, Trương Bá Đạo. Các tháp chủ vẽn tai lắng nghe Phong Phi Vân nói chuyện. Trương Bá Đạo nhướng chân mày rậm. Không lẽ chuyện này liên quan tới đại kiếp nạn không lâu sau? Thiên tượng đã thay đổi. Nhiều người tính ra không lâu sau mảnh đất này sẽ nghênh đón đại kiếp nạn, đã lửa xém lông mày. Khi đến lúc nguyên mảnh đất hoàn toàn hủy diệt. Phong Phi Vân ngước lên nhìn trời, vẻ mặt từ bi thương xót, gật mạnh đầu. Đúng vậy, thiên tôn vô lượng tháp này sẽ có tác dụng lớn, không chừng hiện ra uy lực nghịch thiên trấn áp tà nhân kia, khiến mảnh đất này không đến mức hủy diệt. Phù Trần Tử nghiêm túc hỏi. Tà nhân đó là ai? Phong Phi Vân trả lời. Diêm Vương, cũng là người châm dứt thời đại Phật tu. Khi Diêm Vương quay về thì tu vi sẽ khủng bố hơn một vạn năm trước. Diêm Vương mang theo cơn giận khôn cùng đến, ngũ đại vương triều sẽ thành bụi bặm. Chỉ có, nữ ma cộng thêm thiên tôn vô lượng tháp có lẽ sẽ chấn dược Diêm Vương. Phong Phi Vân nói nửa thật nửa giả, một nửa đánh lừa đám tiền bối vạn vật tháp, khiến bọn họ đừng liều mạng với Tiêu Nặc Lan nữa. Phong Phi Vân làm vậy là cứu mạng bọn họ. Một nửa khác là nếu Tiêu Nặc Lan thật sự hoàn thành thi biến lần thứ 5, cộng thêm uy lực thiên tôn vô lượng tháp, rất có khả năng chấn áp nửa tà thi Diêm Vương. Đương nhiên đó là nếu Tiêu Nặc Lan đồng ý ra tay. Trừ tu luyện ra Tiêu Nặc Lan không để chuyện gì trong lòng, dù nàng có thực lực chấn áp Diêm Vương, nếu Diêm Vương không trêu vào nàng thì nữ ma sẽ không ra tay. Sống chết của người khác không liên quan gì Tiêu Nặc Lan. Có nhiều người chết hơn nữa cũng không khiến Tiêu Nặc Lan quan tâm. Phong Phi Vân dựa vào ba tấc lưỡi dẻo mồm thuyên phục các đại nhân vật vạn vật tháp rút về, bảo rằng chờ đại kiếp nạn qua đi rồi tính sổ sau. Lúc sắp đi, trưởng công chúa hoàng tộc, tháp chủ Linh Bảo Tháp nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, ngập ngừng muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi, nàng theo mọi người đi. Tiễn các tiền bối rời đi, Phong Phi Vân đứng trên tường thành mắt nhìn xuyên qua tầng mây thấy trời sao. Tình tượng càng lúc càng rối loạn, nguy hiểm đến gần hơn. Không chừng sắp tới thì tà Diêm Vương sẽ giáng xuống mảnh đất này. Hy vọng khi đó nữ ma đã hoàn thành thi biến lần thứ 5, chúng ta rời khỏi thần tấn vương triều, không thì. Khó biết sống chết thế nào. Trong thời gian này trên bầu trời Nam Thái phủ bao phủ bóng ma khổng lồ, tất cả thi tà điều động, lấy thi thành làm trung tâm khuếch tán vòng tròn. Hàng ức thi tà bảo vệ phạm vi vạn dặm thi thành, một tòa thành lũy vững chắc không gì phá nổi.
Tiêu Nặc Lan muốn thì biến lần thứ 5, khí âm tà nguyên thần Tấn Vương triều tụ tập về Nam Thái Phủ. Khi Tiêu Nặc Lan bắt đầu thi biến chắc chắn sẽ có vô số cường giả đến quấy rối, không cho nữ ma đột phá cảnh giới, biến thành chí tôn mảnh đất này. Cho nên phải sắp xếp trước mọi thứ. Tiêu Nặc Lan và Diêu Cát dựng linh thạch đài trong thi thành. Phong Phi Vân giúp Tiêu Nặc Lan tìm trợ thủ, nếu nàng độ qua thi biến lần thứ 5, nữ ma hứa khi hắn gặp rắc rối có thể tìm nàng giúp. Được lời hứa của thi vương ngũ biến làm người ta hân hoan hơn là được một ức khối linh thạch. Con người khi còn nhỏ yếu muốn sống vui vẻ thì không thể rời khỏi núi dựa, Phong Phi Vân cảm thấy ngọn núi nữ ma tuy hơi lạnh nhưng rất đáng tin cậy. Người thứ nhất Phong Phi Vân tìm đến là Tử Nhục Hòa Thượng. Không ngoài dự đoán của Phong Phi Vân, Tử Nhục Hòa Thượng đang ăn thịt uống rượu, nghe nói giúp nữ ma đánh nhau thì lắc đầu nguầy nguậy. Tử Nhục Hòa Thượng chỉ nói hai chữ. Không đi. Phong Phi Vân nói. Nếu ngươi giúp nàng đột phá thì biến lần thứ 5 có lẽ có thể đối phó đại kiếp nạn, ngươi làm như vậy là cứu thương sinh. Tử Nhục Hòa Thượng không khách sáo vặc lại. Thương sinh liên quan gì ta? Phong Phi Vân không bỏ cuộc. Nếu ngươi chịu giúp thì ta có thể cho ngươi tu luyện trong thiên quốc mấy trăm năm. Tử Nhục Hòa Thượng đang cắn đùi gà, tay hơi khựng lại. Tử Nhục Hòa Thượng trầm ngâm giây lát, vẫn từ chối. Tu luyện trong thiên quốc rất tốt nhưng chuyện này quá nguy hiểm, ngu gì. Phong Phi Vân tung đòn sát thủ. Nếu ngươi không đi thì ngày mai ta thành thân với Nạp Lan ngay. Tử Nhục Hòa Thượng nghe vậy đập bàn đứng dậy, nghiến răng, hung tợn chừng Phong Phi Vân. Coi như tiểu tử ngươi giỏi, nhưng đừng quên sau khi thành công ta muốn tu luyện trong thiên quốc 500 năm. Thiếu một năm cũng không được. Ha 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 ha, 500 năm thì 500 năm. Giải quyết xong một cường giả, tâm tình Phong Phi Vân rất tốt. Phong Phi Vân tiếp cường giả thứ hai, hắn cảm thấy Thiên Vu thần nữ là lựa chọn tốt nhất. Phong Phi Vân lấy thanh đồng cổ thuyền ra đến Cổ Cương phủ, rất nhanh hắn đến Vu thần Man thành. Trước khi Phong Phi Vân thấy Thiên Vu thần nữ thì gặp La Ngọc Nhi, tiểu nha đầu giờ là thần nữ thứ hai, được Thiên Vu thần nữ thu làm đệ tử, tu vi tiến bộ rất nhiều. La Ngọc Nhi trông thấy Phong Phi Vân, không dám nhìn thẳng vào hắn. Nàng đỏ mặt cúi đầu. La Ngọc Nhi thỏ thẻ. Thần nữ sư phụ biết ngươi đến Vu thần Man thành, kêu ta mời ngươi vào. Phong Phi Vân cười nói. Nếu kêu nàng mời ta vào vậy nàng đứng trước cửa chặn đường là sao? À, La Ngọc Nhi giật mình hiểu ra, mặt đỏ gất bối rối quay đầu. Vang tiếng nổ, La Ngọc Nhi đập trúng thân cây cổ thụ, la đau. Phong Phi Vân đi tới xoa trán La Ngọc Nhi, cười nói. Lần sau đi đường hãy cẩn thận hơn. Khi Phong Phi Vân gặp lại Thiên Vu thần nữ, nàng đứng trên quan tinh đài trong Thiên Vu thần điện xem ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Từng ánh sao chiếu suốt như các ngọn đèn trôi nổi trong ngân hà. Thiên Vu thần nữ đứng yên một mình, thanh tú xuất trần. Ánh sao chiếu xuống khuôn mặt Thiên Vu thần nữ phản chiếu hà quang như ngọc, như tiên nữ theo gió bay đến. Rải sáng vòng quanh người Thiên Vu thần nữ, từng mảng linh hoa đang tan biến. Khi thấy Phong Phi Vân, khuôn mặt bình tĩnh không biểu tình của Thiên Vu thần nữ hé môi nói.